tuy rằng lấy thân phận của bọn họ bối cảnh, Tiêu Hạo phía sau có riêng lớn Tiêu thị tập đoàn, Đổng Kiến Huy phía sau cũng có Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia giúp phù, chính là 100 vạn, căn bản cũng không phải là cái chuyện này. Nhưng bây giờ tình huống này cũng cái vấn đề mặt mũi. Rõ ràng bọn họ đều đã hẹn xong, đúng đổ tỉ thí, lập tức sẽ bắt đầu, thế mà Đổng Kiến Huy hiện tại đây ý là muốn trước trốn. Như vậy, đây quả thực là bất chiến trước cây Iota, nếu là truyền đi, tất nhiên là tuyệt đại cười liêu. Sợ ngươi, Tiêu Hạo, ngươi cũng không tìm trương cái gương chiếu chiếu ngươi gương mặt đó, âm dương quái khí, cũng không biết xấu hổ nói ta Đổng Kiến Huy sợ ngươi. Thế mà đừng xem Đổng Kiến Huy thoạt nhìn văn văn tính tính, tóc vàng lông xù, có thể vấn đề tiểu tử này tựa hồ tính tình kính nhi cũng thật lớn, trực tiếp cho uống trở lại. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hạo nghe vậy nhất thời giận dữ, nhịn không được cả tiếng giễu cợt nói nếu không sợ, vậy thì thật là tốt, chúng ta bây giờ mà bắt đầu. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút Đổng Kiến Huy Đổng đại thiếu có bao nhiêu năng lực, có thể cùng ta gôn kỹ thuật đánh đồng. Nói đến đây, hắn không khỏi hơi dừng lại một chút, chợt thần sắc kiêu ngạo ngẩng đầu, nói cho ngươi biết, trước ở California, ta thế nhưng xông vào châu tế thi đấu tranh giải tiền tam danh. Nếu không phải sao lại không thời gian tiếp tục, nói không chừng hiện tại Mỹ quốc gôn tân duệ ngôi sao, thì có ta Tiêu Hạo tên. Lời vừa nói ra, Đổng Kiến Huy không khỏi hơi biến sắc. Đến mức lục tục xuất hiện ở những người khác cũng không nhịn được xì xào bàn tán lên. Tiêu ít thật là lợi hại a. Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải, ta trước ở bên kia có nghe nói qua, có người nói liên bây giờ thế giới gôn vua ngũ tư, lúc ban đầu, lúc còn trẻ chính là từ cần thi đấu chuyện trổ hết tài năng. Xem ra Đổng ít lần này phiền toái, hắn cầu kỹ ta biết, cũng liền bình thường thôi, nhưng tuyệt không khả năng xông vào cái loại này nổi danh thi đấu chuyện trước ba. Nghe được chu vi lục tục truyền tới tán thán, thổi phồng thanh, Tiêu Hạo trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ cùng với phiêu phiêu dục tiên vẻ, sau đó lộ ra một loại khoan dung, nhìn Đổng Kiến Huy tự tiếu phi tiếu nói làm sao, Đổng ít, có đúng hay không bị dọa. Nếu không ngươi thẳng thắn chịu thua được, ta cũng không cần ngươi 100 vạn, chỉ cần ngươi Đổng đại thiếu nguyện ý nói phục tùng phục tự, chuyện này coi như, thế nào. Oanh! Tiêu Hạo lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh ồ lên. Xòe ra đồ chơi. Nhưng Đổng Kiến Huy Đổng ít nói cái phục, chuyện này nếu truyền đi, hắn Đổng ít về sau còn thế nào tại đây Giang Nam, tại đây cùng Châu Thị trộn. Tiêu Hạo đầu ngươi có đúng hay không đầu bị cửa kẹp. Chỉ bằng ngươi, muốn cho ta phục. Đổng Kiến Huy nghe vậy cũng là vẻ mặt âm trầm hình dạng, sau đó vươn tay, cư nhiên trực tiếp đem ngăn ở trước người hắn Tiêu Hạo đẩy ra, một bên đi nhanh ly khai, một bên lưu lại thanh âm lạnh lùng ta hiện tại có việc gấp. Thi đấu chậm lại một giờ. Đổng Kiến Huy ngươi, hanh, thấy tình cảnh này Tiêu Hạo sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn thở hổn hển hừ lạnh một tiếng, không dám lại tiếp tục ngăn cản. Dù sao lấy Đổng Kiến Huy thân phận, địa vị, mặc dù là hắn Tiêu Hạo, tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng xác xác thật thật muốn ải đối phương một nửa, vì vậy gây nữa xuống phía dưới đối với hắn tuyệt không chỗ tốt, chỉ có thể cắn răng bị. Bất quá rất hiển nhiên trong lòng hắn còn là không nín được cái này miệng ác khí, chết tiệt Đổng Kiến Huy ở trước mặt hắn, chân thực quá kiêu ngạo, quả thực không đem hắn không coi vào đâu, điều này làm hắn nhịn không được hổn hển thấp giọng nổi giận mắng mẹ, một giờ tự một giờ. Xem lão tử đợi làm sao giáo huấn ngươi, cho ngươi bộ mặt mất hết. Cùng lúc đó, Đổng Kiến Huy đã vội vội vàng vàng thay quần áo xong, đi đã qua bãi đỗ xe ngồi trên xe của mình. Một lát sau một chiếc tiệp báo gào thét lái ra khỏi Cần Hội Sở, tốc độ cực nhanh. Ước nửa giờ sau, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, trong miệng còn thở hổn hển Đổng Kiến Huy ở phi trường KFC gặp được Trần Phi. Tới rồi, gấp gáp như vậy làm gì, ta đi mua cho ngươi chén nước uống đi, muốn cái gì. Mà ở nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Phi không khỏi lắc đầu bật cười. Chợt đứng dậy chuẩn bị cho đối phương mua chén nước uống. Không cần, không cần. Tự ta có mang, thở hổn hển Đổng Kiến Huy vội vã khoát tay áo, Trần Phi lúc này mới chú ý tới, trong tay đối phương nguyên lai có một chai nước uống. Thấy thế Trần Phi lúng túng cười cười, tùy tiện tìm một đề tài nói ra ngươi, Đổng lão gia tử gần nhất thân thể cũng không tệ lắm phải không? Bầy phi ca ngươi được phúc, ra ta hắn hiện tại thân thể tốt, nhưng lại thuận lợi đột phá đến rồi nhất lưu cổ vũ giả trình tự, gần nhất thường thường nhắc tới ngươi. Hy vọng ngài lúc nào có thể nhà của chúng ta nhìn hắn. Mà đang nghe Trần Phi nhắc tới chuyện này,
Đồng Kiến Huy thái độ càng phát ra tôn kính lên. Có thể nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn tiếng chuông chợt ong ong vang lên. Khiến thần sắc hắn khẽ biến. Lại là cái này, đúng là âm hồn bất tán tên. Đồng Kiến Huy vô ý thức lấy điện thoại di động ra phủi phiết điện báo biểu hiện, chợt thần sắc có chút nhục nhã dù gì nói. Bởi vì giờ khắc này gọi điện thoại tới cho hắn người, không là người khác, chính là Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu. Thế nào, người bên kia có chuyện gì mà? Mà ở nhìn thấy Đồng Kiến Huy vẻ mặt khó chịu hình dạng, Trần Phi nao nao, chợt khuôn mặt lộ ra một tia hiếu kỳ nói. Phải biết rằng Đồng Kiến Huy thân phận có thể không bình thường, kỳ phụ thân Đồng Văn Thành, đây chính là tỉnh lỵ cùng Châu Thị Thị Uy bí thư, kiêm nhiệm tỉnh Uy thường ủy cùng với tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng, thực quyền cực đại, thậm chí xưng hô một câu bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo đều hoàn toàn không quá đáng. Như vậy Đồng Kiến Huy cái này tỉnh Giang Nam đỉnh cấp nha nội đại thiếu hàng đầu tự nhiên tỏa thật, thậm chí bởi vậy cũng không thiếu nước lên thì thuyền lên. Nhưng bây giờ tiểu tử này nhưng thật giống như gặp được phiền toái gì, làm cho hơi có chút ngoài ý muốn. Là có cái không có mắt phiền phức tên, bất quá cũng không phải đại sự gì, không cần phải xen vào hắn. Đồng Kiến Huy nghe vậy do dự nửa ngày, sau cùng lắc đầu cười cười, không nghe điện thoại. Phải biết rằng trước hắn từ hội sở đi lúc đi ra, thế nhưng đã phóng xuất bảo, hắn và Tiêu Hạo gôn kỹ đúng đổ, chậm lại một giờ, đem ở một giờ sau cử hành. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì Trần Phi duyên cớ, hắn dứt khoát lựa chọn cúp điện thoại, không để ý tới chuyện này. Tuy rằng hắn biết rõ, hắn hiện vào thời khắc này làm như vậy, hậu quả tất nhiên sẽ thập phần nghiêm trọng, thập phần mất mặt. Bởi vì đối phương Tiêu Hạo hoàn toàn có thể bắt được chuyện này, bắt được cái này cớ, trắng trợn tuyên dương chửi bới hắn Đồng Kiến Huy danh tiếng, nói hắn sợ, không dám cùng hắn Tiêu Hạo so với gôn. Mà loại này không gì sánh được chuyện mất mặt. Tại bọn hắn nha nội vòng, rất hiển nhiên, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là rất chuyện mất mặt, sẽ cho người cười nhạo. Nhưng dù vậy, trong lòng hoàn toàn minh bạch hậu quả sẽ là dạng gì, có thể hắn Đồng Kiến Huy nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn Trần Phi, tuyển trạch cắt đứt điện thoại, không để ý tới bên đầu điện thoại kia một bên hổn hển, một bên đắc ý cuồng tiếu Tiêu Hạo. Cái này đủ để chứng minh, ở trong mắt hắn, thậm chí tại bọn hắn Đồng ra từ trên xuống dưới người cả nhà trong lòng. Trần Phi, phi ca phân lượng đã không cần bất luận cái gì lời thừa để hình dung. Tất nhiên tùy thời tùy chỗ, thời thời khắc khắc đều ở vào vị trí thứ nhất. Ai, ta nói ngươi thực sự là, đã quên ta trước nói với ngươi nói sao? Nghiêm ngặt lại nói tiếp, chúng ta kỳ thực không sai biệt lắm đại đi. Là bạn cùng lứa tuổi, vì vậy, chớ đem ba ngươi bộ kia miễn cưỡng bộ đến. Ta không có thói quen, ngươi khẳng định cũng không có thói quen. Bất quá rất hiển nhiên Trần Phi nhãn lực kính nhi không sai, liếc mắt tự nhìn ra có tin tức, bất đắc dĩ nói. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại khóe miệng dần dần buộc vòng quanh một nụ cười sáng lạng, nói được rồi, chỉ nói vậy thôi, chuyện gì xảy ra? Nhìn ngươi vẻ mặt này, tựa hồ thật phiền toái. Vậy được rồi, Phi ca, ta đây đã nói. Nghe được Trần Phi nói như vậy, Đồng Kiến Huy cũng dần dần yên tâm trong câu nệ. Đưa hắn cùng Tiêu Hạo chuyện giữa từ đầu chí cuối nói ra. Tiêu Thiên Nhượng cháu trai. Sau khi nghe xong, Trần Phi nhịn không được thần sắc thoáng cổ quái nói. Hắn cũng quả thực không nghĩ tới, cái này Tiêu gia, cái này Tiêu Thiên Nhượng hình như thật cùng hắn rất hữu duyên. Trước bởi vì xem bệnh chuyện thì có quá mâu thuẫn, không nghĩ tới bây giờ còn có thể đón tiếp tục đụng với Tiêu Thiên Nhượng cháu trai. Ha ha, tựa hồ thật có ý tứ. Không sai. Tiêu gia Tiêu Thiên Nhượng nhân vì vấn đề của mình, qua nhiều năm như vậy vẫn không có nhi tử, vì vậy Tiêu Hạo cái này chi thứ đệ tử rất được hắn sủng ái, bởi vậy cũng coi như có chút thân phận địa vị. Đồng Kiến Huy gật đầu, tiếp tục nói trước cùng hắn bởi vì tranh đoạt nhất kiện đồ cổ, huyên náo túi bụi, kết làm sống núi, vì vậy chúng ta ước định ngày hôm nay một lần của người nào gôn kỹ càng cao. Người thua đem tiền trả 100 vạn đi ra, thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ thanh. Thế nào? Không lòng tin, Trần Phi thấy thế liếc Đồng Kiến Huy liếc mắt, nói. Ngạch, là có giờ, trước ta cũng không biết, nhưng tiểu tử kia ngày hôm nay lại còn nói mình từng ở Mỹ quốc California, tham gia gôn châu tế thi đấu tranh giải, xông vào quá tiền tam danh. Đồng Kiến Huy nghe vậy có chút buồn bực xoa xoa đầu nói. Rất hiển nhiên, chính hắn về điểm này ba chân mèo công phu bản thân rất rõ ràng. Khi dễ vòng tròn nội phổ thông tuyển thủ tạm được. Có thể Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải trước ba loại trình độ đó, hắn là thúc ngựa cũng cản không nổi.
Yên tâm đi, ngươi không được không phải là còn có ta. Nếu đợi ngươi thua, tự đến lượt ta trên đi thử một chút. Nhưng vào lúc này Trần Phi bỗng nhiên mở miệng cười nói. Gôn, tuy nói hắn không chơi đùa, nhưng cái này cũng không giống như ảnh hưởng cái gì đi. Dù thế nào đều là khi dễ người, ha ha ha. Phi ca ngươi Gôn rất lợi hại. Đồng Kiến Huy nghe vậy nhất thời thần sắc vui mừng nói. Lợi hại hay không, ngươi đến lúc đó nhìn sẽ biết. Được rồi, mau nhanh lên đường đi, ngươi không phải nói chỉ chậm trễ một giờ. Trần Phi bán một cái nút, sau đó cười dục đối phương xuất phát. Hắn hiện tại đã rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên không muốn đối phương bởi vì mình duyên cớ, mà muộn, bị người lén nói thầm. Sau đó hai người hướng về Đồng Kiến Huy tọa giá tiệp báo ngừng vị trí đi. Một lát sau, cần xe cộ gào thét ly khai sân bay, hướng về tỉnh Giang Nam Thịnh Hội đỉnh cấp vòng tròn tiếng tăm lừng lẫy Đông Vân Quốc tế Tư nhân Câu lạc bộ chạy tới, tốc độ cực nhanh. Đông Vân Quốc tế Tư nhân Câu lạc bộ, ở vào tỉnh Giang Nam cùng Châu ngoại ô thành phố Ngoại Ngọc Bích Tinh không thành cảnh nội, là cùng Châu Thị Nam mới rất có tư lịch một nhà tổng hợp lại tính gôn tràng, tự thập niên 80-90 mạt, mở cửa bán, cho tới hôm nay. Xưng là cùng Châu Thị đồng hành nghiệp nội cọc tiêu. Đồng thời nếu là có thể trở thành cần tư nhân câu lạc bộ hội viên, cũng là thân phận địa vị tượng trưng, truy thụ truy phùng. Có người nói cần tư nhân câu lạc bộ người khai sáng họ Chu, chính là trước tiền nhậm tỉnh Giang Nam số 1 lãnh đạo cháu nhỏ, rất có năng lực, hôm nay đoán chừng có 4-50, định cư ở Kinh Thành, vô luận là mạng lưới quan hệ hay hoặc là bối cảnh đều rất lợi hại. Cũng bởi vậy, phóng nhãn toàn bộ Giang Nam, đều cơ hồ không vài người dám ở cái này nháo sự. Coi như là tràn đầy lực uy hát IOTA. Phi ca, đây là Đông Vân Quốc tế Tư nhân Câu lạc bộ. Cũng coi là chúng ta Giang Nam số 1 số 2. Vượt chưa tới nửa giờ sau, Đồng Kiến Huy lái xe đi tới một tòa điệu thấp xa hoa câu lạc bộ trong. Số 1 số 2, là thật tốt, Trần Phi nghe vậy hơi kinh ngạc, thoáng ánh mắt tả hữu quan sát một chút, chợt mang theo nhận đồng gật đầu nói. Tuy nói trường hợp này hắn thấy cũng không nhiều. Nhưng vô luận là Bắc Sơn thì cao cấp nhất hào hưởng tư nhân hội sở, hay hoặc là Ma Cao bên kia địa phương, tựa hồ cũng không có nơi này cho cảm giác của hắn trùng kích đại, cũng không nơi này làm cho cảm giác xa hoa. Cái gọi là điệu thấp xa hoa có nội hàm, đoán chừng phải là ý tứ này đi. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu là, hắn lại đang cái này tư nhân câu lạc bộ bố cục trên, gặp được một ít phong thủy dị thuật cái bóng. Hiển nhiên nơi này có cao nhân xuất thủ quá. Nơi này quả thực thật tốt, hắn lại nhìn không được lần nữa mở miệng nói. Phi ca ngươi nếu thích nói, như thế này ta cho ngươi làm đảm bảo người, để cho bọn họ cho ngươi phát một trương hoàng kim cấp bậc thẻ khách quý. Đồng Kiến Huy nghe vậy nói như thế, chợt bị cách đó không xa truyền tới một giọng nói cắt đứt. U, đồng ít ngươi có thể rốt cục đã trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự sợ, không dám đã trở về. Chỉ thấy vẻ mặt khoan dung Tiêu Hạo xuất hiện ở hội sở nhập khẩu, nhìn Đồng Kiến Huy châm chọc nói. Nói, hắn còn làm ra vẻ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, chợt rất khoa trương kinh ngạc nói gì, ta thế nào nhớ kỹ vừa rồi người nào đó nói đúng chậm lại một giờ, nhưng bây giờ, ngươi xem một chút, đều nhanh nửa giờ, chẳng lẽ chúng ta Đồng đại thiếu là thật sợ. Đi tìm cứu binh. Nói như thế, hắn dùng sẳng giọng con ngươi quét Trần Phi liếc mắt. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không kiên nhẫn vẻ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra Trần Phi, cái này ý nghĩa đối phương rất khả năng không là bọn hắn người của bên trong vòng, mà đã như vậy, Đồng Kiến Huy nhưng vẫn là đem đối phương mang đến, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này rất có thể là Đồng Kiến Huy minh bạch thực lực của chính mình thiếu, vì vậy thừa dịp cái này một giờ đi bên ngoài tìm tới một cứu binh. Thực sự là đê tiện. Ha ha! Có thể là theo chân hắn Tiêu Hạo khóe miệng cũng không từ hiện ra lau một cái vẻ kiêu ngạo, cùng với trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, mâu quang trong tràn đầy chẳng đáng. Còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn lên khuôn mặt còn như vậy xa lạ, có thể là gôn kỹ người rất lợi hại vật. Thật cho rằng tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân đến, là có thể cùng hắn Tiêu Hạo đánh đồng. Xin nhờ, đừng nói giỡn, phải biết rằng hắn đã từng thế nhưng Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải trước ba. Là có tuyển thủ nhà nghề tài nghệ. Sợ, thật không có phát hiện, ngươi thật đúng là sẽ đã qua trên mặt mình THIOTA vàng, đi thôi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cái này cái gọi là Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải trước ba, có thể có thật lợi hại, đừng đến lúc đó thua tè ra quần,
vậy thì có được nhìn. Ha ha, thế mà Đồng Kiến Huy tiểu tử này cũng là miệng lưỡi bén nhọn, không chút khách khí đánh trả trở lại, tức giận đối phương ngứa răng. Tốt, tốt, tốt. Chỉ thấy Đồng Kiến Huy thần sắc âm trầm xấu xí tới cực điểm, theo cắn răng nghiến lợi nói đã như vậy nói, quy củ cũ, lấy huy can tính vì bình phán, dùng ít nhất huy can tính đem cầu đánh vào động người thắng lợi. Người thua đem bồi phó người thắng 100 vạn. Có thể, không thành vấn đề. Đồng Kiến Huy nghe vậy ngay tức khắc gật đầu nói, cùng đối phương đi hướng gôn tràng. Sáng chói ca, Tiêu Hạo tên kia rất kiêu ngạo a. Liên nóng người hoạt động cũng không làm, thật cho là mình thắng chắc. Ngay Đồng Kiến Huy thay xong y phục, làm nóng người hoạt động thời gian, có một vị hơn 20 tuổi ăn mặc áo sơ mi bông anh tuấn thanh niên nhân bu lại, vẻ mặt giận dữ mở miệng nói. Hình như rất khó chịu hình dạng. Hắn không phải nói từng ở Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải đưa qua trước ba. Đây chính là tuyển thủ nhà nghề trình độ, đối phó chúng ta loại này nghiệp dư, tự nhiên dư giả. Đồng Kiến Huy liếc mắt một cái người, thản nhiên nói. Nói như vậy hắn chẳng phải là thắng chắc, áo sơ mi bông nam tử càng khó chịu mở miệng nói. Đó cũng không nhất định. Nhưng vào lúc này Trần Phi cũng thay xong y phục đi ra, cười tiện tay vỗ vỗ Đồng Kiến Huy vai, khóe miệng vi câu nói tùy tiện chơi. Nếu bị thua, đợi ta giúp ngươi tìm hắn gấp bội nhổ ra. Cái này, sáng chói ca, vị này chính là, mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi lại dám như vậy tùy ý chụp Đồng Kiến Huy, sáng chói ca vai, cái này khiến áo sơ mi bông nam tử trong nháy mắt thần sắc có chút ngây dại, thần sắc lăng lăng nói. Kỳ mâu quang sau đó trong nháy mắt nhiều hơn lau một cái chấn động cùng không dám tin tưởng. Phải biết rằng hắn cùng Đồng Kiến Huy sáng chói ca thế nhưng phát tiểu, từ nhỏ đến lớn một khối lớn lên, tự nhiên rõ ràng đừng nhìn đối phương bề ngoài lớn lên cả người lẫn vật vô hại, tóc vàng lông rậm rạp, nhưng vấn đề là người này trong khung ngạo khí không được. Vì vậy đừng nói là loại này chụp vai cử động, ở bình thường, chỉ cần là cái loại này hơi chút quá giới cử động. Hắn Đồng Kiến Huy sáng chói ca, nhất định sẽ tức giận. Nhưng bây giờ, khuôn mặt xa lạ tên lại dám tùy ý như vậy chụp sáng chói ca vai. Cái này, hắn đến tột cùng là vị ấy. Lai lịch gì? Để xuống tôn kính giờ, vị này chính là Trần Phi, Phi ca. Mà đang nghe bản thân phát tiểu cái loại này giọng nói, Đồng Kiến Huy trong nháy mắt mí mắt co rúm, vội vàng nói. Phải biết rằng tuy nói hôm nay ở Trần Phi Phi ca trước mặt, hắn đã chẳng phải câu nệ, có thể cái này cũng không đại biểu trong lòng hắn đối với đối phương kinh ý có điều giảm bớt. Dù sao phải biết rằng, đây chính là Liên gia gia hắn đều phải lấy lễ đối đãi đại nhân vật, hắn loại này tiểu bối, sao dám không coi trọng. Tự nhiên như thế hắn được nhắc nhở bản thân phát tiểu, cũng đừng ở Phi ca trước mặt nói sai nói. Nhất niệm đến nước này, hắn cười giới thiệu nói Phi ca, đây là Quách Khôn, nhũ danh Khôn Tử, là ta phát tiểu. Người tùy tiện gọi hắn Khôn Tử được rồi. Nghe vậy Trần Phi cười cười, vươn tay, nói Quách ít, hạnh ngộ, ta là Trần Phi. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Đâu đâu, về sau còn muốn Phi ca chỉ giáo nhiều hơn mới là. Tuy rằng Trần Phi khách khí như vậy, có thể Quách Khôn lại không dám khinh thường, vội vã vươn hai cái tay cùng Trần Phi nhiệt tình cầm, cả tiếng cười nói nhìn Phi ca ngươi nhìn không quen mặt, hẳn không phải là chúng ta cùng Châu Thị đi. Ừ. Ta đến từ Bắc Sơn, Trần Phi nói. Bắc Sơn, chẳng lẽ là chúng ta tỉnh Giang Nam cái kia Bắc Sơn thị? Quách Khôn nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên đến từ Bắc Sơn, nhưng vấn đề là Bắc Sơn thì có danh tiếng công tử đại thiếu, hắn đều biết, không nhớ kỹ có Trần Phi Phi ca nhân vật như thế a. Ba, đã có thể sau đó một khắc, Đồng Kiến Huy lại trực tiếp một cái tát rơi vào Quách Khôn trên đầu, ba một tiếng. Chợt nhỏ giọng nói cho ta đem ngươi này tâm địa gian rảo thu, đừng không có việc gì muốn này có không có. Ngươi có biết hay không mặc dù là ba ta tới, thấy Phi ca cũng phải khách khí xưng hô một câu Trần tiên sinh, hiểu không? Hiển nhiên nếu không phải là bởi vì cùng đối phương quan hệ tốt, là phát tiểu, lời như vậy hắn là tuyệt không khả năng làm trò Trần Phi Phi ca mặt mà nói ra. A, à, liên đồng thúc thúc đều, không phải đâu. Mà đang nghe Đồng Kiến Huy loại này chấn động nhân tâm nói, Quách Khôn không khỏi sợ đến cả người đều sợ run cả người, đón vẻ mặt thần sắc kinh nghi, chấn động không ngớt. Nói đùa, hắn đương nhiên biết Đồng Kiến Huy trong miệng ba, chỉ là ai, có ra sao ngang phân. Phải biết rằng đây chính là bọn họ tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thị cùng Châu Thị Thị Uy bí thư, kiêm chức tỉnh Uy thường ủy cùng với tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng,
quyền lực so với thiên còn lớn hơn, hoàn toàn là bản tỉnh cao cấp nhất mấy vị kia. Cây ca cao có thể, nhưng bây giờ Đồng Kiến Huy lại còn nói phụ thân hắn, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư, cái loại này thiên đại nhân vật nhìn thấy đối phương, nhìn thấy vị này Trần Phi Phi ca, đều phải khách khí xưng hô một câu Trần tiên sinh. Mẹ, ta, cái này, không phải là, chỉ là trong lòng hơi chút nghĩ như vậy, mặc dù hắn Quách Khôn cũng có lai lịch không nhỏ, kỳ phụ thân chính là tỉnh công an thính thường vụ phó thính trưởng, còn có cái tiểu thúc chính là cùng Châu Thị Kỳ ủy thư ký, lúc này cũng không nhịn được cả người run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi. Không phải là, Phi ca vừa rồi ta không biết thân phận ngươi. Theo hắn nhịn không được thận trọng nói rằng, sợ mình vừa rồi điểm tiểu tâm tư kia, chọc đối phương tức giận. Ta nói ngươi như thế hù dọa Quách bớt làm nha. Rồi hãy nói, ta có đáng sợ như vậy sao? Trần Phi thấy thế chỉ có thể không nói gì cười nói. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Hạo đã tràn đầy tự tin tới. Đồng ít, thế nào? Ngươi cái này là chuẩn bị xong chưa? Nếu không, chúng ta bắt đầu. Chỉ thấy thứ nhất mặt khoan dung nhìn Đồng Kiến Huy, kỳ mâu quang trong tràn đầy nắm chắc phần thắng vẻ, khóe miệng vẽ bề ngoài khởi kiêu ngạo độ cung, thật giống như đã thắng chắc vậy, đã nắm trong tay toàn cục. Không có biện pháp, phải biết rằng hắn Tiêu Hạo có từng là Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải tiền tam danh, đây chính là tuyển thủ nhà nghề trình độ, vì vậy chính là Đồng Kiến Huy loại này nghiệp dư, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, từng phút nghiền ép. Hanh, ta há sợ ngươi sao? Bắt đầu mà bắt đầu. Nghe vậy thấy thế, Đồng Xây Quân tuy rằng cảm giác mạc đại áp lực, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước, người thua không thua trận. Tại bọn hắn cái vòng này, thua, cũng không đáng sợ là đã đánh mất mặt mũi, thua chiến trận, đó mới sẽ thực sự bị người cười nhạo, bị người tư để hạ nói thầm. Đó mới là kết quả xấu nhất. Vì vậy, người thua không thua trận, ghê gớm cũng liền 100 vạn chuyện này, không có vấn đề. Hanh, Đồng ít người đợi tốt nhất kỳ vọng người thua được không phải quá khó coi, bằng không đến lúc đó, mặt tựu mất hết, ha ha ha. Nghe vậy Tiêu Hạo thần sắc giống vậy âm trầm hừ lạnh một tiếng, sau đó lộ ra lau một cái trào phúng cuồng nhưng mà vẻ, cười lớn rời đi. Ngay sau đó, thi đấu bắt đầu. Xem ta. Tiêu Hạo là người thứ nhất mở cầu, cùng nhau tay cùng nhau thu chính là một cái thập phần tiêu chuẩn gôn động tác, gôn nhất thời yêu nhã phù không, hướng về sườn núi sân bóng bên kia bay đi. Tại bọn hắn đúng đổ so với cầu chỗ ngồi này gôn bên trong sân, cùng sở hữu tiêu chuẩn 18 cái động. Từ phát bóng đài, cầu nói, quả lĩnh, cỏ dài, xa hố, cái ao chờ cản trở cấu thành. Bất quá bởi vì là rất dứt khoát khí phách đúng đổ, vì vậy cũng không quy củ nhiều như vậy, chỉ cần đem cầu kích tiến người thứ nhất động coi như thắng được thắng lợi. Nay, Tiêu Hạo trận banh này đẹp. Không hổ là từng xông vào California châu tế thi đấu tranh giải trước ba nhân vật, cái này liên quan đẹp. Tục ngữ nói, sẽ không chơi tổng hội xem. Có thể có tư cách tiến vào cái này Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ, cũng không phải tài trí bình thường, dù thế nào đều là biết chơi, tự nhiên liếc mắt tự nhìn ra Tiêu Hạo cái này một cây thực sự đẹp, có thể lại một hai can là có thể vào động, vì vậy quả thực đáng giá bọn họ tán thưởng. Đáng chết, thấy tình cảnh này dù là Đồng Kiến Huy cũng không nhịn được phiền muộn nói thầm nói. Đối phương chỉ là mở cầu cứ như vậy lý tưởng, cái này còn nhượng hắn đánh như thế nào? Thế nào, Đồng ít. Ta đây cầu kỹ còn không có trở ngại đi. Hiện tại thế nhưng đến phiên ngươi, mà đang nghe chu vi truyền tới thổi phồng thanh, Tiêu Hạo vẻ mặt phiêu phiêu dục tiên, nhìn Đồng Xây Hoa giễu cợt nói. Hanh, chỉ là lúc này người sau đã vô tâm tư cùng hắn cãi lại, sau đó đầy tay đều là mồ hôi đi hướng phát bóng đài, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi kích cầu. Thế nhưng cái này đệ nhất cầu nhưng cũng không lý tưởng, lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến nhiều lắm, cũng cùng Tiêu Hạo đánh ra đệ nhất cầu. Tiêu chuẩn trình độ kém nhiều lắm. Đáng chết, sáng chói ca không ra. Thấy tình cảnh này, Quách Khôn nhịn không được buồn bực mở miệng nói. Phải biết rằng cái này gôn từ trước đến nay đều là từ đệ nhất cầu bắt đầu, sẽ có chênh lệch, nếu là mới đầu khởi không được khá, mặt sau rất có thể tựu sẽ trực tiếp nổ. Đồng Kiến Huy hiện tại rất hiện lại chính là loại tình huống này. Không ra, ngươi ý tứ hắn thất bại. Nghe được Quách Khôn nói Trần Phi nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng không có chơi đùa gôn, vì vậy cũng không rõ ràng lắm trong đó xáo lộ cùng quy tắc. Có thể đây không phải là mới đệ nhất cầu sao? Thế nào tự khiến cho một bộ sắp thua hình dạng? Phi ca là như vậy,
sáng chói ca cùng Tiêu Hạo tiểu tử kia so là ai trước đem cầu đánh vào động, ai coi như thắng, nhưng bây giờ Tiêu Hạo đệ nhất cầu phát huy tốt, sáng chói ca lại không ra, đệ nhất can cầu hạ xuống địa điểm rất không lý tưởng, như vậy tiếp tục nữa nói, rất có thể chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Quách Khôn tuy rằng nghi hoặc Trần Phi lại sẽ hỏi ra lời như vậy, nhưng lại vẫn kiên nhẫn giải thích. Cùng lúc đó, sân bóng bên kia đã đến phiên Tiêu Hạo lần thứ hai kích cầu. Đẹp, tốt cầu. Không hổ là Tiêu Ít, trận banh này kỹ thật lợi hại a. Thế mà cái này Tiêu Hạo lần thứ hai kích cầu cũng không biết là vượt xa người thường phát huy, còn là tài nghệ vốn là lợi hại như vậy. Hắn dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là đệ nhị cầu, đã đem hắn viên kia gôn đánh tới rời cầu cái động khẩu rất gần vị trí. Nói cách khác, nếu hắn tiếp theo can cầu không mất lầm nói, rất có thể sẽ vào động. Thế mà Đồng Kiến Huy bên kia vẫn còn kém cách xa vạn dặm. Như vậy, cao thấp lập phán. Xem ra hôm nay ta trạng thái thật không sai a. Đồng Ít, đa tạ. Thấy tình cảnh này, Tiêu Hạo rất hiển nhiên nghĩ nắm chặt phần thắng, khóe miệng vẽ bề ngoài khởi kiêu ngạo dáng tươi cười đi tới Đồng Kiến Huy bên cạnh khoe khoang nói. Hanh! Thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy tuy rằng tức giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng bây giờ không có biện pháp phản bác. Dù sao hiện tại tuy nói thi đấu cũng còn không kết thúc, thế nhưng, liên chính hắn đều đã không nhiều ít lòng tin. Dù sao sự thực tựu đặt ở trước mắt, Tiêu Hạo cái này hai can chân thực phát huy được thật tốt quá, mặc dù là tiếp theo can sai lầm, cũng vẻn vẹn chỉ là không ảnh hưởng toàn cục mà thôi. Bởi vì bốn can cầu vào động, đã hoàn toàn đủ để còn hơn hắn. Ha ha, xem ra Đồng Ít ngươi thật không muốn chịu thua, là luyến tiếc 100 vạn. Nếu không như vậy, hiện tại ngươi nhỏ giọng ở bên tai ta nói phục tự, ta ngay tức khắc không nói hai lời, nhường cho ngươi thắng, hơn nữa tuyệt không có cái khác người thứ hai biết. Đồng Ít, ngươi nghĩ thế nào? Tiêu Hạo đột nhiên tiến đến Đồng Kiến Huy bên tai nhỏ giọng nói. Hiển nhiên lúc này hắn đã chí đắc ý mãn cực điểm, cư nhiên làm cho Đồng Kiến Huy bên tai nói ra những lời này đến, là nhục nhã. Vẫn cảm thấy ngươi Tiêu Hạo thực sự rất nghiêu ép, dám nói như vậy. Đừng tưởng rằng thắng cái cầu là có thể đắc ý vênh váo. 100 vạn mà thôi, ta Đồng Kiến Huy còn thua được. Đồng Kiến Huy sắc mặt âm trầm nói một câu, chuẩn bị buông tha nhận thua. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt thanh chợt từ cách đó không xa truyền đến các ngươi bên này thật náo nhiệt nha. Không ngại ta đến sáp câu đi. Phi ca, rất hiển nhiên người này không là người khác, chính là Trần Phi. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đến, Đồng Kiến Huy nhất thời có chút ngượng ngùng. Không có biện pháp, đang bay ca trước mặt đã đánh mất người, thua cầu, hắn đương nhiên nghĩ có chút không được tốt ý tứ. Ngươi là ai, cái này có ngươi chen vào nói địa phương. Có thể Tiêu Hạo lúc này bởi vì quá mức hưng phấn, quá đắc ý vênh váo, nghiễm nhiên sơ sót Đồng Kiến Huy trong miệng câu kia phi ca, ý vị như thế nào, mà là cau mày lấy một loại rất thần sắc khinh thường nhìn Trần Phi, thản nhiên nói. Nói đùa, hắn Tiêu Hạo hạng thân phận, hạng địa vị. Lại là một mình ngươi tùy tùy tiện tiện thiếu tư cách người xa lạ, có thể bắt chuyện, có thể ở trước mặt hắn cao đàm luận rộng rãi. Hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Phi không có tư cách. Nghe vậy Đồng Kiến Huy nhịn không được thần sắc lập tức biến. Tiêu Hạo, ngươi nói cái gì? Ngay Đồng Kiến Huy chuẩn bị tìm đối phương Tiêu Hạo lý luận lúc, một bên Trần Phi lại cười đưa tay đưa hắn ngăn cản, sau đó khóe miệng cong lại, lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt xẹt qua một tia tinh mang nói bây giờ không phải là đang ở thi đấu sao? Nếu không như vậy, Đồng Ít tiếp cái này một cây từ ta đến, Tiêu Hạo ngươi nghĩ thế nào? Phi ca! Đồng Kiến Huy nghe vậy nhìn không được thần sắc biến đổi, vội vã muốn ngăn cản. Bởi vì hiện tại trận này cục diện chân thực quá bất lợi, nếu là tiếp tục nữa, quả thực chính là khi dễ người. Người tới. Mà Tiêu Hạo đang nghe Trần Phi nói, cũng bắt đầu nhìn không được ngẩn người, sau đó khóe miệng khoan dung hiện ra lau một cái giễu cợt độ cung, nhìn Trần Phi ánh mắt thật giống như đang nhìn ngu ngốc, thản nhiên nói tốt, ta đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là các ngươi hiện tại phải thay đổi một người đến. Giá cũng không thể vậy, dù sao lấy ta Tiêu Hạo thân phận, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện người nào, đều có thể so với ta cầu, người nói là đi. Ánh mắt hắn tà tà nhìn Trần Phi, lấy một loại thập phần miệt thị thái độ nhìn Trần Phi. Thật giống như nhìn không thấy người, thật giống như Trần Phi chính là hắn trong miệng cái gọi là tùy tùy tiện tiện người nào. Khi hắn Tiêu Hạo Tiêu Ít trước mặt, thiếu tư cách. Nga, tùy tùy tiện tiện người nào.
Nghe vậy Trần Phi đen kịt lưu ly vậy thấu triệt con ngươi không khỏi hơi mâu quang lóe lên, sau đó khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt hướng lên Độ Cung. Tùy tùy tiện tiện người nào, hắn đương nhiên minh bạch đối phương lời này có ý tứ, không phải là thiếu tư cách. Bất quá, hình như ngay cả ngươi dẫn cho rằng chỗ dựa vững chắc cậu, cái gọi là Tiêu thị tập đoàn người phát ngôn Tiêu Thiên Nhược, cũng không có tư cách khi hắn Trần Phi trước mặt nói như vậy, trái lại mấy lần cúi đầu, muốn cầu hắn vi kỳ xem bệnh, lại nhiều lần tốn công trở về, tự thực ác quả. Không nghĩ tới bây giờ, người chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng cháu trai, vẻn vẹn chỉ là kỳ dưới gối không con đích tình cảm đại thế phẩm, lại như thế tự cho mình là rất cao, tự cho là đúng. Ha ha, cũng thật có ý tứ. Tiêu Hạo, người có ý tứ. Nghe vậy Đồng Kiến Huy ở một bên cũng không nhìn được thần sắc giận dữ, lại bị Trần Phi phất tay ngăn lại. Chỉ thấy người sau khuôn mặt hiện lên đạm nhiên, khóe miệng vi câu nói Tiêu Ít lời này quả thực rất có đạo lý. Nếu không như vậy đi, một cây 300 vạn, chỉ cần cái này một cây ta thua, ta liền lấy ra 300 vạn, xem như là tiền trúng thưởng. Tiêu Ít ngươi cho rằng làm sao? Một cây 300 vạn. Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Tiêu Hạo đều nhất thời biến sắc, ngay sau đó kỳ ánh mắt ở nhất tề hiện ra lau một cái sai lầm. Bởi vì, tuy nói cái này 300 vạn cũng không coi vào đâu, nhưng vấn đề là bọn họ lại chú ý tới Trần Phi trong giọng nói then chốt, một cây 300 vạn. Lẽ nào hắn chỉ cho bị tựu đánh một cây? Mẹ, đùa gì thế, thật cho là mình là thế giới gôn vua ngũ tư, có thể tùy tiện cóc thổ đại khí, như vậy suy nghiêu bức. Nghĩ đến đây Tiêu Hạo không khỏi dùng một loại xem tên đầu heo ánh mắt nhìn Trần Phi, khóe miệng sau đó buộc vòng quanh châm chọc Độ Cung nói tốt, đây chính là ngươi nói. Có thể bạch kiểm cái 300 vạn, ta Tiêu Hạo đương nhiên từ chối thì bất kính. Ha ha! Thế mà nghe vậy Trần Phi chỉ là nhẹ nhàng cười, theo lại mở miệng nếu Tiêu Ít đáp ứng rồi. Vậy nếu không thẳng thắn tự chơi hơi lớn, dù sao ta có thể cũng chỉ có một cây cầu cơ hội, Tiêu Ít, ngươi cảm thấy thế nào? Chơi lớn, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Chỉ là không biết có phải hay không là quá độ tự phụ. Hanh! Nghe vậy Tiêu Hạo hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hiện ra nồng nặc tự tin cùng với trào phúng, nói bất quá ngươi đã đều nói như vậy, coi như cho Đồng Ít một cái mặt mũi, ta Tiêu Hạo phụng bồi. Nói đi, chơi cái gì lớn? Rất hiển nhiên hắn là tuyệt không tin, ở hiện tại loại này Đồng Kiến Huy đã phát bóng nghiêm trọng sai lầm tình huống dưới, Trần Phi cái này khuôn mặt xa lạ vẫn có thể xoay càn khôn, một cây vào động. Vì vậy hắn hiện tại hoàn toàn tự cho rằng nắm chặt phần thắng, không thể nào biết thua. Vì vậy chơi lớn một chút, chơi tự chơi đi, lẽ nào hắn Tiêu Hạo còn có thể sợ phải không? Tiêu Ít thực sự là sảng khoái. Đã như vậy, ta đã nói. Trần Phi khóe miệng vi câu, có dũng khí nhàn nhạt âm mưu được như ý cái bóng. Muốn nói thì nói nhanh lên, đừng ma ma thẳng thẳng, lãng phí thời gian. Tiêu Hạo không hiểu cảm giác trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là mạnh mẽ chấn định lại, vẻ mặt khoan dung, nhìn Trần Phi lấy khinh thường giọng nói sẳng giọng nói. Ha ha! Nghe vậy Trần Phi cười nhạt một tiếng, tiếp tục khóe miệng như không loan thành giễu cợt yếu ớt Độ Cung, ngữ điệu chợt trầm xuống nói mới quy củ rất đơn giản, người thua không chỉ có muốn xuất ra 300 vạn, nhưng lại phải trước mặt mọi người giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi. Như vậy, Tiêu Ít người nghĩ thế nào? Người nói cái gì? Nghe vậy Tiêu Hạo nguyên bản khoan dung thần sắc trong nháy mắt trệ ở, sau đó từ từ bị lau một cái âm trầm cùng với tối tăm đại thế, trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu sau, hắn hẹp dài ánh mắt lấp lánh ánh sáng lạnh, theo sát mà lại đột ngột cười ha hả nói ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Không hổ là chơi lớn, ta thích, bất quá chỉ bằng ngươi loại này ở vòng tròn nội vô danh không họ hạng người, tựa hồ hình như không tư cách cùng ta Tiêu Hạo, như thế đổ đi. Nói, hắn hẹp dài đôi mắt hướng Trần Phi bên cạnh Đồng Kiến Huy quét tới, khóe miệng hơi củng khởi, ý vị thâm trường. Hanh! Thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy sao có thể còn không biết đối phương có ý tứ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, theo không chút do dự đối chọi gay gắt lạnh lùng nói trong mắt đừng tùy tiện liếc lung tung. Nếu là thua, sở hữu đổ ước đều từ ta Đồng Kiến Huy đến chấp hành. Cái này ngươi hài lòng. Ha 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 ha. Thỏa mãn, thỏa mãn. Không hổ là Đồng Ít, thật sảng khoái, nếu không chúng ta bây giờ tự tiếp tục bắt đầu. Nghe vậy Tiêu Hạo không khỏi thần sắc kích động xương cười rộ lên. Vẻ mặt đều là nắm chắc phần thắng vẻ, sau đó mâu quang quét về phía Trần Phi, lạnh lùng châm chọc nói tiểu tử, kích cầu đi. Tốt,
bất quá hy vọng ngươi đợi, trong mắt cũng rất xuống, hoặc là chơi xỏ lá ra đổi ý nga. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi cùng khởi độ cung nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng, nghe vậy Tiêu Hạo lạnh lùng khoan dung phản bác một câu, chợt cư nhiên đem hai tay bảo vệ môi trường lên, lấy một loại xem kịch vui tư thái thản nhiên nhìn. Một cây cầu, còn vọng tưởng một cây vào động, xin nhờ, đây chính là ban ngày, cũng không nhiều như vậy mộng tưởng hão huyền làm cho ngươi. Oanh! Mau nhìn, bên kia chuyện gì xảy ra? Thế nào đây là thay đổi một người trên? Không biết, bất quá hẳn là hình như là vậy. Cùng lúc đó cách đó không xa này Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ hội viên, cũng chú ý tới bên này phát sinh một màn, hiếu kỳ xì xào bàn tán lên. Dù sao không phải mới vừa đồng ít cùng Tiêu Bớt ở so với sao. Thế nào hiện tại lại thay đổi một người, hơn nữa nhìn hình dạng còn như vậy xa lạ, vừa nhìn tự biết không phải là bọn họ cùng Châu Thị, thậm chí đều không phải là bọn họ tỉnh Giang Nam người của bên trong vòng. Vì vậy đây tột cùng là tình huống gì, chẳng lẽ thực sự là thay đổi người đến so với? Phốc suy, đồng ít, lẽ nào đây là người tìm tới giúp đỡ, thậm chí ngay cả cơ bản nhất gôn cầm banh can tư thế cũng không biết. Người xác định hắn thật biết chơi gôn. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Hạo đột nhiên thổi phù một tiếng chào cười rộ lên. Bởi vì Trần Phi lúc này tay cầm gôn can, cùng với đang chuẩn bị tập trung động tác, hoàn toàn tự không đúng tiêu chuẩn, quả thực vừa nhìn cũng biết là cái ở mới bất quá thái điểu. Trách không được tiểu tử này vừa rồi vừa để xuống cái loại này cuồng ngôn, chỉ đánh một cây cầu, nguyên lai là cái sẽ không đùa ngu ngốc thái điểu, không biết cái gọi là. Nhắm lại chó của ngươi miệng. Thế mà Đồng Kiến Huy nghe vậy lại cư nhiên trực tiếp không chút khách khí khiển trách, nhìn đối phương con ngươi tràn đầy một loại bất thiện màu sắc, thần sắc rất lạnh. Phải biết rằng phi ca hạng thân phận, ở trong mắt hắn địa vị làm sao kỳ trọng yếu, chỉ bằng ngươi Tiêu Hạo. Coi là vật gì vậy, cũng dám tại đây nói ẩu nói tả. Ngươi, Tiêu Hạo nghe vậy vô ý thức giận dữ, nhưng khi hắn tiếp mâu quang chạm đến đối phương sẳng giọng hai mắt lúc, lại kìm lòng không đậu cả người run run một chút, con ngươi hơi co rút lại. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là bởi vì mình một câu nói, tự làm cho đối phương thái độ chuyển biến nhanh chóng như vậy, như thế chăng khách khí. Đáng chết! Ta muốn bắt đầu! Nhưng ngay khi trong đầu hắn một đoàn tương hồ, không rõ vì sao đối phương muốn như vậy xé rách ra mặt lúc, hắn và Đồng Kiến Huy bên tai chợt vang lên Trần Phi thanh âm. Chỉ thấy người sau hơi uốn người, trong tay gôn can liền ngay tức khắc theo một cái quỷ dị độ cung nện đi ra ngoài, hung hăng đánh ở gôn trên, bạo liệt lên không. Phanh một tiếng, thậm chí hai người bọn họ trong tai đều xuất hiện thanh âm như vậy, bởi vậy có thể thấy được cái này một cầu cỡ nào hữu lực. Thừa nhận, ngươi thua, mà ở làm xong đây hết thảy sau, Trần Phi chỉ là hơi hướng phía gôn động phương hướng dừng chỉ chốc lát, liền đi theo khóe miệng lộ ra lau một cái nhàn nhạt tiêu ý, xoay người lại, nhìn Tiêu Hạo, tự tiếu phi tiếu nói. Ta thua. Nghe vậy Tiêu Hạo đương nhiên không khỏi sửng sốt. Sau đó vô ý thức khuôn mặt trên xuất hiện lau một cái nồng nặc vẻ trào phúng, vung tay lên, cười lạnh khinh thường nói ta nói ngươi là không phải là óc bị cửa kẹp. Tùy tiện loạn đả một viên cầu, thì nói ta thua. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại nghe được đeo ở trong lỗ tai ống nghe điện thoại nội, vang lên thanh âm như vậy cầu vào, đồng ít cầu vào động. Cầu vào. Thật vào. Vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Tiêu Hạo, thậm chí sân bóng ngoại Quách Khôn đám người. Nghe vậy cũng không nhìn được trên mặt thần sắc mạnh động lại, miệng mở lớn thật to, cả gương mặt đều là sai lầm, bất khả tư nghị vẻ. Phải biết rằng đây cũng không phải là theo liền nói chơi, rõ ràng đồng ít ngay từ đầu phát bóng kém như vậy, đệ nhất cầu hạ xuống vị trí rất không lý tưởng, nhưng bây giờ, một cây vào động. Người hắn ma xác định cái này thật không vậy đang nói đùa. Có thể câu lạc bộ nhân viên công tác lại rõ ràng đã xác nhận, một cây vào động. Dù thế nào đào lên đồng ít ngay từ đầu thảm không nỡ nhìn phát bóng không tính là, vô danh không họ, không biết là lai lịch ra sao tiểu tử, cái này một cầu, tựa hồ thật cũng coi là một cây vào động a. Nghĩ đến đây Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu nhất thời mặt đều sưng lên, không nghĩ tới cư nhiên có thể phát sinh loại sự tình này mà. Ngươi. Chỉ thấy hắn nhịn không được thở hổn hển dùng tay chỉ Trần Phi, mà nếu cái này chỉ nửa ngày. Lại nghiến răng nghiến lợi nói không nên lời một câu thành hình nói đến. Ta cái gì ta? Thấy tình cảnh này Trần Phi không khỏi khóe miệng vi câu, nhàn nhạt mở miệng nói đa tạ, một cây cầu, hình như là ta thắng. Cứ như vậy nói, 300 vạn, còn có cái kia đổ ước,
tin tưởng Tiêu Ít sẽ không quên đi. Ngươi! Nghe vậy Tiêu Hạo nhất thời sắc mặt bẩn cùng nuốt chết con chuột vậy, lúc này mới nhớ tới còn có bọn họ chơi lớn đổ ước chuyện này mà. Lúc đầu, hắn cho là mình thắng chắc, rõ ràng bản thân chỉ cần đánh lại một lần cầu, tối đa hai lần, tự tuyệt đối có thể đưa hắn gôn bắn trúng cầu động. Nhưng bây giờ đối phương tiểu tử thúi kia cư nhiên một cây vào động, một cây vào động. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Tiêu Hạo chẳng phải là thua 300 vạn, ý nghĩa hắn Tiêu Hạo muốn tại đây trước công chúng, trước mắt bao người, giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi. Không, đây tuyệt đối không được. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng hắn Tiêu Hạo hạng thân phận, hạng địa vị. Nếu thật trước mặt mọi người làm ra như vậy chuyện mất mặt, về sau hắn tại đây tỉnh lỵ Cùng Châu, thậm chí toàn bộ Giang Nam, phải như thế nào lẫn vào. Tuyệt đối sẽ thành chê cười. Nhất niệm đến nước này. Hắn tràn đầy hốt hoảng khuôn mặt không khỏi theo xẹt qua vẻ dữ tợn, lập tức hung thần ác sát dùng tay chỉ Trần Phi, đại hống đại khiếu nói ngươi ăn gian. Ngươi tuyệt đối là ăn gian. Không được, cái chuôi này không tính là, chúng ta làm lại. Tiêu Hạo ngươi có ý tứ, ngươi nghĩ đổi ý chơi xỏ lá. Nghe vậy thấy thế Đổng Kiến Huy nhất thời thần sắc trầm xuống, giọng nói bất thiện nói. Mẹ, làm cho hắn Đổng Kiến Huy mặt mà muốn đổi ý chơi xỏ lá, thật cho là hắn là bùn bóp. Dễ khi dễ. Đổi ý chơi xỏ lá. Đồng Ít, ngươi lời này cũng không thể tùy tiện nói lung tung, rõ ràng chính là tiểu tử này ăn gian dở trò lừa bịp, nếu hắn không là loại này gôn thái điểu làm sao có thể một cây vào động. Không được, cái chuôi này không tính là, chúng ta làm lại. Nghe vậy Đồng Kiến Huy tuy rằng hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cắn chặt răng, thái độ rất kiên định. Nói đùa, nếu là hắn lúc này nhận thua, chỉ là 300 vạn cự khoản để hắn luyến tiếc cho, chớ nói chi là còn muốn ở rõ như ban ngày, trước mắt bao người giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi, điều này sao có thể? Nếu hắn Tiêu Hạo thật làm như vậy, giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi, tuyển trẻ cúi đầu, từ nay về sau, chỉ cần hắn đi ra cái này Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ đại môn, liền tuyệt đối sẽ trở thành vòng tròn nội cười liêu, mọi người trong miệng trò cười. Hắn đương nhiên tuyệt không muốn nhìn thấy một màn kia. Vì vậy giờ này khắc này, hắn minh biết mình loại này không biết xấu hổ cử động, sẽ đem Đổng Kiến Huy đắc tội chết. Từ nay về sau đều trở thành cừu địch. Nhưng hắn nhưng vẫn là không chút do dự, nghĩa vô phản cố làm như vậy, rất hiển nhiên là trong lòng hắn là không đem Đổng Kiến Huy phẫn nộ, coi ra gì mà. Dù sao hắn có thể họ Tiêu, hơn nữa còn có cái như vậy sủng ái hắn cậu, hắn sợ cái gì. Nghĩ đến đây hắn cũng thẳng thắn lười làm ra vẻ, lại một chút đính trực lưng. Cười lạnh nói Đồng Ít, cũng đừng trách ta lắm miệng, cũng không phải giáo dục ngươi cái gì. Chỉ là, ta mới vừa nói những lời này, chứ ngươi ra ta ba người hắn ở ngoài, còn có những người khác biết không? Ngươi lời này có ý tứ, Đồng Kiến Huy nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi nói. Hắn lại không ngốc, đương nhiên đã đoán được đối phương muốn nói cái gì. Có ý tứ, cái này không nhiều rõ ràng sao, vừa rồi, ta cái gì cũng chưa nói. Cũng không đáp ứng cái gì cái khác thêm vào đổ ước. Bất quá, chúc mừng ngươi Đồng Ít, hiện tại ngươi thắng ta 100 vạn. Mặc dù thua, nhưng Tiêu Hạo lúc này khóe miệng lại buộc vòng quanh người thắng mỉm cười cùng Độ Cung. Cực kỳ đắc ý. 100 vạn. Hắn bình thường tùy tùy tiện tiện mua chiếc xe, cũng không chỉ chút tiền ấy. Chớ nói chi là cùng hắn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu mặt mũi so với, vậy đơn giản không đáng một đồng. Vì vậy hắn lúc này quả thực quá bội phục mình thông minh tài trí. Tại sao có thể như vậy thông minh? Ngươi, nghe vậy Đồng Kiến Huy rất hiển nhiên tức bể phổi, sắc mặt âm trầm nhìn đối phương, da mặt điên cuồng run run. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt nhịn không được trào phúng vậy cười cười, theo sát mà khuôn mặt toát ra một loại tự tiếu phi thiếu vẻ, nhìn đối phương, nhìn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu, nói muốn chơi xỏ lá. Ngươi cũng là có thể. Bất quá ngươi thật cho rằng vừa rồi những lời này, không ai nghe được, ngươi có thể tùy tùy tiện tiện đổi ý, không thực hiện ước định. Nếu không ngươi còn có thể làm gì ta? Tiểu tử, đừng nói ta Tiêu Hạo nhìn không thấy ngươi, ngươi coi là cái gì? Nghe vậy Tiêu Hạo không khỏi trào phúng vậy đối chọi gay gắt, đang chuẩn bị ngôn từ sắc bén lấy khoan dung trào phúng Trần Phi, trào phúng hắn thiếu tư cách, có thể tiếp, trên mặt hắn vẻ đắc ý chợt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trần Phi tự tiếu phi tiếu đem điện thoại di động của mình đem ra, tiện tay giở động trên đó một cái ghi âm trình tự, sau,
một đoạn quen thuộc đối thoại, liền ở Đồng Kiến Huy thần sắc kinh dị, cùng với Tiêu Hạo con ngươi chợt co rút lại hoảng loạn trong thần sắc phát hình lên. Ha ha, nếu Tiêu Ít đáp ứng rồi, vậy nếu không thẳng thắn tự chơi hơi lớn, dù sao ta có thể cũng chỉ có một cây cầu cơ hội, Tiêu Ít, ngươi cảm thấy thế nào? Coi như cho Đồng Ít một cái mặt mũi, ta Tiêu Hạo phụng bồi, nói đi, chơi cái gì lớn? Mới quy củ rất đơn giản, người thua không chỉ có muốn xuất ra 300 vạn, nhưng lại phải trước mặt mọi người giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi. Thỏa mãn, thỏa mãn, không hổ là Đồng Ít, thật sảng khoái, nếu không chúng ta bây giờ tự tiếp tục bắt đầu. Nghe được Trần Phi trong điện thoại di động bản thân lại vô cùng quen thuộc làn điệu, Tiêu Hạo chỉ cảm giác mình ngực đều nhanh khí nổ, vẻ mặt vẻ âm trầm. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế âm hiểm giả dối, cư nhiên khi hắn sớm không biết dưới tình huống, ghi âm. Không hổ là Phi ca, thật có ngươi. Mà ở thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy trên mặt xấu xí vẻ cấp tốc biến mất không thấy, thay vào đó là một loại nồng nặc nhìn có chút hả hê, nói Tiêu Hạo, nhìn ngươi như thế thương cảm, ngươi 100 vạn ta cũng lười muốn. Bất quá cái này ghi âm, ta sẽ nhường người của bên trong vòng hảo hảo thưởng thức, ha 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 ha. Không, ngươi không có khả năng làm như vậy. Nghe vậy Tiêu Hạo sắc mặt thoáng cái tự thay đổi, thật giống như một vạn cái tát phù vù hô hung hăng phiến ở trên mặt hắn, phiến phát thanh phát sưng. Làm hắn nhịn không được vội vàng nói. Phải biết rằng cái này ghi âm nội dung không có thể như vậy cái gì quang thải chuyện tình, ngược lại là có thể làm cho hắn rất khó chịu đồ vật, là hắn lập được thêm vào đổ ước bằng chứng. Nhưng vấn đề là muốn cho hắn như vậy cúi đầu, ở trước mắt bao người giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi, hắn làm sao có thể làm được? Không có khả năng, ta vì sao không có khả năng làm như vậy? Ngươi cho là ngươi coi là vật gì vậy, có thể ra lệnh cho ta? Có thể Đồng Kiến Huy nghe vậy cũng không tiết hừ lạnh nói, hoàn toàn uống trở lại. Không có khả năng. Ngươi nói không có khả năng thì không thể. Thật cho là mình coi là vật gì vậy? Ta phi. Vân vân chờ đã, ta đây còn giống như có một đoạn, nếu không tiếp tục nghe nữa nghe. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên lại mở miệng nói. Ngay hắn lúc nói chuyện, trong tay lại vang lên một. Khác đoạn đối thoại. Đồng Ít, cũng đừng trách ta lắm miệng, cũng không phải giáo dục ngươi cái gì. Chỉ là, ta mới vừa nói những lời này, chứ ngươi ra ta ba người hắn ở ngoài, còn có những người khác biết không? Ngươi lời này có ý tứ. Có ý tứ, cái này không nhiều rõ ràng sao. Vừa rồi, ta cái gì cũng chưa nói, cũng không đáp ứng cái gì cái khác thêm vào đổ ước. Bất quá, chúc mừng ngươi Đồng Ít, hiện tại ngươi thắng ta 100 vạn. Sau đó là người nào đó cản rỡ tiếng cười to, chỉ là giờ này khắc này, nhưng ở bản thân của hắn trong lỗ tai nghe, là như vậy chói tai. Ngươi, ngươi, ngươi. Sau đó hắn nhịn không được sắc mặt dữ tợn dùng tay chỉ Trần Phi. Lại nửa ngày đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói đến, môi run run. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bất tiết nhất cố khóe miệng vi ngoéo. Một cái, nhàn nhạt cùng khởi nào đó giễu cợt độ cung, không coi ai ra gì nói Kiến Huy, ngươi nói cái này hai đoạn ghi âm nếu toàn bộ xuất ra đi, sẽ có nhiều hậu quả ni. Hậu quả. Đồng Kiến Huy nghe vậy, khóe miệng đồng dạng buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt nói kỳ thực cũng không hậu quả gì kéo. Bất quá là về sau chúng ta nha nội vòng tròn, lại thêm nhất kiện có thể cầm lên bàn ăn đàm luận cười liêu, có thể không có việc gì trào phúng một cái trò cười. Nghe vậy Tiêu Hạo không khỏi cả người run lên, thần sắc dữ tợn nói Đồng Kiến Huy, ngươi chớ quá mức. Hắn không dám tưởng tượng, nếu thật đến rồi loại chuyện đó, hắn Tiêu Hạo nên như thế nào sẽ ở cái này cùng Châu thì tiếp tục lẫn vào. Quả thực mặt đều mất hết. Quá phận, ta quá phận ngươi có thể làm gì ta? Thế nhưng nghe vậy, Đồng Kiến Huy lại dùng một loại ngắm ngu ngốc nhãn thần nhìn đối phương, lạnh lùng cười nhạt nói lẽ nào cũng chỉ cho phép ngươi Tiêu Hạo đổi ý chơi xỏ lá, tự không cho phép ta Đồng Kiến Huy đem ngươi cái này dối trá sắc mặt, tuyên dương ra ngoài, nhượng tất cả mọi người nhìn. Ta, ngươi, ta, nghe vậy Tiêu Hạo hoàn toàn bị nghẹn họng, thần sắc âm trầm, muốn cãi lại đều không lời nào để nói. Xem ra ta đây 300 vạn là không cầm được, ai, quên đi. Lấy không được tự lấy không được đi, dù thế nào có thể có chàng làm trò xem, kỳ thực cũng không sai. Kiến Huy, chúng ta đi thôi. Nhưng vào lúc này Trần Phi bỗng nhiên nói. Ừ, Đồng Kiến Huy nghe vậy nhất thời gật đầu, chuẩn bị theo Trần Phi ly khai. Vân, Vân chờ đã. Có thể nhưng vào lúc này,
Tiêu Hạo lại đột nhiên cướp trước một bước đưa bọn họ ngăn lại, một bên trong ánh mắt hiện ra dữ tợn, lửa giận vẻ, một bên lại dĩ nhiên chậm rãi cúi người xuống, nhỏ giọng nói đồng ít, ngày hôm nay chuyện này là ta Tiêu Hạo không đúng, ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi. Ngày hôm nay chuyện này, không biết có thể không cho ta cái mặt mũi, cứ tính như vậy. Rất hiển nhiên có thể tại đây tỉnh lỵ cùng Châu Thị trộn ra uy vọng, trộn nổi danh đầu, hắn Tiêu Hạo cũng không phải thật cái gì đều toàn bộ dựa vào trong, dựa vào Tiêu gia. Mà là chính hắn cũng có chút bản lãnh, biết thức thời vi tuấn kiệt, biết có một ít thời gian, cần cúi đầu. Có thể vấn đề bây giờ là, hắn tuy rằng cúi đầu là cúi đầu, thức thời vi tuấn kiệt cũng thức thời vi tuấn kiệt, thế nhưng hắn nhưng vẫn là quá khoan dung, tự cho là đúng, chỉ hướng Đồng Kiến Huy thấp đầu, hoàn toàn bỏ quên kỳ bên cạnh Trần Phi. Có thể tự thủy chí chung, Trần Phi ở trong mắt hắn đều không có gì phân lượng đi. Vẻn vẹn chỉ cho rằng là cái không trọng yếu, tầm thường tiểu nhân vật, tự nhiên đương nhiên tuyển trạch bỏ quên. Cho ngươi mặt mũi, ngươi coi là vật gì vậy? Nghe vậy Trần Phi đen kịt nếu lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, hơi hiện lên một tia không ngừng màu sắc, thản nhiên nói ngươi thật cho là chúng ta tại đây chơi với ngươi nửa ngày, ngươi cũng rất nghiêu bức, rất có mặt mũi. Không có ý tứ, chỉ bằng ngươi, mặt mũi còn không có lớn như vậy. Ngươi nói cái gì, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi dám như thế cho ta nói chuyện. Nghe vậy Tiêu Hạo nhất thời nổi giận. Không nghĩ tới Trần Phi loại này vòng tròn nội vô danh không họ tiểu nhân vật, dám dùng cái loại này càn rỡ giọng nói cùng hắn Tiêu Hạo nói, thực sự là buồn cười. Câm miệng cho ta, Tiêu Hạo, ngươi lại coi là vật gì vậy, dám cùng Phi ca nói như vậy. Mà ở nhìn thấy Tiêu Hạo lại dám nạt như thế Trần Phi Phi ca, Đồng Kiến Huy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, giống to. Đồng Kiến Huy ngươi, thấy thế nghe vậy Tiêu Hạo trên mặt thần sắc trực tiếp cứng lại rồi. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ có như vậy một màn phát sinh. Phi ca, cái gì Phi ca? Phải biết rằng Đồng Kiến Huy là ai? Đây chính là bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư Nhi Tử, hoàn toàn xưng là bản tỉnh nha nội vòng đỉnh cấp tồn tại. Bao nhiêu người cùng thế hệ thấy hắn, cũng phải cung kính xưng hô một câu đồng ít hoặc là sáng chói ca. Thậm chí ngay cả hắn Tiêu Hạo, nếu là thật bàn về đến, thân phận địa vị đều phải ải đối phương nửa cái đầu. Nhưng bây giờ, hắn lại bởi vì mình quát lớn những người khác một câu nói, mà có vẻ tức giận như vậy, giận dữ như vậy, thậm chí theo sát mà còn nhanh chóng như vậy đứng ra muốn giữ gìn, và lại còn xưng hô đúng một câu Phi ca, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa trước bị hắn xem nhẹ tiểu tử kia, tựa hồ hình như chính mình kinh người lai lịch, thậm chí ngay cả Đồng Kiến Huy, đều tốt giống như chút nào không dám chậm trễ. Nghĩ đến đây, hắn Tiêu Hạo rốt cục nhìn không được chát chát Liota môi một cái. Sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn phía Trần Phi, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói xem trước khi tới nhưng thật ra ta Tiêu Hạo nhìn lầm. Bằng hữu, trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi thứ lỗi. Thứ lỗi. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhàn nhạt ngoéo. Một cái, nói cũng không có gì hay thứ lỗi. Không phải nói tốt rồi một cây cầu 300 vạn, còn có cái kia đổ ước sao? Tiêu ít người chỉ cần thực hiện, không phải là tự không có chuyện gì. Lúc đầu nếu là đối phương sớm một chút cúi đầu, không trước những chuyện hư hỏng kia mà, lấy tính cách của hắn, là lười cùng đối phương nhiều so đo. Nhưng vấn đề là hiện tại, đối phương đều đã làm cho mặt của hắn mà muốn đùa giỡn thủ đoạn nhỏ, muốn đổi ý chơi xỏ lá, chỉ tiếc không thành công. Như vậy hắn đương nhiên không có khả năng ở buông tha đối phương lạc. Ai bảo hắn chính là loại này tính tình, ăn mềm không ăn cứng, không quen nhìn. Tuy nói Tiêu Hạo trước quả thực không nghĩ tới, Trần Phi mì này bàng tại bọn hắn cái này tỉnh Giang Nam đỉnh cấp nha nội vòng tròn nội, như vậy xa lạ tên, lại có thể khiến Đồng Kiến Huy xưng hô thứ nhất câu Phi ca, cư nhiên tựa hồ một bộ rất có lai lịch hình dạng. Nhưng cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Bởi vì tục ngữ nói thật tốt, thức thời vi tuấn kiệt. Trong tay đối phương nắm có nhược điểm ghi âm, cũng tương đương với đã khống chế hắn Tiêu Hạo tử huyệt. Dù sao nếu lưỡng đạo ghi âm thật bị truyền đi, vậy hắn Tiêu Hạo tất nhiên sẽ bởi vậy ở vòng tròn nội bộ mặt quét rác, từ đêm nay sau đều rất khó ngẩng đầu lên, là trò cười. Vì vậy hắn tuy rằng hổn hển, tuy rằng cực độ không cam lòng, nhưng lại vẫn là cắn răng nghiến răng thành thật cúi đầu, nói ra xin lỗi, tự nhận là đã lấy ra cũng đủ lớn thành ý. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, Trần Phi lại còn không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, lại còn dám còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái gì đổ ước? Chó má đổ ước? Hắn Tiêu Hạo hạng thân phận,
hạng địa vị, làm sao có thể trước mặt mọi người làm ra như vậy chuyện mất mặt. Nếu là hắn thật làm, cùng người ngu ngốc tựa như giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi, từ nay về sau, cái này muốn cho hắn làm sao tiếp tục ở đây cùng Châu Thị Nha nội vòng đặt chân, làm sao tiếp tục lẫn vào. Bằng hữu, ta gọi là ngươi một câu bằng hữu, đó là bởi vì để mắt ngươi, cho ngươi mặt mũi. Bất quá ngươi nếu là bởi vì như vậy tự cho là đúng, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, vậy cũng đừng trách ta Tiêu Hạo không khách khí, ngượng ngùng. Chỉ thấy Kỳ theo đôi mắt rét căm căm nhìn Trần Phi, hai cái lỗ mũi phát sinh rất nặng tiếng thở, cư nhiên uy hát yêu ta nói. Không khách khí, không có ý tứ. Nghe vậy Trần Phi đen nhánh kia lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi co rụt lại, bắn ra lưỡng đạo như đao phong vậy sảng giọng quang mang, nói vậy thật không có ý tứ. Ta người này, chính là da cứng rắn, vì vậy ta cũng thật muốn nhìn một chút, tiểu ít ngươi đến tột cùng có thể thế nào không khách khí, ừ. Nói, liên chính hắn cũng không nhịn được chẳng đáng vậy nở nụ cười. Dù sao lấy hắn hôm nay tu vi trình tự, lấy hắn thực lực hôm nay cảnh giới, thậm chí lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, đường đường ngành đặc biệt phi báo tránh thính cấp cán bộ, hắn là thật không biết, đối phương đến tột cùng có thể thế nào đối với hắn không khách khí. Hanh, nói cũng đừng nói được quá vẹn toàn, ta biết ngươi có thế để cho đồng ít xưng hô một câu phi ca, khẳng định lai lịch không nhỏ, chỉ bất quá, ngươi có nghe qua ta Tiêu Hạo là ai chăng? Lại nghe qua ta Tiêu Hạo là lai lịch gì, thân phận gì? Mà ở nhìn thấy Trần Phi căn bản không ăn bản thân một bộ, Tiêu Hạo không khỏi thần sắc càng thêm âm trầm. Suy, thân phận, địa vị, chỉ bằng ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, Đồng Kiến Huy lại nhịn không được cười nhạt nói không phải là Tiêu Thiên Nhượng cháu trai sao. Hơn nữa còn là cái chi thứ, cũng không biết ngươi từ đâu xuất hiện lo lắng, dám như thế tự biên tự diễn, tự cho là đúng. Đồng Kiến Huy, ngươi, nghe vậy Tiêu Hạo nhịn không được khóe miệng co quắp, nhìn phía Đồng Kiến Huy thần sắc cực vi khó coi. Bởi vì mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn Tiêu Hạo, xác xác thật thật chỉ là cái Tiêu gia chi thứ, xuất thân rất thấp. Nếu không phải là bởi vì phía sau hắn núi dựa lớn, Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng những năm gần đây vẫn dưới gối không con, cho nên đối với hắn rất sủng ái, hắn là tuyệt không khả năng chính mình ngày hôm nay loại địa vị này. Vì vậy Đồng Kiến Huy giờ này khắc này lời nói này, hoàn toàn tại đâm hắn chân đau, yết hắn vết sẹo, cũng khó trách hắn sẽ thoáng cái như vậy tức giận. Chi thứ vậy thì thế nào? Bất quá theo hắn lại khoan dung tự ngạo vậy cười cười, nhìn Đồng Kiến Huy lạnh lùng nói đồng ít ngươi cũng đừng quên, ta cậu cũng chỉ có ta đây sao một người cháu. Tương lai nhà của hắn nghiệp không truyền cho ta, truyền cho ai? Hanh, người cậu quản gia nghiệp truyền cho ai, liên quan gì ta? Nghe vậy Đồng Kiến Huy hừ lạnh một tiếng, nói. Rất hiển nhiên ở không biết có chút tin tức trước, hắn quả thực cho rằng đối với cái nói không sai. Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng dưới gối không con, hơn nữa cháu hắn tự mới chỉ có Tiêu Hạo như thế một cái, như vậy tương lai nhất định sẽ quản gia nghiệp truyền cho hắn. Vì vậy có đúng hay không chi thứ, hình như thật quan hệ không lớn. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy lại thần sắc cổ quái cười cười, chợt khóe miệng vi câu nói ta nói Tiêu ít, người đến cùng quyết định thật là không có có. 300 vạn cùng thực hiện đổ ước, hoặc là nhượng chúng ta đem cái này hai đoạn ghi âm truyền đi, chờ xem kịch vui. Ngươi dám, thế mà Trần Phi nói đều còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Hạo vẻ mặt âm trầm cắt đứt. Ta vì sao không dám? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt ý giễu cợt, nhẹ giọng nói đã như vậy, xem ra Tiêu ít ngươi đã có lựa chọn. Tốt lắm, Kiến Huy, chúng ta đi thôi, có trò hay để nhìn. Vân chờ đã. Thế nhưng Trần Phi đều còn chưa kịp xoay người, rồi lại bị Tiêu Hạo Tiêu ít cắn răng nghiến lợi ngăn lại. Thần sắc hắn âm trầm nói 500 vạn, không, 800 vạn, ta cho ngươi 800 vạn, ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Đừng, nữa được một tấc lại muốn tiến một thước. Rất hiển nhiên, hắn là muốn dùng 500 vạn đến mua cái kia thua trận đổ ước. Tâm tắc, thực sự là thật giàu có a a, 500 vạn. Nhưng Trần Phi thiếu tiền sao? Hình như thật không. Hơn nữa đối phương cái loại này nói chuyện thái độ thật giống như còn rất cao cao tại thượng, còn rất khoan dung. Thật giống như người khác đang cầu xin hắn. Đây chính là hắn thái độ. Xin lỗi, ta cũng không thiếu tiền. Vì vậy Trần Phi không chút do dự cự tuyệt, đen kịt lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia vẻ kinh dị, nói bất quá, ta cũng là có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Tự nhìn ngươi có thể hay không đủ nắm chặt.
Ngươi có ý tứ, cơ hội gì? Nghe vậy Tiêu Hạo tuy rằng thần sắc âm trầm, nhưng thật giống như bắt được một cái phao cứu mạng. Rất đơn giản, ngươi không phải mới vừa không phục lắm, nghĩ ta là vận khí tốt mới thắng ngươi. Trần Phi híp mắt khẽ cười nói. Thì tính sao? Nghe vậy Tiêu Hạo cau mày lạnh lùng nói. Không rõ Trần Phi trong hồ lô bán là thuốc gì? Vẫn không rõ, ta đây liền nói rõ ràng một điểm. Trần Phi đen kịt lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tinh mang lóe lên, chợt mím môi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ngươi nếu không phục, ta đây để ngươi chịu phục. Chúng ta một lần nữa lại đổ một lần thế nào? Ngươi chỉ cần có thể thắng ta, không chỉ có ghi âm cái gì ta sẽ ngay tức khắc xóa, ngay cả mới vừa đổ ước, ta đều có thể nhượng Kiến Huy chấp hành. Ý của ngươi như thế nào? Xôn xao. Trần Phi lời vừa nói ra, không chỉ là Tiêu Hạo ngây ngẩn cả người, ngay cả Đổng Kiến Huy đều có chút thần sắc hơi sợ run, sau đó khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cổ quái độ cung. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại mặc dù là lại ngu xuẩn, cũng khẳng định minh bạch Trần Phi Phi ca đây là đang cho đối phương hạ sáo. Nặng so với một lần, vừa rồi chỉ kia là vận khí tốt. Xin nhờ, người thật cho rằng Phi ca vừa rồi một ngón kia là vận khí tốt. Được rồi, người phải cho là như vậy nói, ta đây cũng chân thực không có biện pháp. Bất quá, mệt nhọc dù sao cũng phải diễn nguyên bộ, được có người phối hợp đó mới có vẻ rất thật nha. Phi ca, theo chỉ thấy Kỳ Gia mặt Phi quất, đứng ở Trần Phi phía sau hơi lôi kéo Trần Phi ống tay áo, làm cho cảm giác giống như là có chút hoảng hình dạng. Thấy tình cảnh này, Tiêu Hạo nhất thời cùng đánh máu gà tựa như, trên mặt hiện ra mất tự nhiên hồng nhuận cùng với vẻ kích động, vội vàng nói ngươi lời này là thật. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Không nghĩ tới dưới tình thế cấp bách, hắn liên loại này có hàm lượng nguyên tố trong quặng ngạn ngữ đều nín đi ra. Bởi vậy có thể thấy được hắn giờ này khắc này là có cỡ nào kích động, cho rằng Trần Phi óc đơn giản là bị cửa kẹp, lại so với một lần. Lại so với một lần hắn Tiêu Hạo còn chưa phải là ổn thắng. Phải biết rằng hắn thế nhưng từng xông vào Mỹ quốc California Gold Châu Tế thi đấu tranh giải trước ba người, tiêu chuẩn hoàn toàn là tuyển thủ nhà nghề cấp bậc. Nếu không phải vừa rồi tiểu tử kia đi cầu si vận, không biết chuyện gì xảy ra mạc danh kỳ diệu đánh ra cái một cây vào động, hắn làm sao có thể thất bại. Đó là tuyệt chuyện không thể nào. Thực sự tự nhiên là thật. Bất quá, người nếu thua nữa, làm sao bây giờ? Trần Phi cười nhạt nói. Thua nữa, ha ha. Ta nếu lại thua, tùy các ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng, làm sao? Nghe được Trần Phi nói, Tiêu Hạo không khỏi khóe miệng hiện ra lau một cái giễu cợt độ cung. Thua nữa, lấy nghề nghiệp của hắn tuyển thủ tiêu chuẩn, làm sao có thể thua nữa? Làm mộng tưởng hão huyền còn không sai biệt lắm. Nói lời chia tay nói xong quá vẹn toàn. Nếu không như vậy đi, đổ ước nội dung chúng ta hơi chút sửa đổi một chút. Vừa vặn ta chuẩn bị tới đây cùng Châu Thị mở một nhà thuốc thiện phường, hiện nay còn không tìm được thích hợp cửa tiệm. Vì vậy Tiêu Ít, ngươi nếu lại thua, chuyện này tự giao cho ngươi, thế nào? Trần Phi híp mắt nói ra mình mục đích. Làm nửa ngày, hắn là đánh cho cái chủ ý này, chuẩn bị đem chúng ta Tiêu Hạo Tiêu Đại Thiếu làm dê béo chủ trì. Thử nghĩ ở tỉnh Lỵ Thành thị loại này tấc đất tấc vàng địa phương, tìm kiếm một gian hợp cửa tiệm. Hơn nữa còn là thuốc thiện phường cái loại này vừa nghe tự cần rất lớn diện tích cái loại này, phỏng chừng không cái mấy nghìn vạn, tuyệt đối không xuống đài được. Thuốc thiện phường, cửa tiệm. Nghe vậy, mặc dù là tràn đầy tự tin Tiêu Hạo Tiêu Đại Thiếu cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương Trần Phi cư nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Quá ngoài dự đoán mọi người. Phải biết rằng coi như là hắn Tiêu Hạo, đường đường Tiêu Thị tập đoàn người cầm quyền Tiêu Thiên Nhượng sủng ái nhất cháu trai. Nếu muốn ở cái này cùng Châu Thị lộng một gian tốt mặt tiền của cửa hàng, cũng phải nỗ lực thật lớn đại giới, thương gân động cốt, mới có khả năng thành công. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại cư nhiên cùng hắn đưa ra loại yêu cầu này, muốn cùng hắn đổ cái này. Điều này làm cho hắn vô ý thức cảm giác có chút không lớn đúng. Thế nào, Tiêu Ít ngươi không thực lực đó sao? Nếu là không có coi như, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi. Nếu không ta suy nghĩ lại một chút đổ một ít cái gì khác đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại nhàn nhạt mở miệng nói. Ai nói ta không có thực lực đó? Thế mà nghe vậy Tiêu Hạo Tiêu Ít nhưng thật giống như bị đạp cái đuôi mèo vậy, thần sắc đột biến nói ngươi đã muốn chơi lớn, tốt lắm, ta Tiêu Hạo phụng bồi. Nếu ta thua, ta tự bồi ngươi một gian ba tầng lâu 2.000 thước vuông cửa tiệm, ngay trung tâm thành phố. Nói đến đây hắn lại hơi dừng lại một chút,
sau đó lấp lánh tối tăm mâu quang con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giễu cợt nói có thể nếu là ngươi, thua ni. 300 vạn, xin lỗi, sợ rằng đã cầm không ra tay. 300 vạn thiếu, 5.000 vạn ni. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói nếu ta thua, ta tự bồi ngươi 5.000 vạn. Bất quá lần này ngươi cũng muốn lại chống chế, chúng ta tìm cá nhân đảm bảo. Tự nhà này tư nhân câu lạc bộ thế nào? Trung tâm thành phố lầu 3 tầng 2.000 thước vuông cửa tiệm, nhất là còn là tỉnh lỵ cùng châu thị loại này tấc đất tấc vàng địa phương. Tuy nói Trần Phi hắn cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng hẳn là giá trị bao nhiêu, nhưng nghĩ đến, 5.000 vạn đã dư giả đi. Dù thế nào đều là thuận miệng nói một chút, chẳng lẽ, hắn còn có thể thua? Tốt lắm, đảm bảo tự đảm bảo. Bất quá còn phải lại thêm một cái điều kiện, bên kia nếu bị thua, liền ở công chúng trường hợp, trước mặt của mọi người mà hướng về đối phương giống to hơn 3 tiếng chịu phục. Chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lúc này đã to gân cổ, mất lý trí ánh mắt nhìn Trần Phi hai người hét lớn cho nên nói, ngươi nếu bị thua, hai người các ngươi tự cũng phải hướng ta Tiêu Hạo giống to hơn 3 tiếng chịu phục. Thế nào? Có dám hay không? Vì sao không dám? Tùy tiện, nghe vậy Trần Phi đều còn chưa mở miệng, Đồng Kiến Huy cũng đã khẩn cấp nói. Thua. Tốt lắm, để chúng ta mở to hai mắt nhìn một cái. Đến tột cùng ai thất bại, ha ha. Hai vị quyết định tốt rồi. Một cầu định thắng bại, nếu là Tiêu Ít người bên này thua, sẽ đem người trung tâm thành phố món đó 3 tầng lâu 2.000 thước vuông cửa tiệm giao ra đây. Làm tiền đặt cuộc giao phó cho đối phương. Nếu là ngươi đổi ý, từ nay về sau, chúng ta Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ, đem không hề hoan nghênh ngươi đến. Cùng lúc đó, ngươi trường đá kim cương cấp bậc thẻ khách quý cũng sẽ bị thủ tiêu. Một lát sau, một vị họ Lưu Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ người phụ trách sắc mặt ngưng trọng xuất hiện. Hắn ở tại hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra sau, đầu tiên là nhìn không được ngẩn ra, sau đó trầm mặc nửa ngày. Mới chậm rãi hướng về Tiêu Hạo bên này chỉnh trọng mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy ánh mắt của hắn hướng Trần Phi quét tới, nói đến mức tiên sinh ngươi. Ta trực tiếp quét 5.000 vạn cho các ngươi đi. Số tiền này trước từ các ngươi câu lạc bộ thay bảo quản, nếu là ta thua, các ngươi trực tiếp đem chuyển cho Tiêu Ít, làm sao? Thế mà Trần Phi lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt, thần sắc rất là bình tĩnh thản nhiên nói. Chuyển cho chúng ta, cái này đương nhiên được. Tiêu Ít ý của ngươi thế nào? Người phụ trách nghe vậy dừng một chút, lại đưa mắt quét về phía Tiêu Hạo nói. Không thành vấn đề, ta đáp ứng rồi. Nghe vậy chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu tự nhiên không chút do dự đáp ứng rồi. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi củng khởi, buộc vòng quanh lau một cái trào phúng vậy độ cung, sau đó lớn tiếng nói bất quá ngươi cũng đừng quên. Ngoại trừ những, này đổ ước ở ngoài, chúng ta song phương, bên kia nếu bị thua. Còn phải trước mặt mọi người hướng về đối phương giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi. Xin Lưu kinh lý giúp chúng ta chứng kiến, tiết kiệm một ít người đợi thua, chơi xỏ lá không nhận chướng. Cái gì, còn nếu như vậy, nghe vậy Liễu quản lý bộ nhìn không được giật mình, chợt khuôn mặt lộ ra cười khổ, không nghĩ tới lại muốn chơi lớn như vậy. Phải biết rằng lúc đầu đổ cửa tiệm, đổ 5.000 vạn cũng đã đủ dọa người, không nghĩ tới bây giờ lại còn muốn đổ cúi đầu, đổ chịu thua. Loại sự tình này mà không có thể như vậy nói chơi, dù sao ai một khi nếu bị thua, nhất định sẽ bộ mặt tang cố gắng, về sau ở vòng tròn nội rất khó mang được ngẩng đầu lên. Chơi xỏ lá, thật thiệt thòi ngươi không biết xấu hổ nói, không biết là ai vừa rồi. Quên đi, chúng ta lười với ngươi không chấp nhặt, trên tay gặp thật trương. Nghe vậy Đồng Kiến Huy đầu tiên là giận dữ, sau đó đột ngột nở nụ cười. Giọng nói tràn đầy chờ mong cùng trào phúng. Nói đùa. Hôm nay trạng huống này rõ ràng tự là đối phương đã ngây ngốc chui vào Trần Phi Phi ca bộ mà. Tâm tắc, trung tâm thành phố 3 tầng lâu 2.000 thước vuông cửa tiệm, thật là đại thủ bút a. Ít nhất, chí ít cũng phải giá trị cái 6-70 triệu đi. Cũng không biết đợi hắn thua sau, sẽ là một bộ biểu tình gì ni. Thực sự là làm người ta chờ mong a. Được rồi, không thành vấn đề mà bắt đầu đi. Tiêu Ít, người tới trước, hay là ta tới trước? Thế mà Trần Phi cũng đã lười lại cùng đối phương nói nhảm nhiều, nhất thời gọn gàng dứt khoát nói. Ha ha! Nghe vậy Tiêu Hạo khóe miệng hiện ra lau một cái cao ngạo độ cung, khuôn mặt chợt lộ ra một loại ngạo nghễ, lấy một loại khoan dung nhìn Trần Phi, tự tiếu phi tiếu nói quên đi. Cũng đừng nói ta Tiêu Hạo khi dễ ngươi thức ăn này chim, để ngươi bắt đầu trước phát bóng đi, dám sao?
vì sao không dám? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhàn nhạt phủi phiết, chợt hướng về bên cạnh Lưu Kinh Lý nói, Lưu Kinh Lý, ta đây bắt đầu rồi. Nhờ ngươi ở bên làm chứng. Không, không thành vấn đề. Trần tiên sinh ngươi xin yên tâm, có thể bắt đầu rồi. Lưu Kinh Lý ngay tức khắc nói. Cùng lúc đó, cách đó không xa gôn nổi cái khác câu lạc bộ hội viên, tựa hồ cũng chú ý tới bên này tiến thêm một bước thăng cấp động tĩnh, chợt náo nhiệt lên. Một đám thần tình kích động, châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Này, các ngươi nghe nói không? Tiêu Hạo tiểu tử kia chuẩn bị cùng sáng chói ít chơi một khoản lớn. Đương nhiên nghe nói, bất quá hình như không phải là cùng sáng chói ít chơi, là theo sáng chói ít vị bằng hữu kia chơi. Nếu là Tiêu Hạo thua, có người nói tiền đánh cuộc là hắn gian trung tâm chợ ba tầng cửa lầu tiệm. T, ngươi là nói Trường Xuân đường gian cửa tiệm, chỗ kia có thể là chúng ta cùng châu thị trung tâm thành phố, nhưng lại lớn như vậy, ít nói cũng phải giá trị cái mấy nghìn vạn đi. Ngoan ngoãn, cư nhiên chơi lớn như vậy, sáng chói ít vị bằng hữu kia vậy là cái gì tiền đặt cược, vậy cũng rất dọa người đi. Bằng không thế nào cầm xuất thủ. Có người nói hắn trực tiếp cho câu lạc bộ vòng vo 5.000 vạn. Nếu là hắn thua, khoản tiền kia, 5.000 vạn chính là tiêu ít. Có lẽ là bởi vì trận này trượng quả thật có đủ dọa người, song phương ước định tiền đặt cược chân thực quá lớn, là 8 vị mấy cấp đừng, điều này làm cho câu lạc bộ này các lộ đại thiếu nhất thời dung chuyển, chen chúc tới, muốn nhìn một cái một trận chiến này, đến tột cùng ai có thể thắng. Dù sao phải biết rằng loại này cấp bậc tiền đặt cược không có thể như vậy đùa giỡn, một phe là ít nói giá trị 6-70 triệu cửa tiệm, nhất phương thẳng thắn là 5.000 vạn tiền mặt. Mặc kệ người nào thắng, dù thế nào đều đủ để làm cho ước ao. Hơn nữa cái này còn chưa phải là tối trọng yếu là, bên kia nếu bị thua, còn phải trước mặt mọi người hướng đối phương giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi. Loại này cử động không có thể như vậy đùa giỡn, bởi vì ai thua, của người nào mặt phải triệt để mất hết. Bộ mặt vô tồn, đây mới thực sự là đùa lớn địa phương. Bất quá, cái này tỉnh Giang Nam đỉnh cấp nha nội vòng, tựa hồ đã thật lâu đều không náo nhiệt như vậy. Vì vậy thực sự là chờ mong a. Tiêu ít, ta đây lại bắt đầu. Ngay Trần Phi bọn họ chỗ ngồi này gôn chàng người càng ngày càng nhiều lúc, hắn đã cười đi lên phát bóng đài, hướng về cách đó không xa vẻ mặt tự tin Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu cười nhạt nói. Tùy ý, nghe vậy Tiêu Hạo căn bản không quan tâm Trần Phi khiêu khích, vây quanh theo song phương lạnh lùng nói. Nói đùa, lấy hắn gôn kỹ, hoàn toàn xưng là tuyển thủ nhà nghề tiêu chuẩn, từng còn xông vào Mỹ quốc California châu tế thi đấu tranh giải tiền tam danh, vì vậy tại đây loại tiểu tràng diện, tay mơ trước mặt, hắn làm sao có thể có áp lực. Hiển nhiên, hắn Tiêu Hạo tuyệt đối thắng chắc, tuyệt không khả năng có cái gì ngoài ý muốn. Ha ha! Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi củng khởi, nhạt cười cười, sau đó tiện tay rút ra một cây gôn can bỉ hoa hai cái, theo cố sức đập một cái, cầu trên đài gôn trong nháy mắt bạo bắn ra, ở trong không khí phá vỡ phanh thanh âm, mọi người sững sờ. Này, không phải đâu, tiểu tử kia có thể hay không chơi, như thế cố sức, trận banh này đều đánh tới địa phương nào đi. Chẳng lẽ tiểu tử kia căn bản cũng không sẽ gôn đi? Nhìn hắn căn bản sẽ không nắm gậy gôn a. Nắm gậy gôn cũng không biết, cũng dám cùng Tiêu ít so với gôn, thật nghiêu bức. Tiểu tử kia có đúng hay không óc có bệnh a? Chạy tới tặng không 5.000 vạn. Rất hiển nhiên Trần Phi cái này một cây cầu lối rẽ, cũng không biết lung tung bay đến sân bóng cái góc nào đi. Nhất thời mọi người khe khẽ từ ngữ lên, thậm chí không ít người trên mặt còn hiện ra dị dạng, vẻ trào phúng, tựa hồ rất ước ao đố kỵ hận. Mẹ, tiểu tử kia cũng không biết địa phương nào nhô ra, rõ ràng gậy gôn cũng không biết nắm, cầu cũng không biết chơi, lại còn dám cùng Tiêu ít chơi lớn như vậy. Đây chính là 5.000 vạn a, nhà giàu mới nổi sao. Phốc suy, ha ha ha, ha 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 hắc, người cái này đệ nhất cầu mở không sai, ha ha ha. Mà ở thấy tình cảnh này Tiêu Hạo nhất thời cười văng, theo sát mà vẻ mặt hiện ra đùa cợt cùng vẻ châm chọc, khóe miệng vi câu, nhìn Trần Phi cười to nói ta còn tưởng rằng ngươi có thể có bản lãnh gì, nguyên lai thật là vận khí tốt. Tốt rồi, hiện tại cần ta phát bóng, ngươi có đúng hay không hẳn là đi sang một bên. Lúc đầu trước hắn, trên thực tế trong lòng là có điểm không hiểu bất an, sợ mình bị đối phương xáo lộ hoặc là bẫy dập gài bẫy, nhưng bây giờ. Cái này mẹ phát động đều là cái gì cầu, quả thực chính là thái điểu trong siêu cấp thái điểu, cái này hắn ma nếu có thể thắng, tuyệt đối là ban ngày có quỷ.
Dù thế nào hắn Tiêu Hạo không tin, hơn nữa hắn hiện tại đã cho là mình thắng. Chợt chỉ thấy hắn vẻ mặt kiêu ngạo đi lên phát bóng đài. Phi ca, cùng lúc đó, Đồng Kiến Huy nhịn không được tiến đến Trần Phi bên cạnh nghi ngờ nói. Tuy nói hắn đúng Trần Phi phi ca rất có lòng tin, nhưng vấn đề là hiện tại trận banh này. Cũng không biết lung tung bay đến sân bóng nội cái kia hẻo lánh góc, đây quả thực là mình ở cho mình hạ sáo a. Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Thế mà Trần Phi nghe vậy lại bí hiểm trả lời một câu, tùy tiện không nói một lời, chỉ là híp mắt khẽ cười nói. Phát bóng không ra. Phải thua. Xin nhờ, không để cho giờ hy vọng, tại sao có thể nhìn thấy tuyệt vọng? Rồi hãy nói nếu là hắn trở lại cái một cây vào động, sợ rằng một ít người sẽ trực tiếp điên mất, cho nên vẫn là khiêm tốn tương đối khá. Siêu. Nhưng vào lúc này Tiêu Hạo đã đánh ra đệ nhất cầu. Trong tay hắn gôn can hình như chính mình linh tính, độ mạnh yếu không mạnh không kém đòn nghiêm trọng ở gôn trên, người sau nhất thời pháo xông ra, tuy rằng đồng dạng nhìn như rất cố sức, nhưng vô luận là độ mạnh yếu hay hoặc là phi hành độ lớn của góc, đều thập phần hoàn mỹ, làm cho trước mắt sáng ngời. Tốt cầu, không hổ là Tiêu Ít, thật có một tay a. Nay, Tiêu Ít cầu kỹ quả thật làm cho người chịu phục, không hổ là tuyển thủ nhà nghề tài nghệ. Nhất thời không ít bình thường theo Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu đi được gần nha nội đại thiếu đều ồn ào lên, thổi phồng chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu mạn liên lâng lâng, vẻ mặt trí đắc ý mãn hình dạng. Phi ca, tới phiên ngươi, ha ha. Chỉ thấy hắn sau một khắc liền vẻ mặt kiêu ngạo đi xuống phát bóng đài, từ Trần Phi còn có Đồng Kiến Huy bên cạnh lao qua, khóe miệng hơi củng khởi, hiện ra lao một cái trào phúng độ cung, theo sát mà một loại châm chọc làn điệu xuất hiện. Ha ha. Nếu là lấy đã qua, Đồng Kiến Huy đang nghe đối phương loại giọng nói này nói, như vậy giễu cợt làn điệu, nhất định sẽ nhìn không được tức giận, nhìn không được nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ, hắn nhưng chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, lập tức trong con ngươi tràn đầy làm trò ngược vẻ. Đúng vậy, cần ta. Theo Trần Phi cũng nhạt gật đầu cười, chợt theo câu lạc bộ nhân viên công tác thật vất vả tìm được rồi hắn viên kia cầu, cư nhiên thực sự bị hắn đánh tới sân bóng tối biên giới địa phương. Làm hắn nhịn không được chấp miệng, nói sớm biết rằng vừa rồi tất nhiên không thể cố sức. Dù thế nào đều giống nhau, lấy phi ca thực lực của ngươi, muốn thắng hắn Tiêu Hạo còn chưa phải là từng phút, tùy tùy tiện tiện. Có thể ở bên cạnh hắn Đồng Kiến Huy nghe vậy, cũng không từ cười ra tiếng nói. Theo vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn đương nhiên vô điều kiện tin tưởng Trần Phi thực lực. Chính là một cái Tiêu Hạo mà thôi, khẳng định không nói chơi, dễ dàng, tùy tùy tiện tiện. Xem ra ngươi nhưng thật ra đối với ta rất một cách tự tin. Tốt lắm, ta muốn mở cầu. Nghe vậy Trần Phi không khỏi khóe miệng vi câu, chợt lại không kiềm hãm được lắc đầu nở nụ cười. Hắn cảm giác mình thật tốt giống như đang khi dễ người, quả thực không nên quá hỏng. Trần tiên sinh xin bắt đầu đi. Đi theo Trần Phi hai người sau lưng, tự nhiên có gôn chàng nhân viên công tác. Mà hắn loại công việc này nhân viên chức trách, tự nhiên là phòng ngừa ăn gian, tỏ vẻ công bình. Chỉ thấy hắn xoa xoa mồ hôi trán, nhỏ giọng nói. Ừ, mà đang nghe công tác thanh âm của nhân viên, Trần Phi khẽ gật đầu, theo sát mà lại vẫn không tự chủ được híp mắt, hướng xa như vậy chỗ gôn cầu động phương hướng nhìn xa đi, hai mắt đang mở hí, mơ hồ có loại nóng lòng muốn thử. Phải biết rằng chớ nhìn hắn hôm nay đã chính mình luyện khí tứ trọng cảnh giới, thực lực, tương đương với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh, rất có nội tình. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn cự ly gôn động, ít nói cũng có mấy trăm mét cự ly, chớ nói chi là trên thực tế hắn viên kia gôn, bây giờ chỗ rơi kỳ thực cũng không tốt, vô luận là góc hay hoặc là phương hướng, đều rất phiền phức. Vì vậy có thể không một cây vào động, cái này mặc dù là đối với hắn Trần Phi mà nói, cũng là nhất kiện rất có tính khiêu chiến chuyện tình. Sẽ cho người hưng phấn. Ta muốn bắt đầu. Theo chỉ thấy ánh mắt hắn híp một cái, tay hơi nắm chặt trong tay gôn can. Chợt cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt, theo lại có lau một cái hư vô nhu ánh sáng màu trắng cùng với kiếm lửa xẹt qua, làm hắn khuôn mặt trên đường cong nhất thời có vẻ tự tin rất nhiều. Ngay sau đó, chỉ thấy kỳ chậm rãi nâng tay lên trong gôn can, cả người cho người cảm giác nhất thời như cao sơn tĩnh vậy, có một loại không rõ quỷ dị khí tượng, rất là kinh người. Cái này, mà ở nhìn thấy một màn này, vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là gôn chàng nhân viên công tác, cũng không nhịn được sợ ngây người. Bởi vì trên thực tế giờ này khắc này Trần Phi nắm cầu tư thái cũng không đúng tiêu chuẩn,
xem ra căn bản hoàn toàn tựa như thái điểu vậy, có thể mặc dù là như vậy, bọn họ nhưng vẫn là không hiểu trong lòng có một loại dự cảm Trần Phi cái này một viên cầu, có thể đi vào, có thể đánh tiến. Siêu. Theo sát mà sau một khắc, bọn họ bên tai chợt nghe đến một loại gôn cắt không khí chính là phanh tiếng vang, nhất thời một đạo màu ngân bạch đường vòng cung hướng về bầu trời nhảy lên, xuyên ra đi. Ha ha, thật cho rằng khí lực đại tựu. Thấy thế lúc đầu Tiêu Hạo trên mặt thần sắc còn hoàn toàn bất tiết nhất cố, khóe miệng thật cao củng khởi, như là rất giễu cợt hình dạng. Mà khi tiếp nửa giây sau, trên mặt hắn nguyên bản dương dương đắc ý màu sắc lại bỗng nhiên cứng lại rồi, dường như choáng váng vậy, thần sắc mắt thường có thể thấy được tái nhợt, môi điên cuồng run run. Bởi vì sẽ ở đó nửa giây sau, mọi người trong lỗ tai ống nghe điện thoại trong lại mạnh vừa vang lên, chợt từ đó truyền ra một vị gôn chàng nhân viên công tác bất khả tư nghị, thậm chí giọng nói đều cảm giác có chút hoang đường kinh hô vào. Cầu vào, Trần tiên sinh gôn vào. Tiến, tiến, thật vào. Tiểu vương ngươi không nhìn lầm. Nghe vậy Lưu Kinh Lý tối không nhìn được trước vẻ mặt hoang đường xuất ra bộ đàm nói. Vẻ mặt dại ra. Cái này, cái này, cái này. Làm sao có thể? Phải biết rằng vừa rồi Trần Phi viên kia gôn rõ ràng là ở sân bóng tối góc. Người thường đừng nói là một cây, coi như 5 can, 10 can. Chỉ sợ cũng không quá khả năng đem đánh vào gôn động, nhưng bây giờ. Một cây vào động. Cái này vãi rốt cuộc là ta chưa tỉnh ngủ, còn là những người khác đều ở mộng du. Cái này hắn ma làm sao có thể. Giả đi. Ngay cả ở gôn chàng công tác nhiều năm như vậy, theo lý thuyết sớm đã thành nhìn quen sóng to gió lớn Lưu Kinh Lý, đều bị lúc này trước mắt một màn này sợ đến như vậy, những người khác tự nhiên rất tốt không đi nơi nào. Mỗi một người đều choáng váng, cũng sợ ngây người. T. Ừng ực tương đương. Nhất thời gôn bên trong sân tràn đầy cũng hút lương khí thanh âm, cùng với gian nan ngạnh tiếng nuốt nước miếng. Đương nhiên càng nhiều hơn hay là bọn hắn trong con ngươi sợ hãi, khó có thể tin. Một cây vào động, lại thấy một cây vào động. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện nói, đùa giỡn. Mặc dù là tuyển thủ nhà nghề đều phải xem vận khí. Nhưng là bây giờ, nhất thời mọi người nhìn không được dùng một loại gặp quỷ thần sắc nhìn phía Trần Phi. Đồng Kiến Huy phát tiểu Quách Khôn càng nhìn không được lắp bắp nói mụ, mẹ, không hổ là sáng chói ca ca, thật hắn ma nghiêu bức. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại mặc dù lại ngu xuẩn, cũng rất hiển nhiên ý thức được, Trần Phi, Phi ca chiêu thức ấy cũng không phải cái gì vận khí tốt, mà là chân chính có cái kia nội tình, có thực lực đó. Làm nửa ngày Phi ca là ở cho Tiêu Hạo tiểu tử kia hạ sáo A. Không hổ là Phi ca, thực sự nghiêu bức. Quản lý, cầu thật vào. Ngươi không tin có thể tự mình đến xem, nhưng vào lúc này, mọi người trong lỗ tai ống nghe điện thoại nội lại truyền tới công tác thanh âm của nhân viên. Mà lúc này ngữ khí của hắn tuy rằng cây ết yêu ta sợ, nhưng rõ ràng đã ổn định lại, cầu là thật vào. Thật vào, không hổ là Phi ca, ngươi thật nghiêu bức. Cùng lúc đó, đang nghe ống nghe điện thoại nội truyền tới xác định ngôn ngữ, Đồng Kiến Huy nhìn không được kích động nhảy dựng lên, vẻ mặt bội phục nói. Tuy nói hắn là miễn cưỡng biết Trần Phi nội tình, biết kỳ là một vị rất khủng bố kinh khủng cổ vũ giả cao thủ. Nhưng vấn đề là hiện tại, loại trình độ này, cách mấy trăm mét vẫn có thể như vậy tinh chuẩn đem gôn đánh vào động, chỉ sợ cũng xem như là ra ra hắn hiện nay cái loại này nhất lưu cổ vũ cao thủ tiêu chuẩn, cũng không có khả năng đi đến loại trình độ này đi. Đây quả thực quá nghiêu bức, nhưng hắn mở rộng tầm mắt, không lời nào để nói. Đi thôi, muốn tiền đặt cược đi. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười, thu hồi gôn can, vẻ mặt thích ý hướng về vẻ mặt trắng bệch Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu đi đến. Chớ nhìn hắn vừa rồi chiêu thức ấy nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế, cũng còn là hao tốn hắn 100% tinh thần, 100% tinh thần cao độ tập trung mới làm được. Dù sao hắn hiện tại chỉ là người, cũng không phải thần tiên, không có khả năng thật thay đổi tai đến như vậy thái quá. Bất quá bây giờ cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Bởi vì hắn đã thắng, một, Nga không, hai can vào động. Tiêu ít, đa tạ, xem ra lần này lại là vận khí ta tốt, ta thắng. Một lát sau, chỉ thấy hắn đi tới Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu trước mặt, híp mắt mỉm cười nói. Ngươi. Thế mà chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lúc này rất hiển nhiên tinh thần đã hỏng mất, thân sắc tái nhợt, môi run run, nhãn thần hoảng loạn, dùng tay chỉ Trần Phi run rẩy. Dù thế nào cả khuôn mặt bàng đều là sai lầm cùng với không muốn tin tưởng vẻ.
Không, không, ngươi rõ ràng chính là ăn gian. Xa như vậy, ngươi làm sao có thể một cây vào động? Theo sát mà hắn nhìn không được tiêm tiếng nói giống to. Nghe Tiêu Ít người ý tứ này, là nghĩ ta cùng câu lạc bộ người liên hợp cùng một chỗ, bẫy ngươi lạc. Nghe vậy Trần Phi cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt hướng bên cạnh Lưu Kinh Lý nói Lưu Kinh Lý, ngươi xem. Tiêu Ít, có mấy lời cũng chớ nói lung tung. Nghe vậy Lưu Kinh Lý mặc dù ngầm vẻ mặt đều là vẻ cười khổ, nhưng hắn vẫn chỉ có thể mặt không thay đổi đứng ra, chậm rãi nói Tiêu Ít, nguyện thua cuộc. Ngươi đã hiện tại thua, xin mời ngươi thực hiện trước đổ ước đi. Đánh giám, chó má đổ ước. Thế nhưng Lưu quản lý đều còn chưa nói hết, lại đừng thần tình kích động Tiêu Hạo trực tiếp cắt đứt, chỉ thấy hắn điên cuồng nói cái gì đổ ước, chó má đổ ước. Rõ ràng chính là tiểu tử kia ăn gian, các ngươi liên hợp cùng một chỗ hố lão tử. Cái chuôi này không tính là, ta yêu cầu một lần nữa đến, một lần nữa đến. Thấy tình cảnh này ở đây không ít người đều thần sắc cổ quái, xì xào bàn tán. Này, các ngươi thấy không? Tiêu Ít tựa hồ không thua nổi chuẩn bị chơi xấu. Phi, còn Tiêu Ít, thí Tiêu Ít, tục ngữ nói thật tốt, người thua không thua trận, không thua nổi cũng đừng đến. Hắn như bây giờ, quả thực cho Tiêu gia mất mặt. Tiêu gia, ha ha. Lẽ nào ngươi đã quên tiểu tử kia lúc đầu chỉ là cái chi thứ? Nếu không phải là bởi vì Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng dưới gối không con, lại chỉ có hắn cái này một người cháu, hắn Tiêu Hạo có thể có ngày hôm nay. Quả thực mất mặt xấu hổ. Cái này có trò hay để nhìn, phải biết rằng trận này đúng đổ, thế nhưng từ Đông Vân câu lạc bộ đứng ra đảm bảo, hơn nữa sáng cho ít bên kia cũng không phải nói chơi. Hắn Tiêu Hạo nghĩ sổ sách, nào có dễ dàng như vậy. Nghe được xa xa mọi việc như thế xì xào bàn tán, Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu tức bể phổi, vẻ mặt đỏ bừng, mặt chợt xanh chợt tím. Hắn biết, từ giờ trở đi, hắn đã trở thành tỉnh Giang Nam nha nội vòng trò cười, về sau đều sẽ là mọi người giễu cợt đối tượng, trừ phi, hắn có thể thực hiện ước định, thua trận này đổ ước, còn có cúi đầu, chịu thua. Nhưng vấn đề là điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Phải biết rằng hiện tại cũng không nói hắn Tiêu Hạo có nguyện ý hay không cúi đầu, tại đây trước mắt bao người, trước mặt mọi người bộ mặt tang cố gắng cho đối phương Đổng Kiến Huy, Trần Phi hai người giống to hơn ba tiếng ta phục rồi. Mà là hiện tại vấn đề trọng yếu nhất vâng, là hắn cầm để làm đổ ước trung tâm thành phố món đó ba tầng lâu 2.000 thước vuông cửa tiệm. Đây chính là giá trị ít nhất 6-70 triệu thậm chí nhiều thứ hơn, hoàn toàn xưng là của hắn Tiêu Hạo tương lai kim kê trứng, nhưng bây giờ... Hắn lại thua, muốn cho hắn đem như thế một số lớn tài phú chắp tay tặng cho người khác. Hắn há có thể tiếp thu. Hắn căn bản là không tiếp thụ được sự thật này, cũng không nguyện tiếp thu. Tiêu Ít, nguyện thua cuộc, hy vọng ngươi không để cho chúng ta Đông Vân câu lạc bộ khó xử, có thể nhưng vào lúc này, vị kia Lưu Kinh Lý lại sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Phải biết rằng, chuyện này thế nhưng ngươi Tiêu Hạo chủ động yêu cầu bọn họ câu lạc bộ làm đảm bảo, nhưng bây giờ, ngươi thua. Lại muốn đổi ý quyệt nợ, đây là coi thường bọn họ Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ, hay là thật cho rằng lời nói ra, là có thể tùy tùy tiện tiện làm đánh giám. Họ Lưu, ta cảnh cáo ngươi, đây là ta cùng hắn chuyện giữa, cùng các ngươi Đông Vân câu lạc bộ không quan hệ. Nghe vậy Tiêu Hạo tuy rằng thần sắc khẽ biến, nhưng hắn nhưng vẫn là mạnh mẽ chấn định lại, nhìn đối phương lạnh giọng uy hát yêu ta nói. Tựa hồ hắn thấy. Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ tuy rằng quả thực bối cảnh rất mạnh, rất nhường hắn kiêng kỵ, có thể, đối phương vậy cũng không sẽ vì chính là một cái người xa lạ, để một cái Đổng Kiến Huy, tự cùng hắn Tiêu Hạo, cùng phía sau hắn Tiêu gia trở mặt. Dù sao hắn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu hạng thân phận, hạng địa vị. Phía sau hắn thế nhưng Tiêu thị tập đoàn Tiêu tổng, thế nhưng riêng lớn Tiêu gia. Hắn như vậy tự cho là đúng cho rằng theo, cho là mình rất nghiêu ép. Cảnh cáo. Tiêu Hạo, chỉ bằng ngươi, xứng nói ra những lời này sao? Có thể nhưng vào lúc này, Đổng Kiến Huy cùng với Trần Phi cũng không nhịn được nhãn thần hơi lãnh xuống tới lúc, có một đạo giọng nói vô cùng vi bất thiện thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Theo chỉ thấy trong tầm nhìn nhiều hơn một vị nam tử áo đen thân ảnh. Chỉ thấy nam tử áo đen kia ước 33-34 tuổi hình dạng, vẻ mặt đao tước phủ khắc phết tích, hai mắt thoạt nhìn rất lạnh, nhưng rất uy nghiêm. Giống như là từ trong khung chảy lộ ra ngoài uy hát yêu ta vậy, làm người ta kìm lòng không đậu cả người run. T. Thượng ca ngươi đã trở về. Mà ở nhìn thấy người nọ, dù là Đổng Kiến Huy cũng không nhịn được thần sắc biến đổi,
ngay sau đó vẻ mặt đều là vẻ gây ết yêu ta sợ. Thượng ca, đây chính là thượng ca a, hắn không phải là ở nước ngoài sao, cư nhiên đã trở về. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi giờ 51 năm người ái mộ tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một thanh. Mặt khác người ái mộ còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Chu thượng, tên này nghe có thể rất phổ thông, nhưng nó lại đại biểu cho tỉnh Giang Nam nha nội vòng ta đời trước nhân vật truyện kỳ. Còn nhớ rõ trước có đề cập tới, nhà này Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ người khai sáng họ Chu, chính là tốt nhất mặc cho tỉnh Giang Nam số một lãnh đạo cháu nhỏ, rất có năng lực, cũng rất có cổ tay, nghiêm ngặt lại nói tiếp Liên Tiêu Thiên Nhượng đều không có tư cách cùng đánh đồng, bởi vậy thấy rất mạnh. Mà mọi người lúc này trước mắt vị này Chu thượng, thượng ca, rõ ràng là vị kia Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ người khai sáng, vị kia họ Chu đại nhân vật nhi tử. Tục ngữ nói thật tốt, hổ phụ không khuyển tử. Tuy nói bọn họ Chu thị nhất mạch người lớn không vượng, từ trên xuống dưới đếm tới đếm lui cũng chỉ có như vậy mấy người, thế nhưng vị này Chu thượng, thượng ca, lại vẫn luôn là cực kỳ chói mắt tồn tại, thậm chí không kém gì phụ thân hắn năm đó, ngay cả ở kinh thành bên kia đều có rất lớn nổi tiếng. Bởi vậy có thể thấy được người này có lợi hại dường nào. Chỉ là những năm gần đây hắn không phải là vẫn luôn ở Mỹ quốc phố người Hoa bên kia sao? Thế nào đột nhiên đã trở về, kỳ quái. Thượng ca, Đồng Kiến Huy không khỏi hướng người tới hơi khom người, thập phần khách khí chào hỏi một câu. Thượng ca, ta, đến mức nguyên bản còn rất phách lối Tiêu Hạo, giờ này khác này nhưng thật giống như chuột thấy mèo vậy, thần sắc trắng bệch, môi chẳng biết lúc nào không ngờ hiện lên bầm đen, run lẩy bẩy, cả buổi nói không nên lời một câu đầy đủ. Thậm chí mâu quang mơ hồ có chút sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mẹ, cái này sát tinh tại sao trở lại? Năm đó hắn không phải là bởi vì phạm sai lầm, giết sai người, bất đắc dĩ chạy đến Mỹ quốc bên kia tị nạn đi sao? Thế nào hiện tại lại đã trở về? Thiếu gia, có thể Lưu Kinh Lý lại không có chút nào ngoài ý muốn vẻ, trái lại cung kính nghĩ đến người khom người. Hiển nhiên đã thấy qua. Đây không phải là Kiến Huy sao? Ba người cùng gia gia người có khỏe không? Mấy năm không gặp, thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ thấy Chu thượng nghe được Đồng Kiến Huy bắt chuyện, không khỏi đau tức gương mặt hiện ra lau một cái cười yếu ớt vẻ, cảm thán nói. Nhưng sau đó chỉ thấy hắn mâu quang lóe lên, cư nhiên cấp tốc rơi xuống Đồng Kiến Huy bên cạnh Trần Phi trên người, quan sát nửa ngày, chợt lại mơ hồ có chút con người co rút lại, ngốc lăng nói vị này chính là. Thượng ca đúng không, ta gọi là Trần Phi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe vậy Đồng Kiến Huy đều còn chưa kịp phản ứng, Trần Phi cũng đã vươn tay cười nhạt nói. Đen kịt con ngươi lóe lên. Nửa bước tiên thiên, có chút ý tứ. Dù là Trần Phi cũng thật không ngờ, tại đây tỉnh Lỵ Cùng Châu, cư nhiên mạc danh kỳ diệu có thể gặp gỡ nhân vật như vậy. 33-34 tuổi nửa bước tiên thiên, tuy nói đảm đương không nổi cái gì thiên tài tuyệt thế, hiếm thế kỳ tài các loại xưng hô, nhưng cái này cũng đủ kinh người, làm cho ngoài ý muốn. Chí ít coi như là hắn Trần Phi, ở không có được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trước, loại trình độ này, hắn thực sự không hề nghĩ ngợi quá. Thượng ca, ba ta còn có ta ra ra đều tốt. Vị này chính là Trần Phi Phi ca, ra ra ta cùng hắn là bạn tốt, nhưng vào lúc này Đồng Kiến Huy rốt cục bừng tỉnh, hướng Chu thượng giới thiệu Trần bay lên. Nguyên lai là Trần huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe vậy Chu thượng hình như cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn hình dạng. Ngược lại là chỉnh trọng chuyện lạ vươn tay cùng Trần Phi cầm, sau đó mới nhìn thấy hắn chậm rãi xoay người, hướng về cả người còn đang phát run Tiêu Hạo nhìn lại, làn điệu lạnh lùng nói Tiêu Hạo, ngày hôm nay chuyện này, ngươi có đúng hay không cần cho ta một lời giải thích. Không phải là, thượng ca, ta, ngươi. Nghe vậy thần sắc tái nhợt Tiêu Hạo ta ngươi nửa ngày, sau cùng lại còn là hung hăng cắn răng, kiên cường nói thượng ca, ngày hôm nay chuyện này cùng ngươi không quan hệ đi. Ngươi nghĩ vì tiểu tử kia xuất đầu. Không quan hệ. Nghe vậy Chu thượng khuôn mặt dần dần rét run xuống tới, nhìn Tiêu Hạo giọng nói bất thiện nói chẳng lẽ không đúng ngươi chủ động yêu cầu chúng ta Đông Vân câu lạc bộ, cho các ngươi mới vừa đổ ước làm đảm bảo. Nếu như ta không mù nói, hiện tại hình như là ngươi thua, thế nào, nghĩ sổ sách. Rất hiển nhiên hắn vừa rồi tuy rằng vẫn luôn ở phía sau màn, không có hiện thân, nhưng vẫn đều ở đây quan tâm sự tình phát triển. Rõ ràng là Tiêu Hạo chủ động yêu cầu bọn họ câu lạc bộ,
vì đổ ước làm đảm bảo, nhưng bây giờ, người Tiêu Hạo thua, lại nghĩ sổ sách. Khi bọn hắn Đông Vân câu lạc bộ là bài biện, là không khí. Thượng ca, ta không phải là ý tứ này. Nghe vậy Tiêu Hạo sắc mặt cực vi khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá không để cho hắn mặt mũi, đem chuyện này trước mặt mọi người đặt tới trên mặt nổi nói. Không phải là ý tứ này là có ý gì? Ngươi bây giờ chỉ cần trả lời ta, đổ ước nội dung, ngươi đến cùng lý không thực hiện. Ta cũng không thời gian dỗi cùng loại người như ngươi nói nhảm nhiều. Thế nhưng Chu Thượng Thượng ca nhưng thật giống như thật không muốn cho hắn mặt mũi, lạnh lùng nói, gọn gàng dứt khoát. Thượng ca, tốt xấu ta cậu cũng là Tiêu thị tập đoàn vị kia đi. Chớ nói chi là ta còn họ Tiêu, ngươi làm như vậy, để chính là một cái vòng nội ngoại nhân, có đúng hay không có chút hơi quá đáng. Nghe vậy Tiêu Hạo nhìn không được tức giận nói. Theo lý thuyết hắn Tiêu Hạo tại đây tỉnh Giang Nam nha nội vòng, mặc dù không tính là cao cấp nhất, nhưng hắn tốt xấu cũng họ Tiêu đi. Đến từ cái kia tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc, chớ nói chi là hắn cậu còn là Tiêu Thiên Nhượng. Câu ca giao nói, không nhìn mặt tăng xem mặt Phật, hiện tại ngươi Chu Thượng làm như vậy ỷ thế hát yêu ta người, có đúng hay không có chút quá phận, quá khi dễ người. Ha ha, ngươi lời này đến thật có ý tứ. Chiếu ngươi nói như vậy, có phải là ngươi hay không thân phận bối cảnh hùng hậu, chính mồm lời nói ra có thể làm đánh giám a? Tâm tắc, nguyên lai đây chính là cái gọi Tiêu gia a. Lão chính là cái này đức hạnh, tiểu nhân cũng là cái này đức hạnh. Thật có đúng hay không người một nhà không tiến một nhà cửa. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại cười lạnh, đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt bắn ra đao phong vậy ánh sáng sắc bén, lắc đầu khinh thường nói. Quả nhiên gần Chu Sa người đỏ gần mực thì đen, lão Tiêu Thiên Nhượng là cái loại này đức hạnh, hiện tại hắn trước mắt cái này tiểu nhân cũng không sai biệt lắm, hoàn toàn không biết xấu hổ, không muốn ra, quả thực nhất mạch tương thừa, một oa tử cầu. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Tiêu Hạo tự nhiên giận dữ, thần sắc dữ tợn, dùng ngón tay run chỉ vào Trần Phi. Hắn không nghĩ tới Trần Phi loại này tiểu nhân vật dám khi hắn Tiêu Hạo trước mặt như vậy làm càn, trước mặt mọi người chửi bới bọn họ Tiêu gia. Tiêu thị tập đoàn vị kia, ngươi nói Tiêu Thiên Nhược, ngươi cậu là hắn thì thế nào? Cùng ta có liên quan hệ. Có thể nhưng vào lúc này Chu Thượng Thượng ca lại đột nhiên tiếp lời nói chuyện, theo sát mà kỳ uy nghiêm hai tròng mắt toát ra một loại chẳng đáng. Sau đó thản nhiên nói ngươi tựa hồ vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đổ ước, ngươi đến cùng thực hiện, vẫn không thực hiện. Thượng ca, ta còn không có thua, rõ ràng là tiểu tử kia ăn gian. Tiêu Hạo còn muốn đùa giỡn hoành quyệt nợ, lại bị Chu Thượng trực tiếp phất tay cắt đứt, chỉ thấy Kỳ Nhàn nhạt hướng về bên cạnh Lưu Kinh Lý phân phó nói Lưu Kinh Lý, đi đem hắn thẻ khách quý thu về và hủy rơi, từ nay về sau đều trực tiếp kéo vào sổ đen, không hề tiếp đãi. Mặt khác, lại đi điều tra một chút ai là của hắn đề cử người. Vâng, Lưu Kinh Lý nghe vậy nhất thời gật đầu. Có thể thanh âm của hắn đều còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Hạo ngữ tốc kích động cắt đứt. Chỉ thấy người sau hốt hoảng nói đừng, thượng ca, đừng, có chuyện hảo hảo nói. Phải biết rằng Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ, đây chính là toàn bộ Giang Nam số 1 số 2 trong vòng thân phận tượng trưng, không biết bao nhiêu người lấy có thể trở thành cần câu lạc bộ hội viên vi vinh. Chớ nói chi là đạt được trong đó thẻ khách quý. Đây mới thực sự là đại biểu thân phận, địa vị đồ vật, bị người của bên trong vòng công nhận. Mà Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ thẻ khách quý, đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm bạch ngân, hoàng kim, đá kim cương, tử tinh bốn cái đẳng cấp. Trong đó cũng không nói cái gì đẳng cấp cao nhất tử tinh thẻ khách quý, liền nói cấp bậc thấp nhất bạch ngân thẻ khách quý, một năm chỉ là niên phí chính là 30 vạn, còn có các loại hà khắc yêu cầu. Đến mức Tiêu Hạo trong tay Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ thẻ khách quý chính là đá kim cương cấp bậc, xưng là tỉnh Giang Nam thế hệ trẻ cao cấp nhất, đại biểu cho thân phận địa vị, vì thế, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu tiền tài cùng tâm huyết. Vì vậy nếu hắn tờ này đại biểu cho hắn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu thân phận, địa vị đá kim cương thẻ khách quý thật bị thu về và hủy nói, đồng thời từ nay về sau, hắn cũng không bị Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ đón thêm đợi. Bị nhét vào sổ đen, đây tuyệt đối là hậu quả rất nghiêm trọng một việc. Hảo hảo nói, đã muộn. Có thể Chu Thượng nghe vậy nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, chợt hướng phía bên cạnh Lưu Kinh Lý chậm rãi nói sự tình làm xong chưa. Còn có hắn tiến cử người là ai? Thiếu gia, đã làm xong. Tiêu ít đá kim cương thẻ khách quý đã bị vĩnh cửu thu về và hủy,
đồng thời đem xếp vào vĩnh cửu sổ đen. Đến mức Tiêu Ít tiến cử người, là Tiêu Tổng. Ngay từ đầu Lưu Kinh Lý còn là một bộ giải quyết việc trung giọng, bất quá càng về sau, thanh âm hắn lại từ từ nhỏ đi. Bởi vì Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu tiến cử người, rõ ràng là bọn họ Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ tử tinh hội viên Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng. Tiêu Tổng, Tiêu Thiên Nhượng, ta cũng biết là hắn, xem ra ta phải gọi điện thoại cho hắn. Thế mà nghe vậy Chu Thượng Thượng ca trên mặt lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn cùng với kiêng kỵ vẻ, chỉ là lạnh lùng tự nhiên lẩm bẩm. Mà ở nghe nói như thế, Tiêu Hạo trên mặt thần sắc thậm chí so với trước nghe được bản thân Trương Đá Kim Cương thẻ khách quý bị vĩnh cửu thu về và hủy lúc, còn muốn có vẻ hoảng loạn, còn muốn có vẻ sợ hãi. Thượng ca, ta sai lầm rồi, ta thực sự sai lầm rồi. Có chuyện Hảo Hảo nói, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta thực hiện đổ ước, ta hiện tại tự thực hiện đổ ước, cầu ngươi đừng cho ta cậu gọi điện thoại. Theo sát mà hắn như là giống như điên đánh về phía Chu Thượng bắp đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Nói đùa, hắn hôm nay đã đủ mất mặt, tổn thất cũng khá lớn, vì vậy nếu lại để cho hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng biết, hắn ngày hôm nay như thế mất mặt những chuyện kia mà, còn Nhượng Tiêu ra theo thụ liên lụy, bị bôi đen, không hung hăng thu thập hắn mới là lạ. Hơn nữa cái này còn chưa phải là hắn sợ nhất là nếu là bởi vì chuyện này, Nhượng hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng đối với hắn thất vọng rồi, đây mới thực sự là đại phiền toái, hắn không cách nào thừa thụ. Dù sao hắn biết rõ, tuy rằng hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng rất sủng ái hắn, nhưng vấn đề là cũng có cái hạn độ, nếu là hắn Tiêu Hạo sở tác sở vi vượt ra khỏi cái kia hạn độ, làm hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng cảm thấy triệt để thất vọng nói, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không gánh nổi. Sớm biết hiện tại hà tất đương sơ ni, nhưng là bây giờ nhưng không ai đồng tình hắn, Đồng Kiến Huy càng khinh thường nói. Đây là bầy không hợp chính vị trí của mình, không biết rõ sở thân phận mình tên hạ tràng. Thật cho rằng ỷ vào một cái Tiêu Thiên Nhượng, là có thể muốn làm gì thì làm. Xin nhờ, đừng quá ngây thơ rồi, trên đời này cũng không tốt như vậy chuyện mà. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này khởi giờ 51 năm người ái mộ tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một thanh. Mặt khác người ái mộ còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Tỉnh Giang Nam, cùng Châu Thị. Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Tuy rằng lúc này bầu trời chính lộ vẻ một vòng nóng rực mặt trời đỏ, có thể giờ này khắc này Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lại dường như bị nước tưới nước quá vậy, đầu đầy mồ hôi, thần sắc hoảng loạn, tóc đều thiếu chút nữa dính chung một chỗ, thành mái tóc. Rất hiển nhiên tuy rằng hắn giờ này khắc này đã nhận thức đến sai lầm, nhưng cũng đã gắn liền với thời gian đã tối, bởi vì Chu Thượng Thượng ca đã đem điện thoại đánh ra ngoài. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đừng nhìn bọn ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu trước lớn lối như vậy, tự cho là mình thân phận, bối cảnh rất nghiêu ép, muốn chơi xỏ lá không nhận chướng, cự tuyệt thực hiện đổ ước, có thể hắn hiện tại lại biết cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là sợ. Bởi vì từ trước đến nay tại bọn hắn cái vòng này nội tự có một bảo thủ không chịu thay đổi quy tắc ngầm. Đó chính là vô luận ngươi ở bên ngoài cỡ nào mất mặt, chỉ cần không đến tai trong nhà, đây hết thảy tự cũng còn có quay về, hiểu chỗ trống. Nhưng nếu là đem chuyện này đến tai trong nhà, tự như cùng hắn Tiêu Hạo như bây giờ, liên lụy đến hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng, thậm chí còn có khả năng khiến phía sau hắn Tiêu gia danh vọng bị hao tổn, loại trình độ này tự tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Leng keng đinh. Trong lúc bất chợt, từ Tiêu Hạo y phục trong bao đột ngột vang lên chói tai chuông điện thoại di động, sợ đến hắn nhịn không được cả người run lên. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ta, ngươi, cậu. Chỉ thấy Kỳ theo ngón tay run rẩy lấy ra điện thoại di động, nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số, tay hắn không khỏi run lợi hại hơn. Bởi vì giờ khắc này điện thoại di động loan báo biểu hiện điện báo dãy số, đúng là hắn cậu, Đường Đường Tiêu Thị tập đoàn người cầm quyền Tiêu Thiên Nhượng. Tiêu Ít, thế nào không tiếp điện thoại, thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy nhìn không được trào phúng vậy mở miệng. Vẻ mặt cười nhạt. Ngươi, ta... Nghe vậy chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu không khỏi thần sắc giận dữ, nhưng vẫn là khó nén trên mặt hắn hốt hoảng thất thố vẻ. Bất quá hắn nhưng vẫn là không dám trì hoãn nữa xuống phía dưới, hung hăng cắn răng, chuyển được trên điện thoại di động mặt chuyển được cái nút. Cậu, ta. Theo chỉ thấy hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia mở miệng, một lòng hầu như nhắc tới tiếng nói mắt. Đồ hỗn hào, ngươi hắn mà có đúng hay không muốn lật trời.
Liên người của Chu gia ngươi cũng dám xé bọn họ mặt mũi, ngươi có biết hay không, coi như là ta Tiêu Thiên Nhược, ở Đông Vân câu lạc bộ cũng không dám sằng bậy. Có thể theo microphone nội tự truyền đến Tiêu Thiên Nhược tức giận giống giận, sợ đến thần sắc hắn tái nhợt. Cứu, cậu, ngài đừng nóng giận, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Nghe vậy dù là Tiêu Hạo cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, run rẩy nói. Hắn là thật không nghĩ tới, cư nhiên có thể từ hắn cậu trong miệng nghe thế loại chấn động nhân tâm nói. Phải biết rằng hắn cậu hạng thân phận, hạng địa vị, đây chính là Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng A. To như vậy tỉnh Giang Nam thủ phủ tập đoàn người chấp trưởng, đường đường tỉnh Giang Nam Tiêu gia trên mặt nổi người phát ngôn. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Hắn cư nhiên nghe được bản thân cậu, đường đường Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng chính mồm nói, mặc dù là hắn Tiêu Thiên Nhượng, cũng không dám ở Đông Vân câu lạc bộ sằng bậy. Tức giận, ta hiện tại đã không muốn sinh khí. Đồ hỗn hào, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi bình thường này tâm địa gian dảo lão tử không biết, thật đã cho ta Tiêu Thiên Nhượng dễ dàng tha thứ là không có hạn độ. Tuy rằng chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lúc này đã đủ sợ, có thể tiếp trong điện thoại truyền tới Tiêu Thiên Nhượng nói, lại làm cho hắn càng sợ lên. Trong sát na con người co rút lại, cả người điên cuồng run. Phải biết rằng tương tự như vậy nói, Tiêu Thiên Nhượng dĩ vãng chẳng bao giờ đối với hắn nói qua, nhưng bây giờ, hắn lại chính tai từ đối phương trong miệng nghe được, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương dễ dàng tha thứ hạn độ đã đạt đến cực hạn, ý nghĩa đối phương có khả năng muốn buông tha hắn đứa cháu này, từ nay về sau, hắn Tiêu Hạo cũng không có bất luận cái gì kế thừa Tiêu Thiên Nhượng gia nghiệp cơ hội. Điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Chợt chỉ thấy Kỳ căn bản không để ý tới mình lúc này vị trí, cư nhiên làm trò trước mắt bao người, hầu như thiếu chút nữa khóc lên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt đau khổ hướng về phía bên đầu điện thoại kia cầu khẩn cậu, ta sai lầm rồi, ta thực sự sai lầm rồi. Cầu ngươi cho, nữa ta một lần cơ hội, cầu ngươi cho, nữa ta một cái cơ hội cuối cùng. Sai lầm rồi, hanh. Có thể đáp lại hắn nhưng chỉ là Tiêu Thiên Nhượng một tiếng hừ lạnh, nhưng tiếp hắn một. Khác lần nói, lại làm cho Tiêu Hạo ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tiêu Thiên Nhượng cư nhiên hỏi như vậy nói, đổ hỗn hào, ta hỏi ngươi, người bên kia bây giờ là không phải là có một hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người. Họ Trần, gọi Trần Phi. Hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, họ Trần, gọi Trần Phi. Nghe vậy Tiêu Hạo tuy rằng chứa nhiều nghi hoặc, không rõ hắn cậu lúc này vì sao phải nhắc tới hắn, muốn nhắc tới Trần Phi, nhưng hắn vẫn ngay tức khắc không chút do dự lưu loát nói có, hắn bây giờ đang ở đây, tựu ở trước mặt ta. Tiêu Hạo lời vừa nói ra, vô luận là Chu Thượng hay hoặc là Đồng Kiến Huy đều có chút thần sắc dị dạng, không rõ vì sao Tiêu Hạo lại đột nhiên toát ra những lời như vậy. Chẳng lẽ là bên đầu điện thoại kia vị kia, ở bên trong điện thoại nói gì đó. Tìm ta, chỉ có Trần Phi lúc này chính vô ý thức híp mắt. Đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt nhìn không được hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Lấy hắn ngũ giác nhạy cảm trình độ, đương nhiên có thể rõ ràng nghe được microphone nội, Tiêu Thiên Nhượng cụ thể nói cái gì. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Chẳng lẽ là lão gia hỏa kia còn không cam lòng, còn chuẩn bị lại tới tìm hắn phiền phức? Vậy là tốt rồi. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu trong tay microphone lại vang lên. Vang lên Tiêu Thiên Nhượng thanh âm lạnh lùng, đồ hỗn hào, ta cuối cùng ngươi một lần cơ hội. Ta hiện tại đang đuổi đến Đông Vân câu lạc bộ trên đường, ngươi cho ta đem hắn ổn định, nhất định phải ổn đến ta đến, hiểu không? Vâng, hiểu, cậu. Tiêu Hạo nghe vậy theo bản năng điên cuồng gật đầu, bên tai lại truyền đến đô đô âm thanh bận. Cậu hắn muốn đích thân đến. Mà đang nghe bên tai truyền đến chói tai điện thoại âm thanh bận. Chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhịn không được hung hăng lau một cái trán sềnh sệch giọt mồ hôi, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Thần sắc có chút dị dạng. Hiển nhiên hắn cũng không rõ vì sao hắn cậu nếu như vậy phân phó nhưng hắn ổn định Trần Phi, vẫn ổn đến hắn bên kia tự mình chạy tới. Tiêu Hạo, gọi điện thoại đánh xong đi. Đánh xong tự cút nhanh lên, từ đêm nay sau, chúng ta Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ không chào đón ngươi. Ngươi cũng đừng lại xuất hiện ở đây. Nhưng ngay khi hắn mơ mơ màng màng lúc, bên tai lại vang lên Chu Thượng lệnh đuổi khách. Thượng ca. Nghe vậy Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu sắc mặt ngay tức khắc thay đổi, không nghĩ tới đối phương thật muốn làm như vậy, đưa hắn cho đuổi ra đến. Mà nếu là như vậy chuyện này thật xảy ra, lại truyền đi,
vậy hắn Tiêu Hạo về sau tại đây vòng tròn nội, còn muốn thế nào tiếp tục lẫn vào? Quả thực mặt đều mất hết, bộ mặt sẽ triệt để vô tồn. Đồng thời phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng còn có một cái quan hệ đến hắn sống còn nhiệm vụ, rất hiển nhiên đây đã là hắn cơ hội cuối cùng. Đó chính là ổn định Trần Phi, vẫn ổn đến hắn cậu tự mình đến, nhưng nếu là hắn bị đuổi đi ra ngoài, vậy còn nhượng hắn thế nào ổn? Câm miệng, ta không có hứng thú cùng ngươi loại này không mặt mũi không ra tên nhiều lời, ta cuối cùng sẽ cho ngươi 10 phút. Thập phần bên trong, ngươi nếu không từ ta đây Đông Vân câu lạc bộ tiêu thất, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nể mặt, tự gánh lấy hậu quả. Thế mà đáp lại hắn cũng chu thượng một tiếng quát chói tai, lạnh lùng nói. Ta, ngươi, nghe vậy Tiêu Hạo vẻ mặt đều là nhục nhã vẻ, khuất nhục đến cực điểm, không nghĩ tới bản thân hạng thân phận hạng địa vị, lại còn có một ngày như vậy, bị người trước mặt mọi người hạ lệnh trục khách, muốn đuổi ra câu lạc bộ. Oanh, tâm tắc, đáng đời, sớm xem dối trá tên không vừa mắt. Thật cho rằng đặt lên Tiêu Thiên Nhượng là có thể bay lên cành đầu làm phượng hoàng, quả thực chính là xuân thu đại mộng. May là hôm nay rỗi rãnh đến đi dạo, bằng không, chỉ sợ cũng muốn bỏ qua như vậy vừa ra siêu cấp hảo hí. Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu bị treo Đông Vân câu lạc bộ đá kim cương thẻ khách quý, còn bị vĩnh cửu xếp vào sổ đen, đuổi ra ngoài, thật là lớn tin tức a. Ai bảo hắn vận khí như thế lưng, đụng vào thượng ca trên tay. Phải biết rằng năm đó, thượng ca thế nhưng dám cùng Tiêu Thiên Nhượng cờ lê cổ tay. Nhất thời hiện tại chứa nhiều tiếng nghị luận, xì xào bàn tán, liên tiếp, dị thường náo nhiệt. Mà đang nghe này trào phúng, chói tai ngôn luận, chúng ta Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu mặt đều giận đến đỏ lên, chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn không đứng vững loại áp lực này, xám xịt ly khai. Xem như là tự làm tự chịu, tự có nên được. Bất quá khi hắn trước khi rời đi, hắn lại chưa quên ngăn lại Trần Phi. Hung tợn nói rằng họ Trần, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ cũng đi, ta cậu muốn gặp ngươi. Ngươi cậu, Tiêu Thiên Nhượng hắn muốn làm gì? Nghe vậy Chu Thượng không khỏi thần sắc trầm xuống, giọng nói bất thiện nói. Phi ca, có muốn hay không ta cho ta ba gọi điện thoại? Mà đang nghe Tiêu Hạo lời như vậy, dù là Đồng Kiến Huy loại này thì uây số một lãnh đạo công tử cũng không nhìn được trịnh trọng lên, sau đó tiến đến Trần Phi bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi. Phải biết rằng đây chính là Tiêu Thiên Nhượng, đường đường Tiêu thị tập đoàn người chấp trưởng, càng là cả tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia trên mặt nổi người phát ngôn. Loại trình độ này, dù là hắn Đồng Kiến Huy đều không có tư cách. Chỉ có lấy phụ thân hắn số một lãnh đạo thân phận, mới có tư cách cùng đối phương nói chuyện ngang hàng, thậm chí đem ngăn chặn một đầu. Đừng khiến cho chặt như vậy khẩn trương trương, chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng mà thôi, cũng không phải Tổng thống nước Mỹ. Hắn muốn gặp ta chỉ thấy đi, ta chờ hắn. Có thể nghe nói Trần Phi lại cười nhạt nói, không thèm để ý chút nào. Xin nhờ, người nếu là đem Tiêu gia lão gia tử kia mời đi ra, có thể vẫn có thể đem hắn hiện tại dọa một cái, đã có thể chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng, cũng không biết ở trong tay hắn kinh ngạc không ít trở về, căn bản hoàn toàn có thể không coi ra gì mà. Nhưng rất hiển nhiên tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng là muốn như vậy. Ở đây những người khác nhưng trong lòng trăm triệu không dám nghĩ như vậy. Đang nghe Trần Phi loại này khẩu khí thiên đại nói, dù là Đồng Kiến Huy loại này thì uây số một lãnh đạo công tử cũng không nhịn được thần sắc ngẩn ngơ, miệng không tự chủ được mở, hồi lâu đều không cùng bắt đầu. Khu, chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng, ngoan ngoãn, không hổ là phi ca, sợ rằng toàn bộ tỉnh Giang Nam thế hệ trẻ, cũng chỉ có hắn dám như thế tùy tùy tiện tiện nói đi. Phải biết rằng đây chính là Tiêu Thiên Nhượng. Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thiên Nhượng, liên phụ thân hắn cũng không dám chút nào khinh thường siêu cấp lớn nhân vật. Lại không nghĩ rằng đang bay ca trong mắt, lại như cái này như vậy, cũng chỉ có loại trình độ đó. Mà Chu Thượng nghe vậy lại cư nhiên không có lộ ra cái gì rung động vẻ, ngược lại là như có thâm ý liếc Trần Phi liếc mắt, mâu quang, thần sắc câu đều có vẻ rất phức tạp. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã nhận thấy được cái gì. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này khởi giờ 51 năm người ái mộ tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một thanh. Mặt khác người ái mộ còn có chút hồng bao lễ bao, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Lúc đầu cuộc nháo kịch này đều đã hạ xuống duy mạc, Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu chống chế không nhận chướng, cự không thực hiện đổ ước, vì vậy trước nói nhiều như vậy, nói dọa người như vậy, làm nửa ngày đều là đùa giỡn, dù thế nào Trần Phi bây giờ là cái gì đều không mò được, buồn bực không được.
có thể giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, chợt quanh co. Tiêu Thiên Nhượng muốn tới tìm hắn. Vậy thì thật là tốt, cái gì Tiêu Hạo không phải là cháu hắn. Tiểu nhân chạy, hắn cái này lão không biết xấu hổ không đến nhận sổ sách. Vì vậy hắn cũng lười đi, thẳng thắn ở nơi này Đông Vân câu lạc bộ đợi. Mà lúc này, nhật quang chính thịnh, vừa vặn tỉnh lỵ cùng Châu Thị đã qua thông nhau thời gian tốt nhất, số lượng màu đen lao tư chạy băng băng ở lối đi bộ, hướng về Đông Vân quốc tế tư nhân câu lạc bộ tới rồi. Ước không được sau nửa giờ, Trần Phi đang ở Đông Vân câu lạc bộ trên lầu mọi cách không trốn nương tựa cùng đợi, lại đột nhiên đều biết vị thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, khí thế kinh người hắc y nhân ra hiện ở trước mặt hắn, hướng về hắn lạnh lùng nói Trần tiên sinh, xin mời. Tiêu Tổng muốn gặp ngươi. Hắn muốn gặp ta không biết mình bắt đầu. Nghe vậy Trần Phi lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt, thản nhiên nói. Tiêu Tổng thân phận gì, hắn muốn gặp ngươi, còn cần tự mình bắt đầu. Nghe vậy nghi là hắc y nhân đầu lĩnh chính là nhân vật đạm mạc nói, thanh âm có vẻ trào phúng, băng lãnh. Nếu không muốn tự mình bắt đầu, vậy lăn, đừng ở chỗ này chướng mắt. Nhưng Trần Phi lại chưa ăn hắn một bộ này, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tà liếc xéo đối phương liếc mắt, bất tiết nhất cô nói. Chính là nhị lưu cổ vũ giả đình, cũng không biết xấu hổ khi hắn Trần Phi trước mặt trang, thực sự là ai? Làm càn, người thái độ gì? Nghe vậy nghi là hắc y nhân đầu lĩnh chính là nhân vật khuôn mặt một lệ, giọng nói hung ác quát. Có thể hắn những lời này đều còn chưa nói hết, lại bỗng cảm giác bên cạnh một trận đáng sợ kình phong kéo tới, sau đó một giống như thiết trừ vậy bàn tay to cũng đã gắt gao nắm cổ hắn, lại là Chu Thượng vẻ mặt lạnh lùng đi ra hắc ám nói vật gì vậy, dám ở cái này làm càn. Chu Thượng, khụ khụ, buông, nghi là hắc y nhân đầu lĩnh chính là nhân vật rất hiển nhiên nhận thức Chu Thượng. Không nghĩ tới cái này sát tinh cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, chợt thần sắc hoảng sợ, song phương gắt gao thủ sẵn cổ mình, ho khan nói. Hanh! Nghe vậy Chu Thượng không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung, lại đem đối phương thân thể cường tráng dường như món đồ chơi hung hăng nện ở trên tường, phát sinh phanh âm thanh trầm thấp, thậm chí theo tại nơi trên vách tường đều có tế vi vết rạn xuất hiện, làm người ta kìm lòng không đậu đôi mắt co rút lại, chấn động không ngớt. Mà mấy vị kia hắc y nhân bất ngờ thần sắc hoảng sợ đã qua lui về phía sau mấy bước, đủ để chứng minh bọn họ lúc này trong lòng có nhiều hoảng loạn. Ta nói, ngươi xem cũng xem được rồi, cần vào được đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt hướng phía cửa phương hướng thản nhiên nói, bình thản khuôn mặt hiện ra lau một cái giễu cợt nói. Nhìn mình thủ hạ chịu đòn, đầu này mà, quả thực làm trò có đủ thất bại, mất mặt. Hanh! Sau một khắc, một tiếng hừ lạnh thanh từ cửa kia ngoại truyện đến, theo đã nhìn thấy vẻ mặt thần sắc âm trầm Tiêu Thiên Nhượng chậm rãi đẩy cửa ra, đi đến. Ở phía sau hắn còn có mấy hung thần ác sát hắc y nhân, tựa hồ hình như đều là cổ vũ giả hình dạng, chính mình không kém thực lực. Suy, thật không nghĩ tới, đều đã nhiều năm như vậy. Người Tiêu Thiên Nhượng, còn là như thế sợ chết. Mọi người bên tai đột nhiên vang lên một đạo cười nhạo, lại là Chu Thượng lạnh lùng nói. Chu Thượng! Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng nguyên bản tựu thập phần âm u con ngươi, lúc này bất ngờ trở nên càng thêm khó coi mấy phần. Hắn cả người khẽ run, từ trên xuống dưới toát ra một loại hổn hển vẻ, đôi tròng mắt kia nhìn Chu Thượng lạnh lùng nói thế nào, năm đó bại tướng dưới tay hiện tại cũng có mặt ở trước mặt ta kêu gào. Ta nói Chu Thượng, Mỹ quốc ngươi ở đã quen thuộc chưa? Ngươi! Nghe vậy nhất thời Chu Thượng lạnh lùng đôi mắt một trận co rút lại. Hắn đao kia gọt phủ khắc vậy lạnh lùng khuôn mặt bất ngờ run rẩy, có một loại tên là tức giận tâm tình đang vang vọng. T, lẽ nào thượng ca, năm đó là bị Tiêu Thiên Nhượng lừa gạt hại người, mới thất thủ giết sai người. Mà ở thấy tình cảnh này, dù là Đồng Kiến Huy cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh, ngốc lăng tự lẩm bẩm. Nếu chuyện năm đó thực chân tướng thực sự là như vậy, Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng. Thực sự là hảo thủ đoạn A. Có thể nhưng vào lúc này mọi người lại không hiểu cảm giác được một lãnh ý, chỉ thấy Trần Phi híp mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, con ngươi lấp lánh phong mang nói ta nói Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng, ngươi nhượng ta tại đây chờ ngươi, không biết là đã nghĩ nhượng ta tại đây nhìn ngươi đùa giỡn uy phong đi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta thời gian hữu hạn, không rảnh cùng ngươi mù lề mề. Xôn xao, lời vừa nói ra, nhất thời lại dẫn phát một mảnh ồ lên. Rất hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới Trần Phi dám như thế đúng Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng nói, phải biết rằng,
đây chính là Đường Đường tỉnh Giang Nam thủ phủ tập đoàn thế hệ này người chấp trưởng, Đường Đường tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia trên mặt nổi người phát ngôn. Nhưng bây giờ, chính là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy, lại dĩ nhiên như vậy làm càn, cái này thực sự thích hợp sao? Ha ha, tốt, dám như thế theo ta Tiêu Thiên Nhượng nói chuyện, phóng nhãn hôm nay tỉnh Giang Nam thế hệ trẻ, ngươi là duy nhất một, thực sự tốt. Tiêu Thiên Nhượng thần sắc âm trầm như nước nhìn chằm chằm Trần Phi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi trực tiếp cắt đứt, nói đừng đã qua trên mặt mình rát vàng, ngươi cho là ngươi là ai. Được rồi, ta lười với ngươi nói nhảm nữa, Tiêu Tổng, cháu ngươi thiếu ta này, ngươi nên biết đi. Hiện tại cho cái thống khoái nói đi. Cho, vẫn không cho. Chợt hắn lạnh lùng nhìn đối phương gần từng chữ một. Cháu ta thiếu ngươi, nga, ngươi nói tiệm kia mặt, cái này có cái gì ghê gớm, ngươi nếu là muốn, chỉ cần mở câu miệng, ta Tiêu Thiên Nhượng coi như là tặng cho ngươi, thì như thế nào? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng như lần nữa nhặt tự tin, Liota môi một cái, nhìn Trần Phi khóe miệng đạm mạc mở miệng nói. Đó chính là không có nói chuyện, đi, chuyện ngày hôm nay ta Trần Phi nhớ, Tiêu Tổng. Chúng ta núi không chuyển nước chuyển. Tạm biệt, nhưng Trần Phi cho hắn đáp lại lại càng thêm thẳng thắn. Ha ha, đưa cho ta. Tốt lắm, giống như vốn chính là cháu ngươi bại bởi ta, đã là ta Trần Phi gì đó đi. Còn đưa, ý tứ chính là không có nói chuyện. Ai, quên đi, không có đàm sẽ không đàm, ghê gớm núi không chuyển nước chuyển, lẽ nào hắn Trần Phi còn sợ không có tìm hồi chàng tử ngày đó. Xin nhờ, lão thiên gia thế nhưng rất công đạo. Nghĩ như vậy hắn liền trực tiếp bắt chuyện Đồng Kiến Huy muốn rời đi Kiến Huy, chúng ta đi thôi. Vân vân chờ đã, ngươi không thể đi, có thể theo sát mà Tiêu Thiên Nhượng lại ngăn ở trước mặt hắn, thần sắc âm trầm nói. Ta với ngươi rất thuộc sao? Thấy tình cảnh này, Trần Phi lạnh lùng nhìn lướt qua ngăn ở trước mặt hắn Tiêu Thiên Nhượng, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi theo liền phóng ra một phong mang vẻ, nếu như đao phong. Trần Phi... Ta ngày hôm nay thế nhưng mang theo công vụ tới. Ngươi xác định ngươi phải cùng ta dở mặt, Tiêu Thiên Nhượng cả người một cái kích động, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng tức giận nói, thần sắc lại là đắc ý, lại là dữ tợn. Công vụ gì, nghe vậy Trần Phi có chút nổi lên nghi ngờ. Có một vị đến từ đảo quốc tôn quý ngoại tân được trách chứng, hiện tại đang ở XXX y viện bên trong phòng bệnh. Chuyện này tỉnh lý mặt đều cực kỳ coi trọng, ta hướng về phía trước mặt tiến cử ngươi. Ngươi bây giờ phải ngay tức khắc đi với ta cứu trị Ba Lang Quân. Tiêu Thiên Nhượng trầm giọng nói. Ba Lang Quân, đảo quốc người. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt thoáng cái trầm xuống, không khỏi vô ý thức Liota môi một cái, nhìn chằm chằm đối phương, có dũng khí làm cho cảm xúc ba động đang nổi lên. Hắn theo mở miệng nói rằng ngươi kêu ta đi cho ta đảo quốc người xem bệnh. Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu Tổng, ngươi không biết ta rất đáng ghét đảo quốc người. Phải biết rằng sư phụ hắn Minh Bá Minh Đạo Xuyên năm đó thế nhưng trải qua trận chiến ấy, cùng đảo quốc người có huyết hải thâm cừu, vì vậy từ nhỏ đã bị sư phụ hắn ảnh hưởng, rất đáng ghét đảo quốc người. Nhưng bây giờ, người hắn mà lại muốn hắn Trần Phi đi cho cái gì đảo quốc người ngoại tân xem bệnh. Óc bị cửa kẹp, đang nằm mộng giữa ban ngày. Ghét, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi có biết hay không Ba Lang Quân chuyện này nặng bao nhiêu muốn? Quan hệ đến chúng ta tỉnh Giang Nam cùng đảo quốc phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở hạng nhất trọng yếu hợp tác. Mà chuyện này nếu là bởi vì ngươi cự trị, ra hiện cái gì bì lậu nói, người đam làm nổi trách nhiệm này sao? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng tức giận mở miệng, kỳ mâu quang trong lại có một loại tên là âm mưu ước số ở nhộn nhạo. Lấy hắn đúng Trần Phi hiểu rõ, đương nhiên minh bạch cái này cẩu vật không có khả năng dễ dàng như vậy tự đi vào khuôn khổ. Bất quá như vậy cũng tốt. Nếu là ngươi, như vậy đơn giản tự đi vào khuôn khổ, ta đây như thế nào vừa vặn mượn cơ hội này thu thập ngươi ni. Ha ha, không bàn nữa, đảo quốc người không trị, ngươi cũng không trị, vì vậy hiện tại mời ngay tức khắc từ trước mắt ta mau tránh ra, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy Trần Phi lạnh lùng nói rằng, uy hát yêu ta ta, xin lỗi, ca lớn như vậy, hình như không sợ nhất chính là uy hát yêu ta. Ngươi nếu là có bản lĩnh. Để ta xem một chút hậu quả sẽ là như thế nào lạc. Tốt, Trần Phi, hiện tại lời này thế nhưng chính ngươi chính mồm nói, ngươi cũng đừng hối hận. Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng làm bộ thần sắc âm trầm nói. Kỳ mâu quang trong lại theo hiện lên một tia trào phúng, cười nhạt.
ta từ không hối hận. Nghe vậy Trần Phi dừng bước lại, trở về nhìn hắn một cái. Ha ha, phải, hy vọng sau xương của ngươi, còn có thể giống bây giờ cứng như thế. Tạm biệt, Tiêu Thiên Nhưỡng nghe vậy cười lạnh một tiếng, cư nhiên trực tiếp xoay người ly khai. Thấy tình cảnh này Trần Phi đôi mắt không khỏi vô ý thức híp lại, bởi vì hắn tựa hồ đã cảm giác được có chút không tốt. Chỉ bất quá Tiêu Thiên Nhưỡng đám người lại đã đi rồi, đi mặc danh kỳ diệu, cũng đi làm cho người khác hơi có chút trong lòng run sợ. Thấy tình cảnh này, trầm mặc thật lâu Chu Thượng không khỏi chậm rãi nói Trần Huynh, lão già kia, sợ rằng có bẫy. Không có vấn đề, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể cầm suất cái gì thủ đoạn đối phó ta. Có thể là theo chân Trần Phi lại nói như vậy, nhàn nhạt lắc đầu. Đúng vậy, cũng liền chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng mà thôi, thật chẳng lẽ còn có thể đem hắn Trần Phi thế nào. Cũng không nói hắn thân có thể so với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh vũ lực giá trị, liền nói trên đầu hắn chỉa vào đỉnh phi báo đặc thù chức nghiệp mũ quan, đường đường tránh thính cấp, chẳng lẽ còn là giả phải không? Phải biết rằng hắn loại này chức cấp coi như là tỉnh lý mặt này đầu sỏ cũng không dám khinh thường, tự nhiên càng không thể nào bởi vì sao đảo quốc người ngoại tân, mà trách cứ hắn. Vậy căn bản không hiện thực, tự nhiên cũng không sao. Phi ca, bọn họ đi. Đương nhiên Tiêu Thiên Nhượng thực sự dẫn người đi sau, Đồng Kiến Huy nhịn không được nhỏ giọng nói. Ừ, nghe vậy Trần Phi lại khẽ gật đầu, nói đi liền đi đi. Vừa vặn chúng ta cũng, hắn đang chuẩn bị nói ly khai, bên trong căn phòng Chu Thượng chợt lên tiếng. Nếu chướng mắt người đã đi rồi, nếu không Trần Huynh tự lưu lại chơi nữa chơi đi. Vừa vặn ta cùng với Kiến Huy cũng nhanh mấy năm không gặp, muốn tự ôn chuyện. Chỉ thấy hắn giống như đao tước phủ khắc khuôn mặt lộ ra thân cận vẻ, mỉm cười nói. Hơn nữa nói đến đây hắn còn hơi dừng lại một chút, hướng về Trần Phi hí mắt nói hơn nữa Trần Huynh ngày hôm nay chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao bất tránh hảo thừa dịp cơ hội này, hảo hảo thân cận một chút. Phi ca, nếu không chúng ta tự lưu lại chơi nữa chơi đi. Ta khi còn bé hãy cùng thượng ca quan hệ tốt, hơn nữa ra ra ta còn có ta ba đều thật thích thượng ca. Nghe thế Đồng Kiến Huy không chút do dự mở miệng nói. Hiển nhiên hắn là đang giúp Chu Thượng nói. Đó là đương nhiên cũng cảm tình tốt, nghe vậy Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười gật đầu nói. Dù sao lại nói tiếp, hắn ngược lại cũng đối với cái vị Chu Thượng thượng ca thật cảm thấy hứng thú. 33-34 tuổi nửa bước tiên thiên cường giả, chỉ ít khi hắn hôm nay xem ra, hoàn toàn xưng là thế hệ trẻ cao cấp nhất, kỳ tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Đa tạ Trần huynh đệ nể mặt, đi thôi, chúng ta trên đi nghỉ ngơi một chút, tâm sự thiên. Nghe vậy Chu Thượng thượng ca vươn tay mời nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cùng với Đồng Kiến Huy đều mỉm cười gật đầu, sau đó theo đối phương đi vào câu lạc bộ ở chỗ sâu trong. Thượng ca, ngươi lần này trở về còn đi sao? Ngươi không biết tự từ năm đó ngươi đi sau, cái này tỉnh Giang Nam nha nội vòng thoáng cái tất cả đều rối loạn, các loại nghiêu quỷ xà thần một đêm gian toàn bộ xông ra. Đều là một ít không quen nhìn. Ước tiểu nửa khắc đồng hồ sau, Đông Vân câu lạc bộ ở chỗ sâu trong ta tư nhân bể bơi nội, Đồng Kiến Huy vẻ mặt căm giận nói. Phải biết rằng năm đó thượng ca ở thời gian, bọn họ cái này tỉnh Giang Nam nha nội vòng cũng không như vậy loạn, mỗi một người đều dễ bảo, đàng hoàng không được. Chưa giống bây giờ, các loại nghiêu quỷ xà thần trong một đêm toàn bộ xông ra, phiền không được. Cái này ta cũng không biết, đến lúc đó rồi hãy nói. Có thể nghe nói Chu Thượng lại thần sắc buồn bã, khẽ lắc đầu nói. Chẳng lẽ chuyện năm đó mà còn bị bọn họ tóm phải không? Cái này cũng hơi quá đáng đi, thượng ca ngươi năm đó cũng bất quá là bị người lừa gạt hại người, thất thủ mà thôi. Nghe vậy Đồng Kiến Huy nhất thời không nhịn được nói. Hư, có thể nghe nói, Chu Thượng lại trực tiếp đưa ngón tay đặt ở miệng trước mặt, làm một cái không muốn tiếp tục nói nữa tư thế, sau đó thản nhiên nói tuy nói không phải của ta bản ý. Nhưng sự kiện kia mà dù sao cũng là ta tự mình làm, thế nào xóa sạch cũng không thể biến mất, không có biện pháp. Ngươi là bị Tiêu Thiên Nhượng hố, từ bọn họ bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, cũng Trần Phi. Tiêu Thiên Nhượng, nghe vậy Chu Thượng thượng ca đao tước phủ khắc vậy khuôn mặt cư nhiên toát ra một lạnh lẽo vẻ, thật giống như có một cổ sát khí đang nổi lên, hết sức kinh người, như là không nhẫn nại được vậy. Thật lâu mới thấy hắn lắc đầu thản nhiên nói đều do đương sơ không hiểu chuyện mà, theo hắn đắc đạo. Bằng không, tại sao có thể có ngày hôm nay loại này hạ tràng? Thượng ca, người cũng đừng nổi giận. Mặt trên những người đó cũng không phải người mù,
không có khả năng thật vẫn theo đuổi loại người như ngươi mới, lưu ly hải ngoại. Rồi hãy nói ngươi bây giờ không phải là đều đã có thể trở về chưa? Chắc là mặt trên lên tiếng đi, Đồng Kiến Huy ngay tức khắc an ủi. Ta trở về là có nhiệm vụ, không có phương tiện nói tỉ mỉ. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca hàm hồ một câu, chợt lại đột nhiên nhìn Trần Phi hơi hí mắt ra nói mấy năm này ở Mỹ quốc cố gắng cùng này Mỹ quốc lão giao thủ, đều nhanh đã quên cùng người của chúng ta giao thủ, là cảm giác gì? Trần Huynh, không bằng chúng ta hạ tràng đi chơi một chút đi. Luận bàn một chút, nóng người. Người nghĩ theo ta luận bàn. Nghe vậy Trần Phi hơi có chút hoạt kê, nhưng là không có gì ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên hắn cũng sớm đã cảm thấy, đối phương nói giữ lại hắn, kỳ trong lòng tuyệt không đánh cái gì ý kiến hay. Không nghĩ tới lại là muốn cùng hắn luận bàn. Phi ca, thượng ca thế nhưng rất lợi hại, năm đó ở chúng ta tỉnh Giang Nam vòng tròn nội đã biến thiên hạ vô địch thủ, xưng là thanh niên một đời đệ nhất nhân. Thậm chí ngay cả gia gia ta đều bởi vì tiếc tài, đem bộ phận gia truyền bát quái trưởng tinh túy đều truyền cho thượng ca. Đồng Kiến Huy nhất thời hăng hái bừng bừng nói. Hắn thế nhưng biết thượng ca lợi hại, năm đó được xưng là tỉnh Giang Nam thanh niên một đời đệ nhất nhân, đã biến thiên hạ vô địch thủ. Hôm nay hắn lại cư nhiên chủ động muốn cùng phi ca luận bàn, cái này tự nhiên khiến người nhất thời nhiệt huyết căng phồng lên, chờ mong không ngớt. Bởi vì Trần Phi Phi ca ở trong mắt hắn cũng là cái thay đổi tai nhân vật, sợ rằng so với gia gia hắn hôm nay cảnh giới đều còn lợi hại hơn. Như vậy, sợ rằng thật xưng là long hổ đấu a. Tiểu tử ngươi thực sự là, vừa lên đến liền đem ngươi thượng ca ta đáy hở ánh sáng. Ta xem Trần Huynh không có thể như vậy người bình thường, vì vậy ngươi hẳn là lo lắng chính là ta, mà không phải hắn. Nghe vậy Chu Thượng dở khóc dở cười nói. A, thiệt hay giả? Nghe vậy Đồng Kiến Huy nhịn không được lạnh lùng há to mồm, có chút bất khả tư nghị nói. Phải biết rằng ở trong lòng hắn tuy rằng cho rằng, nếu là Trần Phi Phi ca đáp ứng cùng thượng ca so tài nói, mặc dù sẽ là một hồi long hổ đấu, nhưng người thắng. Từ hắn cá nhân độ lớn của góc mà nói, còn là thiên hướng thượng ca bên này. Dù sao thượng ca hôm nay đều 33-34, căn bản tại nơi, chứ nói chi là hắn mấy năm này đều ở nước ngoài gian khổ dốc sức làm. Khẳng định so với năm đó lúc đi càng mạnh. Hơn nữa nếu là hắn nhớ không lầm, năm đó thượng ca bất đắc dĩ xuất ngoại tị nạn thời gian, gia gia hắn Đồng lão gia tử tựu từng nói qua, thượng ca thực lực, tựa hồ đã đạt đến nhất lưu cổ vũ giả tầng thứ đi. Mà loại trình độ đó, không nói Giang Nam, coi như là phóng nhãn toàn bộ phía Nam cổ vũ giả vòng tròn, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, đều đủ để xưng là kinh thế chắc tuyệt. Chớ nói chi là vẫn chỉ là thượng ca hắn năm đó. Hôm nay, thượng ca rất hiển nhiên so với năm đó mạnh hơn, nhưng bây giờ hắn làm mất đi trong miệng nói ra bản thân hẳn là lo lắng người, là hắn. Ngụ ý chẳng phải là nói, thực lực của hắn, không bằng Trần Phi Phi ca. Cái này, ngươi, ta, không phải đâu, thiệt hay giả. Thiệt hay giả, luận bàn qua đi sẽ biết, ngươi nói là đi, Trần Huynh, không biết có thể nể mặt sao. Nghe vậy Chu Thượng chợt đôi mắt mọc lên một sắc bén. Nóng lòng muốn thử nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy được rồi, nếu thượng ca đều nói như vậy, ta đây Trần Phi đương nhiên cũng không có thể quét ngươi hăng hái. Hạ chàng vui đùa một chút đi. Nghe vậy Trần Phi vi vi nở nụ cười, nói. Tuy nói lấy hắn hiện thực lực hôm nay, đường đường luyện khí tứ trọng đỉnh, tam dương kiếm điển tầng thứ ba, thành công ngưng tụ ra tam dương chân hỏa kiếm khí. Luận sức chiến đấu, mặc dù là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả, ở trước mặt hắn cũng cân nhắc một chút, có bị hắn một kiếm làm thịt có khả năng. Mà tự nhiên Chu Thượng loại này nửa bước tiên thiên thực lực, trong mắt hắn cũng liền không lớn như vậy lực hấp dẫn, cũng liền lơ lỏng bình thường trình độ. Nhưng nói là nói như vậy, dù thế nào cũng chính là luận bàn mà thôi, coi như luyện tay một chút kỳ thực cũng không tệ lắm. Trần Huynh sảng khoái, ta đây đi an bài. Nghe vậy Chu Thượng thượng ca đao tước phủ khắc khuôn mặt trên nhất thời xẹt qua vẻ vui mừng. Sau đó chỉ thấy hắn đứng dậy an bài luận bàn sự nghi. Ước tiểu nửa khắc đồng hồ sau, Trần Phi, Đồng Kiến Huy còn có Chu Thượng ba người đi tới Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ ta huấn luyện bên trong quán. Giờ này khắc này, bên trong quán mọi người nhân viên công tác đều bị thanh không, cũng chỉ có ba người bọn hắn. Trần Huynh, ta có thể mơ hồ cảm giác được bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu một lực lượng khổng lồ, xa so với ta thực lực bây giờ cường, thế nhưng... Nói thật đi ta thật có một ít không tin, nếu là so với ta bây giờ còn cường, vậy ngươi chẳng phải là đã bán ra một bước kia.
Trên lôi đài, chủ thượng thượng ca lúc này cả người tràn ngập làm cho khí thế, kỳ bên trong cặp mắt càng xoay quanh trong một loại tên là sắc bén khí tức, rất là kinh người, cũng rất mạnh đại, khiến xa ở ngoài lôi đài Đổng Kiến Huy đều kìm lòng không đậu thân thể khẽ run, thần sắc cây ết yêu ta sợ. Bất quá hắn bây giờ nói nhưng không có nhường Đổng Kiến Huy nghe được, mà là môi khẽ động, dùng truyền âm nhập mật phương thức nói rằng. Rất hiển nhiên, lấy hắn chu thượng thượng ca nửa bước tiên thiên đáng sợ tu vi, đã không phải là cái loại này tùy tùy tiện tiện phổ thông trình độ có thể so sánh, ngũ giác nhạy cảm trình độ mạnh đáng sợ, cho nên khi hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi thời gian, hắn cũng đã cảm giác được không đúng lắm mà ở hắn kế tiếp quan sát trong, càng làm cho hắn kinh hãi. Bởi vì lấy hắn chu thượng thượng ca nửa bước tiên thiên tu vi, cư nhiên ở Trần Phi trên người mơ hồ cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thực lực của đối phương, rất có thể so với hắn chu thượng thượng ca càng mạnh. Nhưng đối phương rõ ràng cũng chỉ là một hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người A. Hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, đừng nói hắn không tin, thậm chí khi hắn chưa nhìn thấy Trần Phi trước, liền không hề nghĩ ngợi quá, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên chính mắt thấy, chỉ kém mình một bước cuối cùng nghiệm chứng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, loại sự tình này thực nếu là thật, tất nhiên là có tư cách ở toàn bộ võ lâm nhấc lên thao thiên đại lãng đại sự món. Không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị sợ ngốc, sẽ bị sợ ngây ngô, quả thực bất khả tư nghị. Ngươi nếu muốn biết, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao gọi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Mà Trần Phi nghe vậy chỉ là nhạt cười cười, cứ như vậy vẫn như cũ sừng sững ở lôi đài nhất phương, như núi bất động, uyên đình nhạc trì. Giờ này khắc này, hắn tuy rằng cũng không có dùng Tam Dương kiếm điển cùng với tọa vong kinh loại này tiên môn công pháp, có thể trong cơ thể hắn linh khí lại vẫn không tự chủ được chảy động, ở trong cơ thể hắn gân mạch nhảy động, không ngừng bốc lên, khiến cả người hắn phảng phất trong nháy mắt nhiều hơn một không cách nào nói khí thế cường đại, khiến đối diện chu thượng đôi mắt co rút lại. Rất hiển nhiên loại khí thế này là tuyệt đối kinh khủng, bởi vì xuất xứ từ tầng thứ cao hơn linh khí, chấn động tâm linh. T. Cái này. Nhất thời dù là chu thượng thượng ca chính mình nửa bước tiên thiên cường giả thực lực, lúc này cũng không nhịn được cả người khẽ run lên, lại vô ý thức có chút sợ. Tiên thiên, cư nhiên thực sự là tiên thiên. Có thể theo trong lòng hắn lại giống như kinh đào hãi lãng vậy, cả người cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh, da mặt lay động. Bởi vì giờ khắc này hắn coi như lại không muốn thừa nhận, nhưng sự thực tựu đặt ở trước mắt, đứng ở hắn trước mắt Trần Phi dĩ nhiên thật chính mình tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới. Bốn chữ này một ở nội tâm hắn xuất hiện, suy nghĩ của hắn một chút đều ngây người, một đoàn tương hồ, theo trên răng hung hăng cắn dưới môi. Một cái so với hắn tiểu nhiều như vậy hơn 20 tuổi thanh niên nhân, cư nhiên thực sự là tiên thiên. Loại tư vị này cũng không tốt thụ. Xem ra ta ngày hôm nay thực sự là chính mắt thấy khó lường chuyện thực a. Bất quá mặc dù là tiên thiên thì như thế nào? Trần huynh, xin chỉ giáo. Nhưng ngay khi chu thượng thượng ca cả người đều tràn ngập Trần Phi khí thế cường đại dưới, lại đột ngột có một đạo kiên quyết thanh âm theo nổ vang lên. Theo liền có một đạo cường quang bắn ra. Oanh! Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, chu thượng thượng ca mặt ngoài thân thể thì đã bám vào lên một tầng thanh sắc quang ảnh. Quang ảnh kia hình như tràn đầy lực lượng cường đại, một loại làm người ta kiêng kỵ khí thế tùy theo lan ra. Thật là kỳ lạ nội công! Thấy thế Trần Phi không khỏi hơi hơi hí mắt. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhiều hứng thú vẻ. Tình hình chung xuống tới nói, cổ vũ giả công pháp tu luyện đều chia làm nội công hoặc là ngoại công. Trong đó ngoại công thuộc về hoành luyện công phu, nổi danh nhất phải là trên TV lúc thường gặp được thiết sa trường, kim trung cháo chờ vân vân chờ đã. Mà nội công tác thuộc về tu luyện khí, như là trước Trần Phi sở gặp qua Thánh Hỏa Tông Thánh Hỏa Lệnh Thần Công, cùng với chu thượng thượng ca lúc này triển hiện ra, đều thuộc về loại này. Đây là ta cơ duyên xảo hợp ở Vân Lĩnh núi lớn nội tìm được, tên là Xanh Ảnh Huyền Dương Công, nghe nói là mấy trăm năm trước một cái võ lâm hàng loạt chấn tông phương pháp. Trần huynh, ngươi cũng nên cẩn thận, tựa hồ là nghe được Trần Phi nỉ non thanh, chu thượng thượng ca chậm rãi nói. Chợt chỉ nghe được thương một tiếng, bàn tay của hắn cư nhiên mạnh nắm thành ưng chảo hình, thân thể khẽ động, theo lại dẫn đầu hướng phía Trần Phi công giết mà đến. Rất hiển nhiên hắn hiện tại đã rõ ràng. Tu vi của mình cảnh giới vốn là không bằng Trần Phi, nếu không cướp trước xuất thủ, tự rất có thể liên cơ hội xuất thủ cũng bị mất. Cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn nhìn thấy, vì vậy hắn phải chiếm trước tiên cơ, xuất tiên động thủ.
có chút ý tứ. Bang bang phanh. Chu Thượng Thượng ca chiêu thức ấy tốc độ rất nhanh, nhanh đến thậm chí ngoài lôi đài Đổng Kiến Huy đều chỉ có thể nhìn đến một trận tàn ảnh, cũng đã giết Trần Phi trước mắt, Trần Đắc hắn rối tinh rối mù, mục trừng khẩu ngốc. Thế mà Trần Phi tốc độ phản ứng lại càng thêm vượt quá tưởng tượng của hắn, chỉ thấy Kỳ híp mắt hơi nỉ non một tiếng, thân thể hơi trước cung, sau đó cư nhiên lăng không bay lên, một quyền chém ra, cùng đối phương quyền cước hung hăng đụng vào nhau. Sau đó bạo phát ra làm người ta hoa cả mắt cường thế đụng nhau trùng kích, từng quyền đến thịt. Bởi vì đó cũng không phải cái gì sinh tử quyết đấu, vì vậy Trần Phi cũng không dùng đến cái gì tu chân thủ đoạn, mà là tinh khiết lấy cổ vũ giả giao chiến phương thức, cùng đối phương đánh nhau. Có thể dù vậy, bởi vì Trần Phi thân thể tố chất quá mạnh mẽ, và lại hắn mỗi một lần công kích lúc trong cơ thể linh khí đều là tự động hiện ra, bám vào ở quyền của hắn trên chân. Khiến đối với hắn đụng nhau Chu Thượng quả thực cảm giác mình ở oanh kích thép tấm, vẻn vẹn chỉ là chỉ chốc lát, tựu các đốt ngón tay đỏ bừng kịch đau. Đáng chết, thân thể hắn thế nào cứng như thế? Thấy tình cảnh này, dù là Chu Thượng Thượng ca nhân vật như vậy cũng không nhịn được nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt buồn bực nói. Phải biết rằng tuy nói cổ vũ giả tu luyện tới cảnh giới cao thời gian, thân thể cường độ quả thực sẽ trở nên càng mạnh càng cường đại, nhưng vấn đề là... Giống như lúc này hôm nay Trần Phi cứng như thế thân thể tố chất, nói thật, hắn còn giống như thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Lẽ nào đối phương là một vị chủ tu ngoại gia công phu cổ vũ giả tiên thiên khổ luyện cao thủ? Giống. Trong lòng tuy rằng đã bị chấn động đến rối tinh rối mù, có thể Chu Thượng Thượng ca cũng không có khả năng cứ như vậy tự chịu thua. Theo chỉ thấy hắn oán hận cắn răng, trong cơ thể nội công ám kình toàn bộ chen chúc tới chân phải của hắn cốt cách. Theo sát mà thân thể hơi về phía sau nghiêng cũng, chợt lấy một loại làm cho phát lực phương thức, một cái tiên chân hung hăng hướng phía Trần Phi phần eo đi. Tới tốt! Trần Phi thấy thế cư nhiên trong con người bộc phát ra một tinh mang, hét lớn một tiếng, theo chỉ thấy hắn dĩ nhiên một quyền đập ra, cả người phảng phất toát ra một loại rừng rậm vua giã tính khí tức, kiệt ngạo bất tuân, dũng mãnh kiên cường, cùng Chu Thượng Thượng ca tiên chân chạm vào nhau. Nhất thời bịch một tiếng vang thật lớn. Mọi người bên tai chỉ nghe được như vậy trầm muộn thanh âm, trong lúc mơ hồ phảng phất đều có một to lớn sóng xung kích bừng lên, khiến ngoài lôi đài Đổng Kiến Huy đều cảm thấy, thần sắc kinh dị run rẩy lui về phía sau. Ông trời của ta, Phi ca, Thượng ca hai người bọn họ đều là quái vật sao? Đổng Kiến Huy nhịn không được run rẩy nói, vẻ mặt chấn động. Tuy nói hắn cũng là xuất thân ở cổ vũ giả gia đình, nhất mạch tương thừa bát quái trưởng. Có thể tiếc nuối là hắn hình như cũng không có phương diện này thiên phú, cho tới bây giờ đều đã hơn 20, còn chưa bước vào tam lưu cổ vũ giả cảnh giới, so với phụ thân hắn còn kém. Vì vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng mắt xem. Không nghĩ tới Trần Phi Phi ca, Chu Thượng Thượng ca cư nhiên có thể cường đến loại trình độ này, quả thực, nghe rợn cả người a. Giống. Đột nhiên, Chu Thượng Thượng ca lại phát sinh một tiếng hí thanh âm. Theo cư nhiên từ phía sau hắn mơ hồ nổ khởi một đạo thanh quang, tản mát ra cực kỳ lăng liệt khí thế, cả người phóng lên cao, dây kia đều cư nhiên trở nên như hùng ưng vậy, từ trên xuống dưới, lộ ra hai tay, hóa thành ưng chảo, điên cuồng rơi xuống. Giờ này khắc này Chu Thượng, thật giống như một đầu chính khí xu thế uy mãnh muốn vồ hùng ưng. Hai con mắt bạo phát ra lăng liệt quang mang, khí thế tận trời, cực kỳ kinh người. Xanh ưng tay. Chỉ nghe được hắn phát sinh như vậy giống, sắc mặt điên cuồng, tựa hồ thi triển ra bản thân cường đại nhất một kích. Hô! Thấy tình cảnh này, dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi hơi thở, chợt trầm mặc con ngươi xẹt qua một tia phong mang vẻ. Chỉ thấy Kỳ toàn thân bỗng nhiên mọc lên một cường liệt khí thế, thật giống như Hoàng Hà Tuyệt Đề vậy, mở rộng ra đại hợp, dũng mãnh kiên cường, trong chớp mắt chỉ một quyền đầu từ đuôi đến đầu mãnh liệt đánh ra, nhất thời dĩ nhiên đem Chu Thượng chiếm trước tiên cơ xu thế. Hoàn toàn nghiền diệt hầu như không còn. Theo chỉ thấy Kỳ một quyền này, cùng Chu Thượng Thượng ca tay móng chạm vào nhau, nhất thời mọi người bên tai vang lên một đạo thanh thúy tiếng xương nứt, răng rắc. Tê. Oanh. Chu Thượng Thượng ca nhất thời đau cũng hít một hơi khí lạnh, theo sát mà còn cả người không bị khống chế vậy bị vén bay ra ngoài, phía sau lưng hung hăng nện ở bên cạnh lôi đài lực dây thừng trên, thiếu chút nữa không gãy rơi. Hơn nữa hắn cái tay kia bất ngờ đã hiện ra huyết sắc. Giọt giọt rơi xuống. Thượng ca thua, thấy tình cảnh này, Đổng Kiến Huy nhịn không được ngơ ngác dù gì nói, không nghĩ tới ở trong lòng hắn vốn cần thanh niên một đời vô địch thượng ca, cư nhiên thua, thật thua. Không có sao chứ,
cuối cùng một chút thiếu chút nữa tịch thu ở lực đạo, xin lỗi. Mà đánh đến nơi đây, Trần Phi đương nhiên không có khả năng tiếp tục nữa, hai tay thu hồi tư thế hướng phía Chu Thượng Thượng ca vừa đi đi, một bên có chút ngượng ngùng nói. Lúc đầu hắn là vẫn luôn có hạ thủ lưu tình, chỉ là vừa rồi một chút đánh này, thiếu chút nữa tịch thu dừng tay. Không có gì đáng ngại, đa tạ Trần huynh thủ hạ lưu tình. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca lắc đầu cười khổ nói. Hắn quả thực không có chuyện gì, bởi vì hắn có thể cảm giác được Trần Phi cuối cùng một chút thu tay lại, bằng không chỉ sợ hắn cái cánh tay này cũng phải toàn bộ phế bỏ. Bất quá, đây là cổ vũ giả tiên thiên trình tự sao? Thật đúng là khủng bố a. Đưa tay cho ta nhìn. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên đem Chu Thượng Thượng ca thụ thương cái tay kia dắt lên, híp mắt chăm chú nhìn một chút. Xem ra vẫn là không có dừng khí lực. Thượng ca, người cái tay này được tĩnh dưỡng mấy ngày, bằng không có khả năng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Như vậy đi, như thế này ta cho ngươi xứng một tề thuốc mỡ, ngươi lấy về lau 2-3 ngày, thì có thể không sao. Quan sát một trận Trần Phi mở miệng nói. Trần huynh ngươi còn là một vị bác sĩ. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca có chút giật mình nói. Thượng ca ngươi cái này cũng không biết đi. Phi ca không chỉ có là một vị bác sĩ, còn là một vị thần y. Liên gia gia ta mệnh, trước đều là hắn xuất thủ, mới cứu được tới. Nhưng vào lúc này Đồng Kiến Huy thanh âm từ một bên truyền đến. Chỉ thấy kỳ lúc này thì đã đi tới bên lôi đài trên, xanh tại lực dây thừng trên phất tay nói Phi ca, thượng ca, đánh xong đi. Nếu không chúng ta trước đi ăn cơm, cái này đều 12 giờ, thật là đói a. Liên Đồng lão gia tử mệnh đều là Trần huynh cứu được. Nghe vậy Chu Thượng không khỏi thất kinh, thậm chí khuôn mặt tràn đầy cổ quái. Hắn không nghĩ tới Trần Phi thực lực kinh khủng như vậy còn chưa tính, còn là một vị thần y. Cái này thật đúng là người so với người tức chết người. Bất quá theo hắn vẫn khẽ lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói Trần huynh đại tài, ta Chu Thượng xem như là chịu phục. Đi thôi, chúng ta đi ăn, vừa vặn trên bàn cơm ta còn có thể hướng Trần huynh hảo hảo lãnh giáo một chút. Thượng ca ngươi lời này đã có thể khách khí, giao lưu, giao lưu. Nghe vậy Trần Phi cười híp mắt nói rằng. Vân chờ đã, các ngươi làm gì, nơi này là tư nhân nơi sân, các ngươi không thể đi vào. Đã có thể sau đó một khắc huấn luyện quán ngoại chợt truyền đến một trận ầm ĩ, theo chợt nghe đến rầm một tiếng vang dội, lại có người từ bên ngoài giữ cửa cho đá văng. Là ai? Thấy thế Chu Thượng theo bản năng thần sắc giận dữ, có thể hắn cũng còn không quát lớn ra, lại bỗng nhiên biến sắc, trong miệng nói trệ ở. Bởi vì từ huấn luyện quán ngoại cư nhiên chen chúc vào được hơn 10 vị người cầm súng, bọn họ ăn mặc đặc thù quân trang, mỗi người mặt không biểu tình, nhãn thần sắc bén, khí thế làm cho, toàn thân tràn ngập cái loại này làm cho sát khí. Rất hiển nhiên bọn người kia địa vị tuyệt không tiểu, tuyệt đối là cái loại này chân chính gặp qua đại tràng diệt, từng thấy máu. Chớ nói chi là bọn họ lúc này còn ăn mặc đặc thù quân trang, cầm súng. Các ngươi là ai? Chu Thượng Thượng ca nhìn không được giọng nói ngưng trọng nói. Tuy nói lấy thực lực của hắn, cũng không sợ những binh lính này, có thể vấn đề bây giờ là lai lịch của đối phương, bối cảnh mới là then chốt. Dám như thế không kiêng nể gì cả, rõ như ban ngày cầm súng xông vào bọn họ Chu gia Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ, người nhắc tới những người này không có tới đầu, khả năng sao? Chúng ta là tỉnh quân khu đặc thù cục an ninh, đây là ta chứng kiến, các ngươi, ai là Trần Phi? Mà đang nghe Chu Thượng Thượng ca, một vị đội mũ khóe mắt có ba khôi ngô trung niên nhân đạm mạc xuất ra một quyển giấy chứng nhận, sáng ở trước mắt mọi người, chợt sẳng giọng con ngươi đảo qua mọi người tại đây nói. Tỉnh quân khu đặc thù cục an ninh, T, dĩ nhiên là bọn họ. Nghe vậy dù là Chu Thượng Thượng ca cũng không nhìn được hơi biến sắc, vì vậy bộ môn thật không đơn giản, chính là tỉnh quân khu cao cấp, chính mình cực lớn đặc quyền. Ta là Trần Phi, thế nào, các ngươi muốn bắt ta? Nhưng vào lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó chỉ thấy Trần Phi đi tới híp mắt cười nhạt. Chỉ là con người của hắn ở chỗ sâu trong, đã có loại tên là tức giận tâm tình ước số ở nhộn nhạo. Là ngươi đi, Tiêu Thiên Nhượng, thực sự là không sai a. Ngươi chính là Trần Phi, bắt lại. Nghe vậy mang mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân quét Trần Phi liếc mắt, theo cư nhiên trực tiếp ý bảo bên cạnh thuộc hạ đi tới bắt người. Vâng. Nhất thời hơn 10 vị mang dùng súng quân nhân ứng hòa một tiếng, đều mặt không biểu tình hướng về Trần Phi tiến tới, cầm thương súng hướng về phía hắn, trận đầu của hắn hoặc trước ngực phía sau lưng.
rất có một người càng lấy ra một chi hắc sắc còng tay, chuẩn bị cho Trần Phi còng lại. Các ngươi làm gì? Nhất thời Chu Thượng, Đổng Kiến Huy thần sắc lập tức biến, người sau càng nhịn không được quát lên. Xin lỗi, hai vị, là Tổng cục ra lệnh, mời các ngươi không muốn gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Mà đội mũ khóe mắt có sẹo trung niên nhân nghe vậy chỉ là thản nhiên nói. Tổng cục, công vụ, nghe vậy dù là Chu Thượng cũng không nhịn được thần sắc chợt biến, hơi hoảng loạn. Bởi vì nếu sự tình thực sự là như vậy, chuyện này mà thật là đại điều. Phải biết rằng đây chính là tỉnh quân khu cao cấp, đặc thù cục an ninh, luận quyền lực phạm vi coi như là tỉnh lý này đầu sỏ đều ít có người có thể ảnh hưởng đến, chứ nói chi là bây giờ còn là tổng cục tự mình hạ lệnh, tất nhiên là có đại nhân vật tự mình ra mặt. Cái này, có thể rời ta xa một chút sao? Có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đột nhiên nhớ tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, theo thì có mấy đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Chỉ thấy sở hữu cầm thương súng chỉ vào Trần Phi sĩ binh, đều ở đây trong sát na không hiểu bay ra ngoài, vẻ mặt cây idiota sợ rơi xuống trên mặt đất, đống hỗn độn không ngớt. Ngươi là ở phản kháng. Thấy thế đội mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân đôi mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Ngươi nếu là lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ta hiện tại tự làm thịt ngươi, tin sao? Thế mà Trần Phi lại trực tiếp ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm đối phương L.I.O.T.A. môi nói. Ngươi! Nghe vậy đội mũ khóe mắt có sẹo trung niên bỗng nhiên biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi lại dám nói như vậy, U.H.I.O.T.A. hắn. Ngươi đang U.H.I.O.T.A. ta. Sau một khắc hắn nhìn không được vẻ mặt tối tăm nói, nhìn Trần Phi vẻ mặt đều là bất thiện vẻ ngươi nên biết thân phận của ta đại biểu cái gì, hơn nữa ta bây giờ còn có tổng cục mệnh lệnh, ngươi nếu là phản kháng, thì tương đương với phản quốc, phản kháng quốc gia. Hắn lời nói này nói cực kỳ nghiêm trọng, dù là Chu Thượng, Đổng Kiến Huy hai người nghe xong cũng không nhịn được ra mặt run run, hơi trắng bệch. Có thể, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối phương lời này đúng là sự thực. Bởi vì đối phương lúc này thế nhưng nắm tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục mệnh lệnh mà đến, tương đương với tùy thân mang theo thượng phương bảo kiếm. Nếu Trần Phi thật cùng đối phương bạo phát cái gì xung đột nói, sau đó quả tất nhiên sẽ cực kỳ không xong, thậm chí thiết tưởng không chịu nổi. Phải. Có thể nghe nói Trần Phi trên mặt vẫn như cũ là cái loại này nụ cười nhàn nhạt, chỉ là khuôn mặt đường cong hơi thoạt nhìn có chút lạnh nhạt nói thân phận của ngươi. Tổng cục, xin lỗi ta đối với những này có thể không có hứng thú. Bất quá ngươi nếu nghĩ mấy thứ này có thể làm cho ta kiêng kỵ, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi tạm thời có thể thử xem, ừ. Trần Phi vừa nói vừa nghĩ đối phương đi đến. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt bắn ra sắc bén quang mang. Làm cho nhịn không được cả người run lên. Trần Phi, chúng ta chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh mà đến, ngươi không muốn hơi quá đáng. Mà đội mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân nghe vậy thấy thế, tuy rằng nhìn như còn thực cứng khí, nhưng trên thực tế tựa hồ đã có một ít chột dạ, sắc lệ nội cha nói. Ta hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thế mà Trần Phi nhưng căn bản mặc kệ hắn, híp mắt lạnh nhạt nói. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi như vậy càn rỡ nói, vô luận là Đổng Kiến Huy hay hoặc là Chu Thượng Thượng Ca, cùng với này tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục sĩ binh, thậm chí vị kia mang theo mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân bản thân, đều có đủ loại mặt sai lầm, bất khả tư nghị cảm giác. Mẹ, hiện tại đến tột cùng là ai bắt ai? Đều bị bọn họ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục theo dõi. Còn dám lớn lối như vậy, người hắn mà muốn chết đi. Có thể mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, quyển kia hẳn là nổi giận mang theo mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân, lại phát hiện hắn mình tại sao cũng phẫn nộ không đứng dậy. Bởi vì lúc này, Trần Phi cứ như vậy tùy ý đứng ở trước mặt hắn, lại làm cho hắn không hiểu có dũng khí sợ hãi từ trong lòng nhô ra, cột sống hàn khí càng cọ ứa ra. Hắn minh bạch, đây tuyệt đối là đối phương cổ vũ giả khí thế tạo thành. Rất hiển nhiên hắn đã sớm biết Trần Phi không có thể như vậy người bình thường, mà là một vị thực lực rất kinh khủng cổ vũ giả. Tối thiểu đều ở đây nhất lưu trình tự trên. Mà đây cũng là hắn cố kỵ địa phương, nếu hắn không là đã sớm làm cho trực tiếp mạnh mẽ đem người mang đi, đâu còn sẽ như vậy mất mặt. Ngươi hỏi đi, như vậy trong lòng giãy giụa hồi lâu, đội mũ khóe mắt có sẹo khôi ngô trung niên nhân tựa hồ còn không có khắc phục sợ hãi trong lòng, chậm rãi cúi đầu nhỏ giọng nói. Dù sao lấy việc trải qua của hắn,
lấy nhãn lực của hắn kính nhi, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phi tuyệt đối là cái loại này kiệt ngạo bất tuân thế đầu, chủ ý siêu cấp gai góc. Vì vậy hắn hiện tại cũng không dám cầm bản thân mặt mũi, đi thành công phương tính tình đến cùng có lớn hay không. Bởi vì, này nếu một khi thua cuộc, tự nguy rồi. Ngươi là ai, nhiệm vụ là cái gì? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng vi câu, thản nhiên nói. Chớ nhìn hắn hiện tại vẻ mặt bình tĩnh hình dạng, nhưng nếu là có hiểu rõ hắn người tại đây, khẳng định biết, người này giờ này khắc này tuyệt đối là ở nổi nóng, là tổ ong vỏ vẽ, ai chọc ai xảy ra chuyện. Vì vậy cũng may là đối phương người nọ hiện tại đình chỉ tức giận, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta gọi là Tiêu Bắc Lá, là tỉnh quân khu. Nghe vậy đối phương vị kia chụp mũ khóe mắt có sẹo ngạch khôi ngô trung niên nhân chính mở miệng, lại bị Trần Phi trực tiếp ngắt lời nói. Hắn theo nhìn đối phương hai mắt, lạnh lùng nói họ Tiêu, là Tiêu Thiên Nhượng Nhượng ngươi tới. Nguyên lai lại là cái họ Tiêu. Chúng ta là nhận được tổng cục mệnh lệnh. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá chân mày trầm xuống, lại lần bị cắt đứt. Ta hỏi, có đúng hay không Tiêu Thiên Nhượng Nhượng ngươi tới? Ngươi có phải là thật hay không đã cho ta hiện tại tâm tình tốt, có dỗi rãnh công phu bồi ngươi ở đây đâu vòng? Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt bắn ra một đạo phong mang, một cường hãn khí thế hung hăng đặt ở trên người đối phương, nói. Ngươi, cảm thụ được cổ cường hãn khí tức đè xuống. Tiêu Bắc Lá chỉ cảm thấy lúc này đứng ở trước mặt hắn Trần Phi, thật giống như một đầu cắn người khác hung thủ vậy, làm hắn mạnh con ngươi co rụt lại, chợt ra mặt chiến nói đúng là Tiêu Thiên Nhượng hướng chúng ta tổng cục tố giác, nói ngươi không phối hợp hắn bên kia công tác, dẫn đến chúng ta quân khu cùng đảo quốc bên kia hợp tác, gặp gỡ phiền phức. Các ngươi quân khu gặp đảo quốc bên kia hợp tác, cụ thể chuyện gì xảy ra, nói rõ một chút, Trần Phi nghe vậy nhướng mày nói. Đảo quốc phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở mới nghiên cứu ra được hạng nhất khoa học kỹ thuật, có thể vận dụng đến hiện đại hóa quân sự thiết bị trong, có rất đại giá trị thực dụng. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng nói mà chúng ta tỉnh Giang Nam quân khu bởi vì tình huống đặc biệt, đối với cái hạng khoa học kỹ thuật thập phần coi trọng, lại tăng thêm phần lãi gộp thương chuyện bụi cây thức hội sở bên kia cũng đúng trong tay chúng ta hạng nhất nghiên cứu khoa học thành quả rất cảm thấy hứng thú. Vì vậy chúng ta song phương hiện nay đã đạt thành hợp tác ý đồ. Cái kia cái gọi là đảo quốc người ngoại tân, chính là đến giao dịch. Nghe vậy Trần Phi đều có chút nhìn không được thần sắc ngưng trọng, khẽ nhíu mày nói. Bởi vì nếu thật sự là như thế nói, chuyện này cũng quả thực thật lớn, dù sao đây chính là quan hệ đến toàn bộ tỉnh Giang Nam quân khu hiện đại hóa quân sự kiến thiết, vậy loại này hàng đầu đều là rất hù người, co giãn cực đại. Không sai. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá rốt cục khôi phục một điểm thái độ, nhìn Trần Phi lạnh lùng nói ngươi phải biết rằng chuyện này thế nhưng quan hệ đến quân đội kiến thiết, nhưng bây giờ nhưng bởi vì ngươi cự tuyệt trị liệu, mà xuất hiện cực đại trở ngại, ngươi nghĩ hiện tại vấn đề còn không nghiêm trọng không? Ngươi lời nói này nhưng thật ra thật có ý tứ, ta nguyện ý cho ai xem bệnh, đó là của ta tự do, ai cũng không có thể ép buộc. Rồi hãy nói, các ngươi làm sao có thể xác định ta nhất định có thể trị hết hắn? Trần Phi lạnh lùng nói, có thể nghe nói Tiêu Bắc Lá lại trực tiếp hỏi ngược lại lẽ nào ngươi không có khả năng sao? Ngạch, nghe vậy Trần Phi trực tiếp hoạt kê, tuy rằng hắn rất muốn phủ nhận, nhưng thân là một gã thầy thuốc kiêu ngạo lại làm cho hắn nói không nên lời cái loại này nói đến. Đúng vậy, hắn thế nhưng tiếp nhận rồi vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa đệ tử, làm sao có thể không được chứ? Thế nhưng ta hiện tại cũng không muốn xem bệnh cho hắn, bởi vì ta ghét đảo quốc người. Hắn theo như vậy thản nhiên nói. Cái này không phải do ngươi. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá vẻ mặt lạnh lùng nói hiện tại Tổng cục tự mình hạ lệnh, ngươi phải phối hợp công việc của chúng ta, chữa cho tốt đảo quốc người, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể lấy phá hư an ninh quốc gia tội đem ngươi mang đi. Vậy ngươi đem ta mang đi đi. Nghe vậy Trần Phi vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, hơi híp mắt nhìn đối phương. Trần Huynh, Phi ca, mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi nói. Vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Chu Thượng cũng không nhịn được biến sắc. Nhất là người sau, hắn đương nhiên biết nếu vào tỉnh quân khu đặc thù an toàn tổng cục cái loại địa phương đó, còn muốn an an ổn ổn đi ra, đã có thể không dễ dàng. Sự tình sẽ trở nên rất không xong, rất hỏng bét. Đây chính là chính ngươi nói, cũng đừng hối hận. Ngươi, bắt hắn cho ta mang đi. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá đầu tiên là sửng sốt, sau đó hai mắt hiện ra lau một cái sắc mặt vui mừng nói. Ta từ không hối hận,
Nghe vậy Trần Phi bình thản nhìn lướt qua Chiến Nguy hướng về hắn đến gần mang dùng súng binh sĩ, cũng không nói nhảm nữa, thẳng thắn vươn hai tay, tùy ý đối phương cho mình còng lại chỉ kia đen kịt còng tay. Sau đó hắn liền bị trực tiếp mang đi. Thượng ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mà ở thấy tình cảnh này, chính mắt thấy Trần Phi Phi ca bị tỉnh quân khu an toàn tổng cục người mang đi, Đồng Kiến Huy xem như là triệt để luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ nói. Người bây giờ ngay tức khắc cho Đồng Thúc Thúc gọi điện thoại, nhanh một chút. Chuyện này đại điều, nghe vậy Chu Thượng ca ngay tức khắc thần sắc nôn nóng thúc giục. Phải biết rằng hắn thế nhưng biết Trần Phi thực lực, đây chính là đường đường cổ vũ giả tiên thiên, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị tỉnh quân khu an toàn tổng cục người mang đi, hơn nữa còn là lấy loại này không giải thích được lý do, không để cho đảo quốc người chữa bệnh. Quả thực hoang đường buồn cười. Hơn nữa hắn thế nhưng chú ý tới Trần Phi bị mang đi lúc khóe miệng cùng khởi lạnh như vậy cười. Làm một danh cổ vũ giả tiên thiên cường giả, Trần Phi nếu không phải còn muốn chạy, mặc dù trở lại 101.000 cái như vậy mang dùng súng binh sĩ đều không dùng, không tốt. Nhưng bây giờ hắn lại thật như vậy thúc thủ chịu trói, bị mang đi, đáng chết. Cái này sẽ không thành gần nổ tung tạc đạn đi. Nga, đúng, gọi điện thoại, ta ngay tức khắc cho ta ba gọi điện thoại. Nghe vậy Đồng Kiến Huy cái này mới phản ứng được, nhất thời hỏa cấp hỏa liệu chạy đi tìm điện thoại di động của mình, bấm cha mình Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư điện thoại. Ừ, Kiến Huy điện thoại. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng Châu Thị, Chánh phủ thành phố Đại Lâu Thị Uy Bí Thư phòng làm việc, Đồng Văn Thành chính lật xem hết một phần báo cáo, chuẩn bị đi căn tin lúc ăn cơm, lại đột nhiên để nơi tay biên tư nhân điện thoại ông vang lên. Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư thấy thế nào? Sau đó đưa điện thoại di động cầm lên nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại phát hiện là con trai mình Đồng Kiến Huy đánh tới, chợt trực tiếp nhấn chuyển được kiện. Này, Kiến Huy, chuyện gì? Thế mà hắn vừa chuyển được điện thoại, đều còn chưa kịp đem câu nói đầu tiên nói xong, microphone nội tự truyền đến con của hắn Đồng Kiến Huy thanh âm lo lắng, cư nhiên trực tiếp đem cắt đứt ba, xảy ra chuyện lớn, Phi ca bị người mang đi. Phanh, ngươi nói cái gì? Trần tiên sinh bị người mang đi, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghe vậy Đồng Văn Thành không khỏi uy nghiêm sắc mặt chợt biến, thậm chí trực câu câu phanh một tiếng đứng lên, đĩnh trực lưng, một tay vỗ vào trên bàn, mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái tựu xông ra. Đầu đầy mồ hôi. Nói đùa, hắn đương nhiên biết mình nhi tử trong miệng Phi ca, chỉ là ai. Đây chính là Trần tiên sinh a, hiện tại cư nhiên bị người mang đi, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Là như vậy, ba. Vừa rồi ta và Phi ca đang ở thượng ca bên này chơi, lại đột nhiên có một đám tự xưng đến từ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục xông vào, cầm súng, đem Phi ca mang đi. Nghe được cha mình cái loại này giọng nói, Đồng Kiến Huy ngay tức khắc hấp tấp nói. Tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục. Nghe vậy Đồng Văn Thành tuy rằng ngay tức khắc chân mày nhíu lại đến. Nhưng hắn theo còn là vẻ mặt nghiêm túc nói bọn họ là lấy lý do gì đem Trần tiên sinh mang đi. Có biết hay không dẫn đầu là ai? Lý do rất hoang đường, hình như là bởi vì Phi ca cự tuyệt vì một cái đảo quốc người ngoại tân chữa bệnh, sau đó bọn họ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục tự mình hạ lệnh, lấy phá hư an ninh quốc gia tội, đem Phi ca mang đi. Đến mức dẫn đầu, được rồi, hắn hình như nói mình gọi Tiêu Bắc Lá. Đồng Kiến Huy lại nói. Tiêu Bắc Lá. Ta đã biết, ta cúp điện thoại trước. Nghe vậy Đồng Văn Thành thở một hơi thật dài, chậm rãi cúp điện thoại. Tiêu Bắc Lá, đó không phải là Tiêu gia Tiêu Tam gia thủ hạ chính là người sao? Bọn họ làm sao sẽ đột nhiên đúng Trần tiên sinh xuất thủ, hơn nữa còn là lấy như vậy hoang đường mượn cớ. Cự tuyệt cho một cái đảo quốc người ngoại tân chữa bệnh. Đây không phải là rất bình thường sao? Trần tiên sinh nguyện ý cho ai chữa bệnh, là tự do của hắn. Bất luận kẻ nào cũng không thể đủ ép buộc hắn. Bằng không, cùng ác bá thổ phỉ có cái gì khác nhau chứ? Hơn nữa hiện tại cái này còn chưa phải là tối trọng yếu là, đây chính là Trần tiên sinh a. Khi hắn Đồng Văn Thành trong mắt có thể nói thực lực yêu nghiệt cổ vũ giả cường giả, thậm chí ngay cả kéo dài qua lĩnh Nam ba tiết kiệm quái vật lớn ngành đặc biệt phi báo, đều nghi là đúng kỳ lấy lễ đối đãi, không muốn làm càn. Nhưng bây giờ, Trần tiên sinh hắn cư nhiên bị bắt. Dù là lấy hắn Đồng Văn Thành thân phận địa vị, lòng dạ ổn trọng, lúc này cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác tự từng viên một xông ra.
phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy tùy tiện nói một chút đùa giỡn, Trần Phi Trần tiên sinh là người phương nào, có bản lãnh gì, trước đây hắn Đổng Văn Thành có thể còn không biết, nhưng bây giờ. Ngay cả đường đường ma cao cao cấp nhất hào môn vọng tộc Hà Gia, đều ở đây kỳ trong tay bị tùy ý nhu viên trà sát làm thịt, thiếu chút nữa không có bị kỳ lăn qua lăn lại phế. Chớ nói chi là thậm chí ngay cả hương cảng chợ đêm cái loại này cao độ phạm tội tổ chức, đều nghi là cùng Trần tiên sinh vẻn vẹn chỉ là nói chuyện ngang hàng quan hệ. Như vậy, xem hắn Đổng Văn Thành từ hắn muội phu trong miệng tự mình hiểu rõ đến những chuyện này, dù là lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, quan trường chức cấp, cũng không nhịn được bị lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa lấy vì mình đang nằm mơ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn hôm nay đã hoàn toàn nhận thức đến Trần Phi Trần tiên sinh trình độ kinh khủng. Thậm chí đã đạt đến đủ để dao động xã hội an định làm cho cao độ. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị bắt, hơn nữa còn là khi hắn khu trực thuộc nội bị mang đi. Tiêu Tam gia, Tiêu gia, hy vọng các ngươi lần này cũng đùa lửa, bằng không, sự tình có thể thì phiền toái. Đổng Văn Thành nhìn không được như vậy ngơ ngác nỉ non một tiếng, sau đó bấm Trần Phi điện thoại. Tắt điện thoại, có thể tiếp hắn bên tai lại truyền đến đô đô âm thanh bận. Gợi ý hắn sở đẩy đánh đã tắt điện thoại. Đáng chết. Thấy tình cảnh này dù là lấy hắn Đổng Văn Thành lòng dạ, cũng không nhịn được ra mặt hơi run run mắng nhỏ một tiếng, minh bạch sự tình thực sự đại điều. Chợt chỉ thấy kỳ thần sắc nôn nóng ở bên trong phòng làm việc đi qua đi lại lên, sau một hồi mới gặp kỳ cầm lên trên bàn nội bộ điện thoại, hướng về phía điện thoại nội nói đoạn bí thư, giúp ta bật tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục, ta muốn cùng Tiêu Bắc Lá, Tiêu đồng chí mở điện nói. Rất hiển nhiên, tỉnh quân khu đặc thù an toàn tổng cục tuy rằng thần bí, nhưng lấy hắn Đổng Văn Thành quan chức chức cấp, ngược lại cũng có tư cách cùng bên kia giao tiếp, ảnh hưởng đến bên kia. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị đem Trần Phi áp tải tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục Tiêu Bắc Lá, nhận được đến từ tỉnh lỵ cùng Châu Thị Thị Uy bí thư Đổng Văn Thành điện thoại. Điều này làm hắn mâu quang lóe lên một tia ngưng trọng cùng với giật mình vẻ. Hắn làm sao sẽ tự mình gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Bắc Lá mâu quang trong hiện ra vẻ phức tạp, nhìn không được hướng quân dụng sau xe phương đạo thân ảnh kia liếc mắt một cái. Tuy nói hắn cũng có nghĩ tới, lúc này có lẽ sẽ có người đi qua có chút con đường cùng hắn mở điện nói. Thế nhưng hắn lại thực sự thật không có nghĩ đến, hôm nay lúc này người thứ nhất gọi điện thoại tới cho hắn người, lại là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư loại này đầu sỏ. Phải biết rằng đó là nhân vật nào. Đây chính là bọn họ tỉnh 4 số 5 lãnh đạo. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên thực sự tự mình gọi điện thoại tới. Rất hiển nhiên cái này là hắn Tiêu Bắc Diệp tâm trong đã có dự cảm bất tường. Theo chỉ thấy hắn chuyển được điện thoại nhỏ giọng nói. Xin hỏi là Tiêu Bắc Diệp Tiêu đồng chí sao? Ta là Đổng Văn Thành. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Đổng Văn Thành thanh âm uy nghiêm, làm cho cảm giác rất có quyết đoán. Đổng Bí Thư xin chào. Ta là tỉnh quân khu an toàn tổng cục Tiêu Bắc Lá, không biết, có gì phân phó. Tiêu Bắc Diệp Cường làm chấn định nói. Phân phó cũng không dám nhận, bất quá. Từ bên đầu điện thoại kia tiếp tục truyền đến Đổng Văn Thành thanh âm uy nghiêm, lạnh lùng nói bất quá ta nghe nói, các ngươi ngày hôm nay mang đi một vị tên là Trần Phi tuổi nhỏ người. Xin hỏi Tiêu đồng chí, các ngươi mang đi lý do của hắn, giữa lúc sao? Quả nhiên, vừa nghe đến Đổng Văn Thành nói. Tiêu Bắc Lá trên mặt hiện ra lau một cái vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói Đổng Bí Thư, chuyện này là Tổng cục tự mình ra lệnh. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Tổng cục tự mình ra lệnh, không biết là vị ấy cục trưởng ra lệnh, nghe vậy Đổng Văn Thành chậm rãi nói. Vâng, Tiêu Nam Sơn, Tiêu cục trưởng, nghe vậy Tiêu Bắc Lá trần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Tuy nói loại sự tình này mà theo lý hắn không nên nói. Nhưng vấn đề là cái này một là giấy không thể gói được lửa, hai là đối phương Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư địa vị lại lớn như vậy. Hắn căn bản đắc tội không nổi. Tiêu Nam Sơn, Tiêu Tam Gia, thực sự là hắn. Nghe vậy Đổng Văn Thành hơi có chút trầm mặc, bởi vì Tiêu Tam Gia, chính là Tiêu Gia vị kia Tiêu Tam Gia tục danh. Đổng Bí Thư, chuyện này chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, không có biện pháp. Ngươi nếu là muốn cho chúng ta thả người. Tự cho Tiêu cục gọi điện thoại đi, chỉ cần hắn bên kia nhả ra, chúng ta bên này ngay tức khắc sẽ thả người. Nhưng vào lúc này Tiêu Bắc Lá đột nhiên nói. Rất hiển nhiên hắn hiện tại cũng cảm nhận được chuyện này cũng đủ phiền phức, cũng không muốn lại tiếp tục xen vào cái này tranh vũng nước đục, chợt thẳng thắn thành khẩn công bố nói.
ta cúp điện thoại trước. Nghe vậy Đồng Văn Thành cũng không có tỏ thái độ, vẻn vẹn thản nhiên nói. Tiêu Tam gia à, vì sao hắn sẽ đích thân đúng Trần tiên sinh xuất thủ? Mà ở cắt đứt cùng Tiêu Bác Lá điện thoại sau, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư cũng không có ngay tức khắc gọi thông người thứ hai điện thoại, mà là thần sắc ngưng trọng độc thoại, suy tư. Tỉnh Giang Nam Tiêu gia, được khen là tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc, vì vậy mỗi khi mọi người vừa nhắc tới hai chữ kia lúc, đều biết không tự chủ được nhớ tới Tôn Định Hải thần châm vậy Tiêu lão gia tử, vô số người đều kính nể, tôn kính hắn. Thế nhưng rất nhiều người nhưng không biết, Tiêu gia ngoại trừ có một vị Tiêu lão gia tử, còn có vị Tiêu Tam gia. Tiêu Tam gia, nguyên danh Tiêu Nam Sơn, chính là Tiêu lão gia tử tam đệ, năm mới là quân đội trong tiếng tăm lừng lẫy binh vương tinh nhuệ, thực lực cao cường, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, uy danh quá nhiều. Sau lại vị lão tiên sinh này từ từ ẩn lui xuống tới, chuyển thành phía sau màn, một tay sáng lập tỉnh Giang Nam quân khu đặc biệt an toàn tổng cục, vì quốc gia làm ra rất nhiều cống hiến, năng lượng cũng rất khổng lồ. Xưng là thời đại kia nhân vật truyện kỳ một trong. Nhưng bây giờ thứ đại nhân vật này lại mặc danh kỳ diệu nhằm vào Trần Phi Trần tiên sinh, điều này làm hắn Đồng Văn Thành không khỏi có dũng khí một cái đầu hai đại cảm giác. Ai, bất kể, hay là trước gọi điện thoại hỏi một chút đi. Bất quá sau một khắc, hắn vẫn kiềm chế ở trong lòng lo nghĩ, bấm tỉnh quân khu an toàn tổng cục cục trưởng Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra điện thoại. Này! Điện thoại kết nối, từ đó vang lên một đạo khàn giọng già nua thanh. Tam gia, là ta, Tiểu Đồng, Đồng Văn Thành. Đối mặt với đối phương, dù là Đồng Văn Thành cũng chỉ có thể lấy vãn bối cư, tự xưng Tiểu Đồng. Nga, nguyên lai là Tiểu Đồng a. Ngươi cho ta lão gia hỏa này gọi điện thoại, có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia đạo kia thanh âm khàn khàn có chút ngoài ý muốn lên, theo sát mà nhạt cười hỏi. Ừ, ta là muốn hỏi một chút Tam gia ngươi vừa rồi dưới mệnh lệnh kia. Đồng Văn Thành nhắm mắt nói. Ta vừa rồi dưới mệnh lệnh kia, Nga, xem ra Tiểu Đồng ngươi là nhận thức cái kia họ Trần tiểu tử. Nghe vậy khàn giọng thanh âm giọng nói hơi phập phồng nói. Đúng vậy, Tam gia. Trần tiên sinh đã cứu cha ta mệnh, là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, vì vậy muốn là chuyện này mà không nghiêm trọng như vậy nói, không biết Tiêu cục có thể không dơ cao đánh khẽ, quên quá lúc này đây. Đồng Văn Thành thở một hơi thật dài nói. Đồng Văn Thành lời vừa nói ra, bên đầu điện thoại kia đạo kia khàn giọng thanh âm chậm rãi trầm mặc, hiển nhiên không nghĩ tới chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, lại còn có loại này bối cảnh, loại này tin tức. Tiểu tử kia lại là Đồng gia ân nhân. Thân là Tiêu lão gia tử tam đệ, đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia Tiêu Tam gia, lão nhân gia này tự nhiên vô luận là thân phận địa vị, hay hoặc là tư lịch bối cảnh, đều mạnh đáng sợ, thậm chí ngay cả Đồng Văn Thành loại này tỉnh uây đầu sỏ ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vậy thấy rất mạnh, kỳ vị trí ở trình độ có cao cỡ nào. Có thể tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng dù sao Đồng Văn Thành cũng không phải ngồi không. Đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng Châu Thị Thị Uy bí thư, kiêm nhiệm tỉnh Uy thường ủy, tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng, xưng hô thứ nhất câu bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo đều không quá đáng. Mà trình độ như vậy mặc dù là Tiêu Tam gia cũng không có biện pháp bỏ qua, vì vậy lúc này trầm mặc. Tiểu Đồng, không phải là ta lão đầu tử này cậy già lên mặt, không muốn cho ngươi phần này xuôi dòng tình cảm mà. Mà là chuyện này, quả thực tương đối đặc thù. Vì vậy ta hiện tại cũng vô pháp cho một mình ngươi chính xác trả lời thuyết phục. Nhưng hồi lâu sau bên đầu điện thoại kia nhưng vẫn là nói như thế, khiến Đồng Văn Thành hơi sắc mặt trầm xuống. Tam gia, không biết có thể không tiết lộ một chút, vì sao chuyện này như vậy đặc thù, lẽ nào cũng bởi vì liên lụy đến cái gọi là đảo quốc người ngoại tân. Theo hắn nhịn không được nói như thế. Đúng vậy. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Sau đó khàn giọng nói trên tay bọn họ từ chúng ta tỉnh quân khu cần gấp hạng nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, mà vừa vặn bên kia cũng muốn cầu cạnh chúng ta, vì vậy chúng ta song phương đã đạt đến hợp tác ý đồ. Nhưng bây giờ, tiểu tử kia lại không phối hợp chúng ta. Cái gì, tỉnh quân khu cần gấp hạng nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật? Nghe vậy, dù là Đồng Văn Thành cũng không nhịn được biến sắc. Bởi vì nếu chân tướng của sự tình thực sự là như vậy, vậy thực sự phiền toái. Dù sao cái này có thể liên lụy tới tỉnh quân khu quân đội kiến thiết. Mà loại này hàng đầu vậy đều quá dọa người, hoàn toàn chính là thượng phương bảo kiếm, tất nhiên lôi. Không ai nguyện ý đi xúc loại này rủi ro, quá không đến làm. Không sai,
Vì vậy tiểu đồng ngươi bên kia nếu là có biện pháp, không ngại giúp đỡ khuyên nhủ, thanh niên nhân tính tình đại có thể lý giải, nhưng nếu như tại đây loại trái phải rõ ràng trên phạm hồ đồ, có thể liền có chút không sáng suốt. Ta bên này tự cúp điện thoại trước, theo từ microphone nội truyền đến đô đô âm thanh bận, hiển nhiên là bên kia cúp điện thoại. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Mà đang nghe microphone nội truyền tới âm thanh bận, Đồng Văn Thành vô ý thức nôn nóng ma sát ngón tay của mình, khóe miệng theo nổi lên cười khổ. Bởi vì đến thời khắc này, hắn rốt cục phản ứng kịp, vừa rồi hắn hình như bị đối phương dọa sợ. Cái gì tỉnh quân khu cần gấp hạng nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hiển nhiên cái loại này nói căn bản là kéo ra hổ, hù người. Nhưng này nhưng cũng đại biểu đối phương thái độ. Liên hắn Đồng Văn Thành như vậy tự mình gọi điện thoại tới, đều cư nhiên chỉ có thể đạt được loại kết quả này, hiển nhiên đối phương thái độ đã rõ nét. Bọn họ là thật đem Trần Tiên Sinh theo dõi. Tiêu Tam gia a, Tiêu Tam gia, uổng ngươi uy uy phong phong cả đời, đến già đến, lại phạm vào như vậy đại hồ đồ. Ngươi cho là Trần Tiên Sinh, thật là ngươi tùy tùy tiện tiện, dễ đối phó như vậy. Theo hắn lại nhìn không được lắc đầu tự lẩm bẩm, trong con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt trào phúng. Ngươi đã không nghe khuyên bảo, vậy được rồi, vậy làm lớn chuyện một ít thử xem đi. Theo chỉ thấy thứ nhất mặt trịnh trọng lần thứ hai cầm lên điện thoại của mình, nhảy ra khỏi một cái thập phần thần bí nội bộ dãy số. Đô đô đô. Này, ta là phi báo lôi long, xin hỏi là. Một lát sau, điện thoại kết nối, từ đó truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Lôi huấn luyện viên xin chào, ta là tỉnh Giang Nam cùng Châu Đồng Văn Thành. Nghe vậy Đồng Văn Thành nhất thời giọng nói có chút cung kính mở miệng nói. Rất hiển nhiên. Lấy đối phương chức cấp cùng với vị trí, dù là hắn Đồng Văn Thành loại thân phận này, cũng không khỏi không tôn kính, không thể coi thường. Nga, nguyên lai là Đồng Bí Thư, xin hỏi có chuyện gì không? Rất hiển nhiên lôi long bên kia còn là biết Đồng Văn Thành là của ai, nhất thời giọng nói nghiêm túc hỏi. Là như vậy, ta muốn hỏi một chút lôi huấn luyện viên ngươi, ngươi nhận thức Trần Tiên Sinh sao? Đồng Văn Thành nghe vậy nao nao, sau đó có chút trần chờ chậm rãi mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn cũng không biết phi báo cùng Trần Phi quan hệ giữa, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hiện tại hắn tìm tới đối phương. Bởi vì dù sao, đối phương phi báo hình như từng cùng Trần Phi từng có cùng xuất hiện, vì vậy sẽ phải nhận thức đi. Mà đã như vậy, đối phương cũng nên biết Trần Phi Trần Tiên Sinh thực lực, minh bạch đối phương tầm quan trọng cùng với tính nguy hiểm. Trần Tiên Sinh, vân vân chờ đã, ngươi là nói Trần Phi Trần bác sĩ. Nhưng ngay khi Đồng Văn Thành suy tính, phải làm thế nào cho đối phương nói chuyện này thời gian, hắn bên tai chợt vang lên lôi long chợt lên cao giọng âm điệu. Có vẻ cực kỳ rung động. Không sai, chính là Trần Phi Trần bác sĩ. Lôi huấn luyện viên ngươi nhận thức sao? Nghe vậy Đồng Văn Thành gật đầu một cái nói, trong ánh mắt chợt xẹt qua một tia chấn động. Phải biết rằng hắn ở gọi số điện thoại này trước, tuy nói cũng có nghĩ tới, đối phương sẽ phải nhận thức Trần Phi Trần tiên sinh. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới đối phương đang nghe Trần Phi Trần Tiên Sinh tên, thậm chí vẻn vẹn chỉ biết nghi đúng vậy xưng hô sau, cư nhiên sẽ phản ứng lớn như vậy, ngữ điệu chợt lên cao, trong nháy mắt khiếu phá cái tên đó. Phải biết rằng đối phương thế nhưng cái kia kéo dài qua lĩnh Nam ba tỉnh quái vật lớn tồn tại phi báo phó huấn luyện viên. Luận chức cấp, coi như là hắn Đồng Văn Thành đều so ra kém đối phương, nhưng bây giờ đối phương cư nhiên sẽ thất thố như vậy. Ta đương nhiên nhận thức. Trần Tiên Sinh là chúng ta phi báo người. Thế nào, Đồng Bí Thư, Trần Tiên Sinh bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nhưng vào lúc này hắn bên tai lại truyền tới làm hắn kinh ngạc ngôn ngữ, trong nháy mắt khiến thần sắc hắn trở nên không gì sánh được chấn động. Cái gì, Trần Tiên Sinh lại là phi báo người? Nguyên lai là như vậy, chuyện này là tốt rồi làm. Bất quá theo hắn cũng hơi thở dài một hơi, có phi báo chỗ dựa, cái gì tỉnh quân khu cục an ninh? Căn bản không đủ xem. Lôi huấn luyện viên, là như vậy. Theo hắn liền đem tự mình biết chuyện tình toàn bộ nói ra, không có bất kỳ giấu giếm nào. Cái gì, hoang đường. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết, vẻn vẹn chỉ nói là đến Trần Phi bởi vì một cái gì đảo quốc người ngoại tân, đã bị tỉnh quân khu an toàn tổng cục hạ lệnh cho bắt. Bên đầu điện thoại kia, lôi long lôi huấn luyện viên bên kia liền không nhịn được bạo giận lên, giống như đao tước vậy khuôn mặt một trận run run. Thậm chí theo cái chán giọt mồ hôi tất cả cút lăn nhô ra. Nói đùa, Đồng Văn Thành không hoàn toàn biết Trần Phi căn bản, lẽ nào hắn lôi long còn sẽ không biết sao?
Đây chính là trong truyền thuyết cổ vũ tiên thiên cường giả, trình độ nguy hiểm cao đến làm người ta giận sôi, thậm chí một thân một mình là có thể chống lại một đoàn một bộ phận. Hoàn toàn xưng là yêu nghiệt vậy tồn tại. Chớ nói chi là Trần Phi hôm nay hay là bọn hắn phi báo danh dự huấn luyện viên, là bọn hắn phi báo tân nhân lưng, cây trụ. Mà bây giờ, hắn lại cư nhiên bị bắt, và lại vẫn là lấy như vậy một loại hoang đường mượn cớ. Đảo quốc người. Ta đi hắn ma đảo quốc người. Hô, đa tạ đồng bí thư có thể đánh cho ta đến cú điện thoại này, ngươi là chính xác. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, chúng ta sẽ xử lý. Theo hắn lôi long thở một hơi thật dài, nói như thế. Tốt lắm, ta hiểu được, lôi huấn luyện viên. Vậy ta đây biên tự cúp điện thoại trước. Nghe vậy Đồng Văn Thành đã bị chấn động đến chết lặng, thở dài một hơi. Theo bên đầu điện thoại kia cũng đã cúp điện thoại, chỉ thấy lôi long lôi huấn luyện viên vừa cúp điện thoại, liền không chút do dự, thậm chí có một ít hỏa cấp hỏa liệu bấm La Viễn Chí La Thủ trưởng điện thoại. Mà lúc này, La Thủ trưởng đang ở tỉnh Giang Nam chính phủ bên trong đại lâu, cùng Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng uống trà. Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng phụ thân cùng La Viễn Chí La Thủ trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí xưng là huynh đệ, vì vậy, hắn có thể nói là từ nhỏ nhìn Triệu tỉnh trưởng lớn lên, tự nhiên quan hệ của hai người rất không bình thường. Có thể đang lúc bọn hắn đàm tiếu lúc, lôi long lôi điện thoại của huấn luyện viên lại đột nhiên đánh tiến đến, La Viễn Chí La Thủ trưởng cầm lên vừa nhìn, không khỏi hơi kinh ngạc nói là nhỏ lôi điện thoại. Chợt hắn cũng không tị hiềm, trực tiếp hiểu rõ nhấn chuyển được kiện, còn mở miễn đề. La Thủ trưởng không xong, Trần Tiên Sinh bị bắt. Đã có thể sau đó một khắc microphone nội lại truyền đến lôi long ngưng túc thanh âm. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy La Viễn Chí La Thủ trưởng cổ tay mạnh run lên, chén trà trong tay trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, bể thành mấy khối, nước trà cũng bắn tung tóe khi hắn trên y phục, có thể hắn lại bừng tỉnh không biết, vẻ mặt âm trầm thở một hơi thật dài nói rõ một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ai gan to như vậy, dám bắt Trần Phi? Phải biết rằng tiểu tử kia thế nhưng hắn là Viễn Chí lão lãnh đạo, Hứa lão gia tử ân nhân cứu mạng, càng là bọn hắn phi báo hôm nay danh dự huấn luyện viên, đường đường cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Nhân vật như vậy, coi như là bọn họ phi báo đều không nhúc nhích được, nhưng bây giờ, hắn lại nghe được cái gì? Hắn cư nhiên nghe được, Trần Phi bị bắt. Trần Phi, nghe vậy Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Bởi vì hắn hình như có nghe qua tên này, vân vân chờ đã, được rồi, hắn một tay đề bạt lên thân tín, Bắc Sơn thị thị trưởng Hoàng Đào bên kia, không phải là tự có một tên là Trần Phi kỳ nhân sao? Chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng, nếu hắn nhớ không lầm, Bắc Sơn thị bên kia cái kia Trần Phi không phải là cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Còn là một thanh niên nhân, hẳn là không kham nổi hắn là thúc thúc hiện tại cũng chỉ là nhận được điện thoại, nói đối phương bị bắt, tự phản ứng khổng lồ như vậy. Giống như xảy ra cái gì thiên đại chuyện vậy đi. Là tỉnh Giang Nam quân khu đặc biệt an toàn tổng cục. La lão, người nếu không hiện tại trước cho bên kia gọi điện thoại đi. Nếu chậm, ta sợ sẽ xảy ra chuyện mà. Bên đầu điện thoại kia lôi long lôi huấn luyện viên dồn dập mở miệng nói, muốn cho la lão trước gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại, không cần, chúng ta bây giờ tự mình đi qua đi, ta cũng muốn xem bọn hắn đến tột cùng muốn đem Trần tiểu tử thế nào. Nghe vậy La Thủ trưởng lại nói như thế. La Thúc, tỉnh quân khu cục an ninh bên kia hình như là Tiêu Tam gia đang quản. Nghe vậy Triệu Chính Quốc không khỏi khẽ cau mày nói. Rất hiển nhiên, coi như là lấy thân phận của hắn xem ra, Tiêu Tam gia cũng là thật không dễ chọc. Hanh, Tiêu Tam gia, Tiêu Nam Sơn. Ngày hôm nay chuyện này đừng nói là hắn Tiêu Nam Sơn, coi như là Tiêu Trấn Quốc tới, cũng phải cho ta một cái công đạo. Đi. Chúng ta bây giờ ngay tức khắc đi qua. Nghe vậy La Thủ trưởng hừ lạnh một tiếng, đại mã kim đao lên nói. T. Tiêu, Tiêu lão gia tử tới, cũng phải cho một cái công đạo. Nghe vậy dù là Triệu Chính Quốc loại thân phận này, loại tầng thứ này, cũng không khỏi hơi cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc rung động. Phải biết rằng hắn La Thúc trong miệng Tiêu Trấn Quốc, rõ ràng là Tiêu gia Định Hải thần châm, Tiêu lão gia tử tục danh. Nhưng bây giờ, hắn lại còn nói. Ngày hôm nay chuyện này, coi như là Tiêu lão gia tử tới, cũng phải cho một cái công đạo. Người kia, cái kia Trần Phi, thật có trọng yếu như vậy sao? Liên hắn La Thúc đều chỉnh trọng như vậy, cư nhiên từ trong miệng hắn tự mình nói ra những lời này. Nếu là truyền đi, đây chính là sẽ nhấc lên ngất trời sóng lớn.
Cùng lúc đó, Trần Phi đã bị Tiêu Bắc Lá đám người dẫn tới tỉnh quân khu an toàn tổng cục, sau đó bị nhốt vào một cái đặc thù phòng thẩm vấn trong. Vào đi thôi. Đem Trần Phi giam giữ đến cái kia đặc thù phòng thẩm vấn sau, Tiêu Bắc Lá do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn tiến đến Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói ta và ngươi không cừu không oán, vì vậy hôm nay cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Chớ trách. Nghe vậy Trần Phi sai biệt nhìn hắn một cái, sau đó khẽ gật đầu, đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia sắc bén, nói oan có đầu nợ có chủ. Nếu ta và ngươi không cừu không oán, tự nhiên chưa nói tới cái gì có trách hay không. Đa tạ, ta đi ra. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá từ bên cạnh hắn sát bên người mà qua, ly khai căn này đặc thù phòng thẩm vấn. Đến mức Trần Phi, thì bị một người đơn độc lưu tại trong đó. Tỉnh quân khu an toàn tổng cục, Tiêu Thiên Nhượng. Trần Phi một thân một mình tại đây đặc thù phòng thẩm vấn nội đi tới lui đi, phát hiện ngoại trừ có chừng yếu ớt sáng ở ngoài, cư nhiên lại không cái khác, chu vi tia sáng hôn ám một mảnh. Bốn vách tường cũng tốt giống như sử dụng đặc thù nào đó kim loại chế tạo, độ cứng cao dọa người. Mặc dù là hắn, nếu muốn kỳ phá vỡ, chỉ sợ cũng cần rất phí một phen tay chân mới có khả năng biện pháp. Như vậy hắn nhìn không được lạnh lùng lẩm bẩm nói trận này trượt, nhưng thật ra thật lớn a. Răng rắc, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo mãnh liệt cường quang từ tả phía trên đón đầu đánh rất xuống, một thân đặc thù trang phục Tiêu Thiên Nhượng cười lạnh đứng ở chỗ cao, một mặt to lớn thủy tinh tường phía sau, sau đó phòng thẩm vấn nội bốn phương tám hướng vang lên kỳ tiếng cười lạnh Trần Phi, chúng ta lại gặp mặt, ừ. Giờ này khắc này hắn, vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở phòng thẩm vấn chỗ cao, giống như là tự nhận là nắm trong tay toàn cục vậy. Dùng một loại thợ săn đi săn đến con mồi làm trò ngược nhãn thần châm chọc nhìn Trần Phi, thật giống như rất không tiếc vậy. Còn nhớ rõ trước hắn nói qua cái gì? Nói qua ngươi Trần Phi, tốt nhất đừng hối hận đi. Lại dám theo ta Tiêu Thiên Nhượng đối nghịch, thực sự là không biết lượng sức. Tiêu Thiên Nhượng, là ngươi. Mà ở cảm thụ được mãnh liệt cường quang kích thích mắt của mình cầu, Trần Phi cả khuôn mặt bàng cũng không nhịn được trong nháy mắt trầm xuống. Cặp kia tròng mắt đen nhánh, càng nhìn không được chợt hơi lành lạnh lên. Phải biết rằng đối phương loại thủ đoạn này thế nhưng vô cùng vũ nhục tính chất, hắn Trần Phi, lớn như vậy, chưa từng bị như vậy vũ nhục. Chợt hắn mâu quang rất băng lãnh, tự Tiêu Thiên Nhượng xuất hiện thời gian sát na liền tiêu cự đứng ở trên người hắn, con ngươi ở chỗ sâu trong, lau một cái xóa sạch lạnh lùng cùng với lửa giận không hề che giấu dâng lên, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt Tiêu Tổng, thật không nghĩ tới. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Đương nhiên, người bây giờ biết sợ. Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng trên cao nhìn xuống, phảng phất rất kiêu ngạo vậy, nhìn Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu nói sớm biết hiện tại cần gì phải đương sơ. Nếu là ngươi sớm biết rằng sợ, đừng như vậy không biết lượng sức, lại tại sao có thể có ngày hôm nay loại này hạ tràng. Sợ. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng ngoéo. Một cái, thật giống như mặc dù là chói mắt cường quang, cũng vô pháp dao động hắn kiên định nội tâm. Hai tay hơi nắm quyền, lắc đầu khinh thường nói thật, chỉ bằng ngươi, coi là vật gì vậy? Có tư cách nhường ta Trần Phi sợ sao? Ngươi nói cái gì? Phanh! Nghe vậy, phòng thẩm vấn nội bốn phương tám hướng vang lên Tiêu Thiên Nhượng chợt nổi giận thanh âm, thật giống như bị Trần Phi cái này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ vũ nhục. Sau đó có vật gì vậy bị hắn trọng trọng ngã trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt, tại đây đọng lại bầu không khí trong cũng tràn ra chói tai động tĩnh. Tiểu tử thối, ta khuyên ngươi tốt nhất làm rõ ràng bây giờ tình hình. Ngươi bây giờ, đã trở ở ta Tiêu Thiên Nhượng trong tay, hơn nữa đây là tỉnh quân khu an toàn tổng cục, ngươi tin hay không? Coi như ngươi ngày hôm nay tại đây nhân gian bốc hơi lên, cũng tuyệt không người nào dám tới đây tùy tiện làm càn. Tổng cục có cái quyền lợi này. Trên cao nhìn xuống Tiêu Thiên Nhượng giờ này khắc này sắc mặt có vẻ rất dữ tợn, nhìn phòng thẩm vấn nội vẻ mặt cười nhạt Trần Phi, tâm tình có vẻ rất kích động. Lúc đầu, hắn thấy, đều đến rồi loại tình trạng này, đối phương đều đã bị hắn làm ra quân khu tổng cục, cho bắt, theo lý thuyết lý nên khi hắn Tiêu Thiên Nhượng trước mặt cúi đầu đi. Nhưng là bây giờ, chết tiệt tiểu tử nhưng vẫn là phó thảo nhân ghét châm chọc tư thái, không chỉ có trên mặt thần thái không có dù cho chút nào sợ hãi, thậm chí hắn lúc này trên mặt thần sắc, thật giống như ở xích lõa lõa trào phúng hắn Tiêu Thiên Nhượng vậy. Như vậy quả thực nhượng hắn cảm giác mình. Giống như là cái vở hài kịch. Hắn há có thể không giận. Nhân gian bốc hơi lên. Có thể đang nghe Tiêu Thiên Nhượng nổi giận thanh âm, Trần Phi lại vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng cười,
cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bắn ra một chút khinh thường nói chỉ bằng ngươi. Xin lỗi, ta còn thật không tin ngươi có thể có bản lãnh kia. Nếu không ngươi đi thử một chút, đừng vẻn vẹn chỉ biết trên miệng nói. Tiểu tử thối, ngươi ở đây muốn chết. Nghe vậy, nghe được Trần Phi trong giọng nói như vậy chẳng đáng, châm chọc giọng, trên cao nhìn xuống Tiêu Thiên Nhượng nhất thời thần sắc bạo giận lên. Ha ha, tiểu tử, nói như thế hướng cũng không tốt. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khàn giọng thanh âm già nua hơi vang lên, Trần Phi trong tầm nhìn chỗ cao theo xuất hiện một vị tuổi già sức yếu lão giả. Hắn ước chừng theo 8-9-10 tuổi ngươi, tóc trắng bệch, da thịt khô, tay móng gầy thật giống như con gà móng vậy, có thể cặp mắt kia lại không hiểu làm cho cảm giác rất nguy hiểm, rất thâm bất khả trắc. Chỉ thấy hắn chậm rãi xuất hiện ở nơi ấy, già nua khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn Trần Phi. Tam gia mà. Mà ở nhìn thấy người, dù là Tiêu Thiên Nhượng cũng không cấm một mực cung kính mở miệng nói. Tam gia, nghe vậy Trần Phi hơi mâu quang lóe ra. Ta trước tự giới thiệu mình một chút đi. Ta họ Tiêu, tên là Tiêu Nam Sơn, tiểu tử xin chào. Mà bị Tiêu Thiên Nhượng xưng là Tam gia lão giả cũng không trở về ứng với người trước, mà là nhìn Trần Phi tự tiếu phi tiếu nhẹ giọng cười nhạt nói. Nga, hạnh ngộ, ngươi chính là hạ lệnh bắt người của ta đi. Nghe vậy Trần Phi vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Giọng nói rất bình thản. Làm càn. Có thể đang nghe Trần Phi cái loại này giọng nói, Tiêu Thiên Nhượng lại nhất thời nhảy ra mắng, vẻ mặt âm trầm tiểu tử thối, người có biết hay không người bây giờ đang cùng người nào nói. Đây là chúng ta Tiêu gia Tiêu Tam gia, thái độ cho ta để xuống đoan chính giờ. Liên quan gì ta, hắn là người gia, lại không ta gia, người nói là đi. Lão nhân gia. Nghe vậy Trần Phi lại cư nhiên trực tiếp mở miệng mắng, không chút kiêng kỵ nào, sau đó càng ngẩng đầu hỏi. Ngươi! Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng sắc mặt một trận đỏ bừng, cái cổ đều lớn, nhưng vẫn là bị Tiêu Nam Sơn vươn tay cắt đứt. Ha ha, tiểu tử, chúng ta ngày hôm nay tìm ngươi qua đây, thế nhưng có lý do tránh đáng. Ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ cảm xúc quá kịch liệt sao? Chỉ thấy hắn nhìn như ngữ khí ôn hòa hướng về Trần Phi nói rằng, thế mà! Cái loại này ôn hòa, lại làm cho người trong xương cốt phát lạnh. Thế mà Trần Phi cũng không ăn hắn bộ này, vẻn vẹn chỉ là cười lạnh nói lý do tránh đáng, ta có thể không cảm thấy. Lúc nào chúng ta Minh Mông Hoa Hạ Đại Quốc, cũng luân lạc tới lấy lòng đảo quốc người trình độ. Thực sự là nói ra có đủ mất mặt. Ngậm miệng, ngươi biết ngươi bây giờ ở nói chuyện với người nào, ngươi đó là cái gì thái độ, mà đang nghe Trần Phi chào phúng, Tiêu Thiên Nhượng lại tạc mau, dữ tợn nói. Lão nhân gia, lẽ nào ngươi không cảm thấy hẳn là nhượng chó của ngươi an tĩnh một hồi sao? Chủ nhân đang nói chuyện, thân là một con chó, lại 5 lần 7 lượt vượt quá, không hiểu quy củ, xem ra lão nhân gia ngươi bình thường cũng không giáo tốt. Nghe vậy Trần Phi híp mắt nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng tức bể phổi, sắc mặt chợt xanh chợt tím, hắn không nghĩ tới đều đã đến hiện tại loại tình trạng này, Trần Phi lại còn dám cản rỡ như vậy, nói hắn Tiêu Thiên Nhượng, là cậu. Tiểu tử, người loại thái độ này có thể cũng có chút quá mức. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Nam Sơn cũng lên tiếng, chỉ là cùng trước so sánh với, thiếu thiếu một phần nội liếm làm người ta cực sợ ôn hòa, hơn một phần sáng loáng lạnh lùng, hắn khàn giọng lãnh đạm nói chuyện ngày hôm nay, là ngươi không phối hợp chúng ta công tác trước đây, vì vậy cũng đừng trách chúng ta làm như vậy. Để đại cục suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi. Để đại cục suy nghĩ. Nghe nhưng thật ra rất đại nhân đại nghĩa, bất quá ta tốt nhưng thật ra thật tò mò, các ngươi có thể làm sao ủy khuất ta. Đem ta buộc đi cho đảo quốc người xem bệnh, Trần Phi nghe vậy giễu cợt nói. Rất hiển nhiên hơi có chút thường thức người đều biết, xem bệnh loại sự tình này mà hoàn toàn chú ý ngươi tình ta nguyện. Bằng không lẽ nào ngươi thật đúng là có thể ép buộc hắn sao? Dù thế nào loại sự tình này mà, có thể hay không chị, còn chưa phải là dựa vào miệng hắn nói. Đây là quân sự nhiệm vụ, ngươi chỉ có phục tùng vô điều kiện, hơn nữa phải làm trò chúng ta mặt mà, lập được quân lệnh trạng. Bằng không nếu là người chỉ không hết, ngươi phải bị trách. Thế mà Tiêu Nam Sơn lại cư nhiên như thế nói rằng, thật giống như rất đương nhiên vậy, một gương mặt già nua bình tĩnh. Quân sự nhiệm vụ, quân lệnh trạng. Nghe vậy Trần Phi thật là giận dữ phản thiếu, con ngươi ở chỗ sâu trong tràn đầy băng lãnh vẻ. Ha ha! Hắn là thật không nghĩ tới đối phương nói xong ra lời như vậy, có ý tứ. Đánh tổ chức danh nghĩa chỉnh hắn.
Xem ra lão gia hỏa này cây bản không là vì cái gì đảo quốc người ngoại tân, mà là hơn phân nửa muốn vì trước Tiêu Thiên Nhượng sự kiện kia xuất đầu, mới làm như thế. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cũng lười cùng đối phương vòng quanh, thẳng thắn híp mắt cười nói lão nhân gia, xem ra người đã già ở đây thật sẽ có một ít vấn đề, ừ, chính là chỗ này. Trần Phi ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ vào đầu vẻ mặt giễu cợt biểu tình. Hanh, xem ra ngươi thật đã cho ta không trị được ngươi. Nghe vậy thấy thế, dù là lấy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra lòng dạ, cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, già nua gương mặt hiện ra một tia nhiệt nộ, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi lạnh giọng nơi này là tỉnh quân khu an toàn tổng cục, là một loại đặc thù tồn tại. Ở chỗ này, chúng ta chính mình ngươi khó có thể tưởng tượng toàn lực, hơn nữa chỉ cần chúng ta có cần, bất luận kẻ nào đều phải phục tùng vô điều kiện. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại đột nhiên nhạt cười rộ lên, nói bất quá, ta nghĩ ngươi tiểu tử này quả thực rất có tài hoa, năng lực, vì vậy ngươi nếu có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào Tiêu gia ta. Dĩ vãng những chuyện kia, lão nhân ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, vòng qua ngươi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi cười cắt đứt lão nhân ra, xem ra ngươi là già thật rồi. Cái này có chuyện, ừ, chính là cái này. Ha ha, bỏ gian tà theo chính nghĩa, mượn hơi hắn, chỉ tiếc các ngươi Tiêu gia, hình như không tư cách này. Không xứng. Nói thật, hắn cũng không biết đối phương óc là thế nào lớn lên, đều đã nháo đến bây giờ loại trình độ này, đều bắt hắn cho bắt, còn muốn mượn hơi hắn. Chẳng lẽ đối phương thật đúng là cho là hắn Trần Phi tốt hù, tùy tiện thể hiện chút gì chiến trận, hắn phải sợ nước tiểu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thực sự là óc có bệnh. Mà ở nhìn thấy Trần Phi làm ra như vậy giễu cợt tư thái, giọng nói như thế trang tiết, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia không khỏi sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói đã chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Đã chết đến nơi, xin lỗi, chỉ bằng ngươi, ta còn thật không biết ngươi có thể làm sao nhượng ta đã chết đến nơi, ừ. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt, lại bỗng nhiên bắn ra một đạo phong mang ánh mắt, như lợi kiếm vậy, khiến người sau không khỏi hơi đổi sắc mặt. Hảo tiểu tử, mặc dù là đứng ở mặt đối lập, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cũng không nhịn được cảm thán. Giờ này khắc này ở trước mặt hắn tiểu tử kia, quả thực cùng người thường không giống với a. Tam gia, tiểu tử này là ở quá không tán thưởng, muốn ta xem, không bằng cho hắn biết chút lợi hại. Thấy tình cảnh này Tiêu Thiên Nhượng nhịn không được nhảy ra, hướng về phía cổ của hắn khoa tay múa chân ra một cái cắt hiết hầu tư thế, giọng nói âm xâm xâm nói. Hắn thấy, Trần Phi người như thế căn bản không đáng giá mượn hơi, tốt nhất có thể trực tiếp xử lý xong. Để tiết hắn trong lòng cơn giận, chấm dứt hậu hoạn. Ừ, nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra mặt không biểu tình, ngay sau đó lại đột nhiên thần sắc trầm xuống, sau đó lại từ tay ống tay áo rút ra một thanh đen như mực súng lục, lạnh lạnh nòng súng trên cao nhìn xuống, tản ra hàn mang. Theo an tĩnh phòng thẩm vấn trong cũng nhớ tới bén nhọn tiếng xé gió. Phanh! Một cái cực kỳ nòng lớn đạn phần đuôi trượt theo khói xanh, từ lạnh lạnh đen kịt nòng súng trong cực nóng phun ra, bắn về phía Trần Phi đầu. Ở trong nháy mắt đó, nhất thời ở bên cạnh hắn Tiêu Thiên Nhượng cũng không nhịn được đôi mắt co rút lại, da mặt run run. Tuy nói kiến nghị này là hắn nói ra, có thể. Cái này vị miễn cũng quá quả quyết đi, quả thực hãy cùng người điên, không nói được một lời, trực tiếp đào thương súng bắn. Nhưng này cũng kinh người nhất là hắn kế tiếp thấy một màn kia. Thương, chỉ nghe được an tĩnh đặc thù phòng thẩm vấn nội truyền đến một đạo nhàn nhạt leng keng thanh, cũng không có hắn trong tưởng tượng tiên huyết vẩy ra, cũng không có hắn trong tưởng tượng Trần Phi đầu bị đánh xuyên. Trần Phi, như trước còn là như vậy bình tĩnh lập đang tra hỏi trong phòng, ta phía trên chĩa vào cường quang, kỳ bàn tay gian nhưng thật giống như nhiều xảy ra điều gì đồ vật. T, cái này, cái này, cái này. Ngay sau đó Tiêu Thiên Nhượng nhìn không được đột nhiên biến sắc, mạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn rốt cục ý thức được. Ý thức được giờ này khắc này, ở trước mắt hắn, đến tột cùng xảy ra hạng chấn động lòng người một màn. Tiểu tử kia cư nhiên lấy tay trưởng tiếp đạn, điều này sao có thể? Dù là Tiêu Thiên Nhượng loại thân phận này, loại địa vị này, cũng không nhịn được cả khuôn mặt chợt sợ hãi lên, mâu quang trong theo bị nồng nặc hoảng loạn bao phủ. Phải biết rằng hắn thế nhưng rất rõ ràng, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trong tay cây súng lục kia, thế nhưng đặc chế,
uy lực chí ít so với phổ thông quân dụng súng lục cường ra gấp đôi. Nhưng bây giờ, cái loại này tay súng bắn ra đạn, lại cư nhiên bị đối phương Trần Phi lấy tay cho nhận xuống tới. Trên thế giới này còn có cái khác càng hoang đường sự tình sao? Cái này, điều này sao có thể? Coi như là nhất lưu cổ vũ giả, cũng không thể nào làm được loại trình độ này đi. Không hổ là nói như vậy có phấn khích tiểu tử, thật để cho ta thật không ngờ a. Giờ này khắc này, dù là Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cũng không nhìn được bỗng nhiên biến sắc, nắm đen kịt súng lục cái tay kia, đã lặng yên khẽ run lên. Rất hiển nhiên, hắn đều sống lớn như vậy số tuổi, tự nhiên minh bạch Trần Phi có thể lấy tay tiếp được tay hắn súng bắn ra đạn, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa lúc này ở trước mặt hắn vị kia hơn 20 tuổi thanh niên nhân, có thể tối thiểu, cũng chính mình vượt lên trước nhất lưu cổ vũ giả thực lực. Mà cái này cũng ý nghĩa hắn Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia, bản thân thân thủ chọc tới một cái đại phiền toái. Siêu việt nhất lưu cổ thực lực võ giả, đó là một loại dạng gì khái niệm? Hơi chút nói nôm na một điểm, đó chính là mặc dù là bọn họ tỉnh Giang Nam quân khu đặc thù an toàn tổng cục, cũng căn bản tìm không ra bất kỳ một cái nào có thể đi đến loại trình độ đó tồn tại. Nhưng bây giờ, chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, nhưng ở trước mắt hắn tự mình cho thấy thực lực như vậy.